Chương 2651 thiếu nữ mặc váy dài màu vàng, mang lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng bước liên tục, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng trực tiếp đi về phía thượng cổ Na Di trận ở Giang Châu do nộp linh thạch, lấy số thứ tự đợi Na Di. "Trên đường đi, phàm là ngăn cản trước mặt thiếu nữ, bất luận nam nữ già trẻ, hay là trắng Hán binh sĩ thì đều nhao nhau chủ động nhường đường." Ngẫu nhiên có một hai Du Côn lưu manh không có ý tốc muốn làm chút gì, nhưng chưa đợi hắn họ có hành động thì thiếu nữ chỉ khẽ ngẩng đầu cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là cách lụa mỏng che mặt nhìn thoáng qua, đã dọa du côn lưu manh lòng mang ý đồ xấu sợ hãi bỏ chạy tứ phía, gần như là muốn tè ra quần. Cứ như vậy, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thiếu nữ này dưới lấp lóe đao thương kiếm kích xung quanh nhìn chăm chú, trực tiếp đi vào phòng đợi. Ngồi trong phòng đợi làm những viện tạp vụ bận rộn, là một văn lại cấp thấp, thường ngày mặc kệ bất kỳ người nào đi vào, cho dù không đủ nghịch quan uy thì cũng ngồi ở chỗ đó khẽ động, tất cả làm việc theo quá trình giờ phút này nhìn thấy thiếu nữ này đi vào văn lại phòng trời này lại có một loại sợ hãi cảm giác không tự chủ đứng dậy hơi cả lăm mở miệng không biết cô nương muốn đi đi đâu trước mắt thượng cổ na di trận ở giang châu na di bốn phương hướng trước mắt chỉ mở ra hai ly thân vương cơ nguyên chiếm sông kháng ma mặc dù không ngang nhiên dương cờ tạo phản nhưng trên rất nhiều chuyện cũng đã gần như vạch sông tự trị giống như từ khi tuyên bố chiếm sông kháng ma Trước mắt thế lực đã trải rộng khắp mấy chỗ thượng cổ Na Di trận trong 14 châu của Giang Nam, đồng thời đóng kín thông đạo Na Di về phía lạc ấp. Chỉ lưu lại một thông đạo Na Di đi Tây Thông Châu mới chiếm lĩnh là, còn có thể liên hệ với lạc ấp. Hành vi này, đã rõ rành rành. Bản, ta tạm thời không sử dụng Na Di trận, ta có việc muốn gặp giáo úy. Đại nhân chấn thủ Na Di trận này âm thanh của thiếu nữ vô cùng dễ nghe, tốc độ nói không nhanh không chậm, âm thanh lọt vào tai lại có một loại cảm giác làm, cho không người khác phục tùng không thể từ chối văn lại bị khí thế của thiếu nữ chấn nhiếp trực tiếp sợ hãi đứng dậy cô nương thứ lỗi tướng quân đang nghỉ ngơi ở phía sau có gặp ngươi hay không thì ta cần phải đi xin ý kiến tướng quân một chút mới biết được vậy ngươi mang ta đi vào đi âm thanh của thiếu nữ ẩm ướt như nước lại giống như ẩn chứa ma lực kỳ dị làm cho văn lại đi xin phép lại thay đổi chủ ý tốt ta sẽ đưa cô nương đi gặp tướng quân đợi đi một bước lúc đi đến cửa vào sau nha văn lại dừng chân lại giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại dừng bước quay đầu Thế nhưng ngay khi khó khăn lắm quay đầu, thì lại bị con mắt của thiếu nữ đeo lụa mỏng nhìn chằm chằm, lập tức giống như người mất hồn, lần nữa mang theo thiếu nữ đi thẳng vào sau quan nha. Xung quanh thiêm áp phòng có san sát hơn ngàn binh sĩ, còn có hơn ngàn bách tính và thương khách, nhưng lại không có một ai lộ ra vẻ ngoài ý muốn về một màn trước mắt này, trong mắt bọn hắn đó là đương nhiên tướng quân. Sau khi đến nói, Văn lại này vừa mở miệng thì đã nghe thấy một âm thanh thô bạo, không phải ta đã nói không đến thời gian mở ra na di trận thì không nên quấy dây ta sao người điếc hay là văn lại đang muốn biện bạch thì thiếu nữ đột nhiên bước lên trước trực tiếp đẩy cửa chính của căn phòng ra trong phòng linh lực ba động mạnh mẽ đột ngột dâng lên nhưng ngay khi dâng lên nguyên linh ba động rung động nhỏ không thể thấy linh lực ba động đã đột nhiên biến mất một màn này mặc dù không gây nên nhiều động tĩnh lớn nhưng vẫn gây nên mấy võ giả giới vương cảnh đang chờ đợi na di chú ý thiếu nữ lại ngay cả đầu cũng không quay lại lụa mỏng che mặt hơi rung lên một bộ âm phong đột ngột càn quét toàn bộ xung quanh thượng cổ na di trận trong thoáng chốc một hư ảnh sơn tinh to lớn mang theo khí tức âm linh bỗng nhiên nhô ra nhẹ nhàng phun ra một đám sương mù màu xám thoáng chốc ánh mắt của đám người xung quanh thượng cổ na di trận đều tiến vào trạng thái mờ mịt thậm chí có một vị đạo cảnh sơ kỳ giấu ở trong đám người dưới khí tức âm linh của hư ảnh sơn tinh mà rơi vào mờ mịt trạng thái chớ nói chi là giáo úy trấn thủ thượng cổ na di trận ở giang châu này tu vi chỉ mới dưới vương cảnh dưới tình huống bình thường, giáo uy chấn thủ thượng cổ na di trận đều do võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ làm, giới vương cảnh sơ kỳ rất ít gặp. Sau khi nhưng ly thân vương cơ nguyên ngồi thủ giang nam, giáo uy chấn thủ thượng cổ na di trận ở giang châu đã đổi thành một tướng lĩnh giới vương cảnh hậu kỳ. Nhưng cho dù như thế thì vẫn như cũ không chạy khỏi tay của thiếu nữ này. Trận phù khống trận ở đâu? Thiếu nữ quát hỏi, tướng lĩnh giới vương cảnh kia giống như khôi lỗi bị người khống chế, vô thanh vô tức lấy ra một trận phù khống trận do tam sắc linh ngọc luyện chế thành. Thiếu nữ vẫy tay một cái, trận phù khống trận này lập tức rơi vào, trong lòng bàn tay thiếu nữ. Sau đó, đầu ngón tay của thiếu nữ hơi nhoáng một cái, lập tức bóp nát một viên ngọc phù. Gần như là cùng lúc đó, ở xa ngoài mấy chục triệu dặm, một ngọc giản trong tay diệp chân ở đáy hồ phong linh hồ, cũng không dấu hiệu nào nổ thành vỡ nát. Xong rồi, ngay khi diệp chân kinh hỉ lên tiếng, thần niệm khẽ động, thông qua trận phủ khống trận lâm thời trong tay phát động thỉnh cầu na di về phía thượng cổ na di trận ở giang châu gần như là ngay lập tức thượng cổ na di trận ở giang châu đã thông qua thỉnh cầu của diệp chân đội ngũ thứ nhất vào trận chuẩn bị na di gần 10 vạn người nhanh chóng theo thứ tự tiến vào na di trận diệp chân đã tới bên cạnh ba người tam đại thủ tế nhâm mạch và quân soái lĩnh quân cổ thiết kỳ trịnh đương thì đã sớm chờ ở bên cạnh nhâm đại quyền tế sau khi đến giang châu thì lại chớ lộ ra nếu tất cả thuận lợi đương nhiên không ngại, nhưng nếu xảy ra dị động, đến lúc đó, cho dù là bất luận kẻ nào muốn một lần nữa khống chế thượng cổ na di trận, hoặc là có bất kỳ hành vi võ lực nào nhằm vào các ngươi, thì nhất định phải lui đình phản kích. Diệp chân giao phó sau cùng, lời này không chỉ nói cho tam đại thủ tế, cổ thiết kỳ, còn có trịnh đương thì, còn có 50 tên nhật tế hỏa linh điện lấy tu vi đạo cảnh làm chủ. Đại soái yên tâm. Cho dù chết thì thuộc hạ cũng sẽ tử thủ thượng cổ na di trận ở Giang Châu. Cổ thiết kỳ kiên định nói, không nên vọng động. Sau khi các ngươi qua đó tất cả đều nghe trường nhạc công chúa điện hạ, muộn nhất là một canh giờ, ta sẽ đi qua. Đi thôi, nhanh vào trận. Sau khi giao phó xong tất cả, đám người dưới ánh mắt của Diệp chân nhanh chóng vào trận, linh lực ba động bằng bạc, và ánh sáng trận pháp của thượng cổ na di trận bắt đầu lấp lóe. Trong tay Diệp chân cũng không ngừng chuyển đến đại nhĩ đoá nhiếp đinh báo cáo xung quanh không có nghi trạng gì. Thẳng đến khi bọn người cổ thiết kỳ mang theo 10 vạn đại quân biến mất, nỗi lo lắng trong lòng diệp chân mới để xuống không có cạm bẫy tất cả bình thường xem ra trên dưới trấn hải quân có thể an toàn về nhà diệp chân không biết là ngay khi thượng cổ na di trận ở dưới đáy phong linh hồ này chân chính khởi động thì một viên ngọc giản trong tay tiên chi ma sư thất su vừa mang theo đại quân vững bước rút khỏi hồ châu châu thành cũng theo đó vỡ nát ngay khi ngọc giản vỡ nát tiên chi ma sư thất su đột ngột mở mắt ánh mắt nhìn về phía ma hoàng nhị thái tử truy nhật tĩnh toa ở một bên khác thái tử điện hạ bọn hắn đã bắt đầu sử dụng thượng cổ na di trận ở dưới đáy phong linh hồ đã bắt đầu na di nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nhiều nhất hai canh giờ đại quân dưới trứng diệp chân sẽ triệt để rút lui nghe vậy nhị thái tử vẫn luôn chờ đợi tin tức như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm đã như vậy vậy thì mời tiên sinh nhanh chóng liên hệ lãnh chúa của những lãnh địa lúc trước chưa bị hao tổn đã rút lui bọn hắn còn ở nửa đường lúc này trở về không cần quá nhiều thời gian là có thể quay lại Ừm, việc này, ta sớm đã có chuẩn bị, lập tức an bài xong xuôi. Nhưng có lẽ cho dù lãnh chúa nào mà lãnh địa không tổn thất, thì cũng chỉ sẽ trở về một bộ phận, trong đó khẳng định có không ít người quan sát. Ừm, ta rõ ràng. Nói xong, sắc mặt nhị thái tử truy nhật đột ngột trầm xuống. Lần này, bị tổn thất lớn như thế, còn phải đưa tiễn hắn về, chủ động để cái tên diệp chân này rời khỏi, quả là lợi cho hắn quá. Ngày sau, nhất định phải tìm trở về. Đây là đương nhiên tiên tri ma sư thất su đột nhiên xuất ra một trận bàn liên lạc na di cỡ nhỏ nhưng lúc này có một vài thủ đoạn nhỏ lại có thể trước chút cơn giận cho thái tử điện hạ nói không chừng còn có thể trọng thương bộ đội sở thuộc diệp chân nhị thái tử truy nhật nghe vậy thì đột ngột vui mừng a à, thủ đoạn nhỏ gì mà lợi hại như vậy chờ một lát điện hạ sẽ sáng tỏ tiên tri ma sư thất su thử nước đục thả câu thiên miếu hạ viện thời gian sáng sớm điện chủ nguyệt điện bách lý phi xử lý ngọc giản phê chỉ thị một đêm chậm rãi bước ra đại điện duỗi lưng một cái cho dù là cường giả đạo cảnh hậu kỳ khô tọa một đêm hết sức chăm chú trả lời hơn ngàn phần ngọc giản đến từ các phân điện thì cũng có một loại cảm giác mỏi mệt một làn gió trong lành lướt nhẹ qua mặt duỗi người một cái cảm giác mệt nhọc diệt hết hôm nay truyền lệnh đi bách lý phi tiện tay gọi phục vụ hầu cận nơi xa qua thân là cường giả đạo cảnh hậu kỳ quanh năm suốt tháng không ăn uống cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng ngẫu nhiên thỏa mãn một chút dục vọng ăn uống lại là chuyện thường có hầu cận lĩnh mệnh rời đi một hầu cận khác lại từ đằng xa dùng khay ngọc bưng theo một ngọc giản đi nhanh tới một màn này làm cho lông mày bách lý phi nhíu lại hơi khó chịu cho dù là ai liên tục gần một tháng chôn chân trong phòng trả lời ngọc giản thì cũng sẽ rất khó chịu thiên miếu đang mưu đồ đại sự lại là thời buổi rối loạn hắn là một người đại diện thế tục sự vụ cần xử lý vô cùng vô cùng nhiều có thể xưng là một lượng lớn lúc này khó khăn lắm mới rảnh rỗi một hồi nhưng lại có ngọc giản công sự quấy dày Bách Lý Phi định phát tác thì hầu cận kia lại vội vàng mở miệng, báo điện chủ đại nhân, một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ người giao phó có bất kỳ xảy ra tình trạng gì, đều phải đưa tới ngay lập tức mới gửi tới phần ngọc giản này. Ồ, lông mày Bách Lý Phi buông lỏng, vẻ mặt đột ngột siết chặt. Bình thường, mấy truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ hắn giao phó kia sẽ không sinh ra liên hệ, nhưng vừa có liên hệ thì có khả năng đã xảy ra chuyện lớn. Tay khẽ vẫy, ngọc giản đã bay đến trong lòng bàn tay Bách Lý Phi, ngay khi thần niệm chìm vào, sắc mặt của bách lý phi đột ngột kịch biến cái gì diệp chân và trấn hải quân sắp thông qua thượng cổ na di trận đến giang châu tin tức này quả thực cực kỳ rung động nếu người ngoài nói như vậy bách lý phi chắc chắn sẽ không tin thế nhưng tin tức đến từ ma thần cung tiên chi ma sư thất Xu đã thành lập chiến lược liên hệ có lẽ sẽ không sai dù không thể tưởng tượng nổi thì cũng sẽ không sai truyền lệnh đội ngũ đạo cảnh cơ động chờ lệnh ở hạ viện lập tức tập kết chuẩn bị xuất phát sau đó Bách Lý Phi lại thần lục một phần ngọc giản, tiện tay ném cho tên Hầu Cận, lập tức gửi phần ngọc giản này cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên, truyền lệnh mệnh lệnh thiên miếu đạo cảnh ở Giang Châu và các châu xung quanh, bất luận xuất phát từ thánh địa, khi thu được mệnh lệnh, ngay lập tức đều lập tức xuất phát về phía Giang Châu. Hầu Cận vội vàng bước đi. Ly Thân Vương Cơ Nguyên còn đang bị chôn trong chồng công văn, sau khi nhìn thấy ngọc giản khẩn cấp Bách Lý Phi đưa tới thì lập tức đứng lên. Diệp Chân và Trấn Hải Quân sẽ đến Giang Châu trầm tư mấy hơi ly thân vương cơ nguyên đột ngột phát ra tiếng cười lạnh đáng sợ cũng dám tự chui đầu vào lưới như vậy lần này đến cũng không cần nghĩ đi nữa chỉ suy nghĩ mấy hơi từng đạo quân lệnh đã từ trên bàn cơ nguyên bay ra thượng cổ na di trận ở giang châu có mấy ngàn vệ tốt và bốn năm ngàn vị thương khách người đi đường xung quanh chờ đợi thông hành lúc này giống như đang ngủ không có bất kỳ động tĩnh gì chỉ có ánh sáng của thượng cổ na di trận ở giang châu thì liên tục lóe lên điều này đại biểu cho thượng cổ na di trận ở giang châu đang tiến hành na di bình thường loại ánh sáng lấp lóe sẽ kéo dài một khắc đồng hồ mới có thể na di người của thượng cổ na di trận ở một chỗ khác tới mặc dù bởi vì ly thân vương cơ nguyên ngồi sông kháng ma đóng cửa một nửa thông đạo na di lại tăng cường cường độ kiểm tra nhưng thượng cổ na di trận vẫn là phương thức giao thông nhanh gọn na di cự ly xa lúc này vẫn như cũ không ngừng có người đi đường tiến vào nơi này chuẩn bị đến thiêm áp phòng đăng ký na di nhưng khi những người này tiến vào phạm vi thượng cổ na di trận thì đều lộ ra vẻ ngạc nhiên tất cả mọi người xung quanh thượng cổ na di trận mở to mắt nhưng giống như rơi vào trạng thái ngủ say quá kỳ quái nhưng khi bọn hắn định kinh hô thì âm linh hư ảnh xoay quanh ở trong tầng trời thấp kia như ẩn như hiện nhẹ phun ra một ngụ sương mù người đến lần nữa trong chớp mắt rơi vào trạng thái ngủ say thời gian một hơi lại một hơi trôi qua trường nhạc công chúa trước tới tiếp ứng diệp chân cũng đến thượng cổ na di trận bên cạnh trên chờ đợi đại quân diệp chân xuất hiện mặc dù liên tục có liên lạc với Diệp Trân, nhưng mấy năm chưa gặp, tưởng niệm rất nhiều. Lụa mỏng bao phủ gương mặt trường nhà công chúa, khẽ cắn môi anh đào, trong đôi mắt hiện lên vẻ khẩn trương và chờ mong. Lần này, Diệp Trân mời nàng đến thượng cổ Na di trận ở Giang Châu tiếp ứng Trấn Hải Quân, trường nhà công chúa đã không chút do dự đáp ứng. Lựa chọn người tiếp ứng, lúc trước Diệp Trân đã nghĩ rất lâu. Nếu như còn được lựa chọn, Diệp Trân sẽ không muốn trường nhà công chúa tới mạo hiểm. Mặt ngoài nhìn, Diệp Trân có rất nhiều đường, có thể thông báo quân bộ, có thể mời đại ti thiên ngũ dự sắp xếp người tiếp ứng, cũng có thể mời tổ thần điện đại thủ tế bách tương sắp xếp người tiếp ứng. thế nhưng diệp chân không dám. ly thân vương cơ nguyên hùng ngồi giang nam, em trai chấn thân vương cơ giới gần như ngang nhiên ủng hộ, không nói mấy vị thân vương thảo luận chính sự khác có thái độ mập mờ, ngay cả hai vị thân vương thảo luận chính sự này, quan hệ trong triều cũng dây tơ dễ má một đống. lúc này lạc ấp, hoặc nói là triều đình đại chu theo diệp chân đã không khác gì cái sàng. Diệp Trân đoán, nếu hắn mời những người khác tiếp ứng, cho dù quân bộ hay là tổ thần điện đại thủ tế, lại hoặc là tuần tra ti, chỉ sợ người tiếp ứng chưa xuất phát, thì tình báo đã đặt ở trên bàn ly thân vương cơ nguyên. Một cái không tốt, sau khi đại quân Diệp Trân vừa đến Giang Châu, đầu tiên đối mặt chính là đại quân dưới chứng ly thân vương tập kích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Sau khi cân nhắc thận trọng, cuối cùng Diệp Trân để cho trường nhạc công chúa một mình trước tiếp ứng tới như vậy đáng tin nhất, tin tức cũng khó nhất tiết lộ. Theo Diệp Trân suy nghĩ, chỉ cần toàn quân đến Giang Châu, lấy tinh nhuệ và tốc độ cơ động chấn hải quân của Diệp Trân, dưới tình huống ly thân vương cơ nguyên không chuẩn bị, xông ra khỏi phạm vi thế lực của ly thân vương cơ nguyên là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao lấy độ tinh nhuệ chấn hải quân của Diệp Trân, bộ đội bình thường dưới chứng ly thân vương cơ nguyên, sẽ không thể nào đuổi kịp đồng thời chặn đường. Đáng tiếc, tưởng tượng vĩnh viễn luôn là rất tốt, ngoài ý muốn luôn tới bất ngờ ngay khi trường nhạc công chúa đi nước cờ yên lặng ngay khi đang chờ đợi diệp chân bị na di tới thì từ phương xa đột nhiên vang lên âm thanh chống hào trầm thấp mà ẩn chứa sát khí gương mặt xinh đẹp của trường nhạc công chúa thay đổi nàng nghe được đây là âm thanh chống hào của đại quân đại chu đang khẩn cấp tập kết lúc này giang châu đại chu khẩn cấp tập kết muốn làm gì trong lúc đang suy nghĩ gần trăm đạo khí tức được ba vị đạo cảnh dẫn đầu đột ngột từ phương xa nhanh chóng tới giáo uy trấn thủ thượng cổ na di trận ở đâu phong tỏa toàn bộ thượng cổ na di trận chỉ cho pháp vào không cho phép ra dám có người phản kháng giết chết bất luận tội ngay khi tiếng quát nổi giận vang lên dẫn đầu đạo cảnh đã vọt tới trên bầu trời thượng cổ na di trận khí tức ba động bùng hồn mà tràn đầy sát khí đột ngột càn quét toàn bộ thượng cổ na di trận ở dưới khí tức ba động này vệ tốt và người đi đường xung quanh thượng cổ na di trận giống như ngủ nhao nhao giống như bị giật mình tỉnh lại bỗng nhiên tỉnh táo Giáo uy chấn thủ thượng cổ na di trận, nhìn thượng cổ na di trận đang lóe lên, bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức nhớ lại tất cả những chuyện trước đó. Tay chỉ trường nhạc công chúa tức giận hét lớn, yêu nữ, người tới, bắt giữ yêu nữ này lại cho ta. Yêu nữ này lừa gạt đi trận phủ khống trận thượng cổ na di trận trong tay của ta. Đợi nhìn thấy đô đốc chấn thủ Giang Châu thành ngụy phàn nổi giận đùng đùng chạy tới, chấn thủ giáo uy bỗng nhiên dùng mình một cái, vội vàng chỉ trường nhạc công chúa tức giận nói, đô đốc, chính là yêu nữ này đột nhiên xuất hiện sau đó làm cho ta mắc lừa lừa gạt đi trận phủ khống trận thượng cổ na di trận trong tay của ta con mắt của đô đốc trấn thủ giang châu ngụy phản liếc một cái thiếu nữ trước mắt này cho dù là khí thế hay là biểu hiện điều cực kỳ quỷ dị nhưng vào lúc này hắn đã không nghĩ được nhiều như thế bởi vì một màn trước mắt và quân lệnh khẩn cấp của đại đô đốc cơ nguyên truyền đến quá đáng sợ nếu không phải quân lệnh khẩn cấp của đại đô đốc nhắc nhở chỉ sợ kẻ địch giết vào trong giang châu thành thì đô đốc hắn cũng không biết được May mà lúc này đến còn kịp. Đi, bắt sống yêu nữ này cho ta, nếu như dám phản kháng, giết không tha. Vung tay lên, hai đạo cảnh sau lưng đô đốc ngụy phản khẽ động, lập tức phóng về phía trường nhà công chúa. Gần như là cùng lúc đó, phương xa vang lên tiếng chống hào, hai mươi vạn đại quân đóng ở Giang Châu Thành. Cờ tinh che trời đằng đằng sát khí vây quanh về phía thượng cổ Na Di Trận, ở Giang Châu. Cùng lúc đó, ba mươi vạn đại quân trong quân doanh đóng giữ ngoài Giang Châu Thành cũng nhanh chóng di chuyển về hướng thượng cổ na di trận ở giang châu thành trong quân quân lệnh nặng như núi cho dù cường giả đạo cảnh thì cũng không ngoại lệ gần như ngay khi đô đốc giang châu ngụy phản được ly thân vương cơ nguyên bổ nhiệm hạ lệnh hai vị cường giả đạo cảnh ở hai bên trái phải của hắn đã đập ra như thiểm điện các loại thần thông cực kỳ lẫm lệ đánh về hướng trường nhạc công chúa hạ thủ cực kỳ lăng lệ người còn ở phía xa nhưng kình phong do bọn hắn công kích bị khuấy động lên nổ vang trong hư không các loại cờ xí xung quanh bay phất phới, âm thanh như sấm. Thế nhưng lúc này, gương mặt của trường nhà công chúa sau tấm lụa mỏng che mặt cực kỳ khinh thường, giống như Phật Sơn, không nhúc nhích tí nào. Đối với hai vị cường giả đạo cảnh toàn lực công kích, trường nhạc công chúa giống như chưa tỉnh, mặc cho hai người này công kích tới, Ngụy Phàn thấy vậy thì cũng kinh ngạc không thôi, hai vị cường giả đạo cảnh đang công kích tới cũng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, công kích đang phát động cũng không yếu bớt chút nào mắt thấy nữ oa nhìn như nhu nhược này sắp bị bọn hắn công kích đến sẽ biến thành một đoàn thịt nát đột nhiên trường nhạc công chúa động tay áo phất một cái ba động vô hình làm cho trái tim của đô đốc ngụy phàn sợ hãi lóe lên rồi biến mất công kích mạnh mẽ của hai cường giả đạo cảnh phát động trong một cái phẩy tay áo này cũng hóa thành hư vô hai vị cường giả đạo cảnh đang tiến công con mắt đột ngột trừng tròn vo cũng ở trong nháy mắt này lực lượng ba động linh quang bình thản không gì lạ nhưng ẩn chứa khiến người ta run sợ đột ngột đổ ập về phía bọn hắn. Trong lúc cấp thiết, bọn hắn thúc giục thủ đoạn phòng ngự, nhưng ở trước mặt công kích này lại giống như giấy, trong chớp mắt, trọng kích kinh khủng đã đánh bọn hắn bay ngược bay lên, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết. Liên tục lăn mấy vòng, hai vị cường giả đạo cảnh đứng ở giữa không trung, khóe môi nhách lên tiên huyết, khí tức hơi lộn xộn. Sắc mặt của Đô đốc Ngụy Phàn bỗng nhiên thay đổi. Phá Thiên Chu Long nỗ chuẩn bị. Hai vị cường giả đạo cảnh cũng không ngừng điều chỉnh khí tức, lấy nguyên linh thúc dục linh lực, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng lúc này, trong con ngươi của hai người đã tràn ngập kiêng kỵ. Bọn hắn một đạo cảnh trung kỳ, một đạo cảnh sơ kỳ, hợp lực công kích, cho dù cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nữ oa trước mắt này kích thương bọn hắn lại nhẹ nhàng thoải mái như thế. Cũng nhưng vào lúc này, năm khí tức đạo cảnh vô cùng lăng lệ đột ngột từ phương xa lao đến cực nhanh, một người đi đầu, đầu chọc to lớn, dưới ánh nắng sớm chiếu rọi phản xạ sáng. Ngụy Đô Đốc, thiên miếu thủ bình phụ mệnh đến đây giúp ngươi. Nghe vậy, Ngụy Phàn vui mừng, vội vàng nói, thủ bình đại sư, mời hợp lực với đạo cảnh bên ta, bắt giết yêu nữ này. Chỉ nhìn thoáng qua phong thái của trường nhà công chúa đứng ở giữa không trung, thiên miếu thủ bình kia đã vỗ tay cười ha hả. Ngụy Đô Đốc yên tâm, cứ giao nữ thí chủ này cho ta xử lý là được. Trong khi nói chuyện, thần niệm nguyên linh của thủ bình khẽ động đi đầu lướt đến, linh tác từ sau đầu bay ra, hóa thành ngàn vạn quang tác, từ bốn phương tám hướng chụp vào trường nhạc công chúa. Đối mặt với thiên miếu thủ bình không có ý tốt, đôi mi thanh tú của trường nhạc công chúa hơi nhíu lại, gương mặt xinh đẹp đột ngột trầm xuống. Gần như là đồng thời, âm linh hư ảnh gần như vô ảnh vô hình trong hư không lần nữa xuất hiện, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên khẽ hấp về linh tác kia. Hấp lực vô cùng mạnh mẽ đột ngột bao phủ phía trên linh tác, nhưng loại hấp lực này cũng không phải nhằm vào bản thân linh tác, mà là nhằm vào một sự nguyên linh của thủ bình tồn tại bên trong khống chế linh tác bất ngờ không đề phòng, một sợi nguyên linh của thủ bình đại thần sư ở trong linh tác kia đột ngột bị hút ra, trực tiếp bị âm linh hư ảnh một ngụm nuốt vào. ngay khi âm linh hư ảnh thỏa mãn ở no nê một cái, đại thần sư thủ bình này đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ôm đầu, thất khiếu điên cuồng phun ra tiền huyết. một sợi nguyên linh gửi trong ở trong linh bảo trực tiếp bị mạnh mẽ rút ra, sau đó bị âm linh thôn phệ luyện hóa, này không thua trực tiếp cắn một cái lên nguyên linh của hắn, nguyên linh không bị thương mới là lạ bốn vị đại thần sư thiên miếu đi theo đến vì quá sợ hãi thật nhanh tiến lên bảo vệ phân điện điện chủ thủ bình của giang châu đang gào thảm nhưng vào lúc này một kích trọng thương mang cường giả đạo cảnh ánh mắt trường nhạc công chúa đột ngột nhìn về phía đô đốc giang châu ngụy phàn sắc mặt người sau đại biến tại chỗ vội ra lệnh vây công cho ta giết chết bất ngụy phàn to gan ngươi muốn tạo phản sao còn không đợi ngụy phàn hạ lệnh tiếng gào to của trường nhạc công chúa đã như lôi đình đột ngột vang lên làm cho ngụy phản bỗng nhiên ngẩn người chuyện này liên quan gì đến chuyện tạo phản? Cũng ở trong nháy mắt này, một ấn tỷ đuôi phượng đột ngột từ trong tay trường nhạc công chúa bay ra, khí tức hồng hoang chỉ quan ấn của đại chú mới có, xen lẫn âm thanh sắc phong vang lên. Sắc phong nữ thị cơ linh, trường nhạc công chúa. Ngụy phàn, bản cung chính là điện chủ man linh điện đại chu tổ thần điện, công chúa thảo luận chính sự, trường nhạc công chúa cơ linh. Bây giờ ngươi lại dám sai người tập kích bản cung, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Trong lúc quát hỏi, thất châu phượng quang hà phi, chỉ có công chúa mới có thể mặt từ lòng bàn tay trường nhạc công chúa bay ra, ánh sáng lóe lên, mặc lên trên người trường nhạc công chúa. Mũ rộng vành lụa mỏng che mặt vừa mất, phượng quang hà phi thay vào, tự mang khí thế của thiên hoàng quý tộc và quý khí ngày thường bảo dưỡng ra, đập vào mặt mọi người. Phối hợp với khí tức và âm thanh trong ấn tỷ công chúa, tư thái cao cao tại thượng của trường nhạc công chúa, trong chốc lát đã làm tất cả mọi người ở đây nhận thức được, nữ tử trước mắt này lại là quý nữ trường nhạc công chúa tôn quý nhất của đại chu gần như theo bản năng những thương nhân xung quanh thượng cổ na di trận lập tức từng người quỳ lại hướng về phía trường nhạc công chúa đang lơ lửng trong tầng trời thấp chúng thảo dân bái kiến công chúa điện hạ thấy quý tộc đại chu bình thường thương nhân và người bình thường phải quỳ lại đại lễ những thứ này đã giống như lạc ấn khắc vào trong xương cốt của dân chúng đại chu đây là quy củ không phải trong vòng mấy năm là có thể hình thành những thương nhân này bái xuống không sao muốn mạng là những thương nhân này trực tiếp ảnh hưởng đến binh sĩ vừa chạy tới còn có tướng lĩnh và binh sĩ trấn thủ thượng cổ na di trận này cùng với tướng lĩnh binh sĩ sau lưng đô đốc ngụy phàn công chúa thảo luận chính sự duy nhất của đại chu trường nhạc công chúa lúc trước đây đã hạ chỉ thông báo toàn bộ thiên hạ lập tức tất cả binh sĩ và tướng lĩnh không có hân vị trong người nhao nhao quỳ lạy về phía trường nhạc công chúa lễ bái đây là một loại phục tùng từ trong xương cốt không chỉ có bọn hắn cho dù tướng lĩnh có hân vị thậm chí có tước vị cũng nhao nhào hành đại lễ với trưởng nhạc công chúa. Đây là chuyện bọn hắn phải làm. Về phần vì sao trưởng nhạc công chúa lại cải trang xuất hiện ở đây, không ai sẽ nghĩ tới. Trong chớp mắt, toàn bộ xung quanh thượng cổ Na Di trận chỉ còn lại đô đốc Giang Châu Ngụy Phàn, còn có chủ năm đại thần sư đến từ Thiên Miếu, lấy điện chủ phân điện Giang Châu Thủ Bình làm chủ, vẫn còn hơi giật mình đứng ở đó, không chịu làm đại lễ thăm viếng. Bao gồm hai đạo cảnh vừa công kích trường nhạc công chúa, bây giờ cũng vô cùng sợ hãi đại lễ thăm viếng trường nhạc công chúa đô đốc giang châu ngụy phản trợn tròn mắt tiết tấu này hoàn toàn không đúng đây là trường nhạc công chúa của đại chu không phải trường nhạc công chúa của ly thân vương cơ nguyên được phân đất phong hầu mà bọn hắn đi theo ngụy phản lại được ly thân vương cơ nguyên bổ nhiệm làm đô đốc giang châu có thể thấy được tuyệt đối là thân tín của ly thân vương cơ nguyên đương nhiên hắn cũng hiểu rõ ly thân vương cơ nguyên muốn làm chuyện gì đương nhiên là tạo phản thay thế vị trí của nhân tôn hoàng cơ long nhưng vấn đề là cho dù đến bây giờ thì Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn không dương cờ tạo phản, chỉ lấy do kháng ma để ngồi sông tự thủ, từ thành một hệ. Nhưng vấn đề là, đấu tranh chính trị trong tầng lớp cao tầng Đại Chu, dân chúng bình thường và đại lượng binh lính tướng lĩnh bình thường cũng sẽ không rõ ràng. Ở trong lòng binh lính bình và dân chúng thường, Ly Thân Vương Cơ Nguyên thật là đang kháng ma. Bọn hắn vẫn như cũ là binh sĩ và tướng lĩnh của Đại Chu, Đại Đô đốc Cơ Nguyên chỉ huy bọn hắn vẫn như cũ là thần tử của Đại Chu. Như vậy, hiện tại trường nhạc công chúa của Đại Chu, chính là tồn tại tôn quý nhất. Bọn hắn nhất định phải đại lễ thăm viếng. Đây là quy củ khác sâu vào tận trong xương cốt. Thế nhưng tất cả bọn hắn đều bái xuống, lại làm cho đô đốc Ngụy Phàn triệt để trợn tròn mắt. Ngụy Phàn, bản cung chính là công chúa thảo luận chính sự, địa vị tương đương với vương tước hoàng tử. Ngươi thấy bản cung mà không bái, ngươi muốn phản quốc sao? Âm thanh của trường nhạc công chúa hơi mang theo vài phần lẫm lệ khẽ quát, đô đốc giang châu ngụy phản nghe thấy vậy thì lại cảm thấy giống như thiên lôi đánh xuống bốn chữ ngươi muốn tạo phản giống như kinh lôi đánh xuống làm cho đô đốc giang châu ngụy phản bỗng nhiên dùng mình tâm niệm thay đổi thật nhanh đô đốc giang châu ngụy phản ngay lập tức làm ra quyết định sáng suốt nhất thần ngụy phản không biết công chúa thảo luận chính sự điện hạ giá lâm còn xin công chúa điện hạ thứ tội lập tức ngụy phản lập tức làm đại lễ hướng về phía trường nhạc công chúa không bái không được ngay cả đại đô đốc cơ nguyên cũng không dám trắng trợn dựng dương cờ tạo phản chỉ là lấy danh nghĩa ngồi sông kháng ma chậm rãi mưu đồ. Nếu đô đốc Giang Châu hắn dám trắng trợn tạo phản, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của hắn. Từ xưa đến nay, người ra mặt trước sẽ chết đầu tiên. Nếu ngụy phản hắn nhận xuống cái danh phản quốc tạo phản này, thì ngay cả đại đô đốc cơ nguyên cũng không gánh nổi hắn. Đây là đại nghĩa, đây là danh phận. Lấy dân tâm và danh vọng ơ dân gian của đại chu, nếu đại đô đốc cơ nguyên công nhiên dựng thẳng cờ tạo phản, có lẽ quân tâm dưới trướng sẽ lập tức bất ổn. Cho nên, lúc này Ngụy Phàn cũng không thể không bái. Không chỉ Ngụy Phàn bái mà đại quân Giang Châu đang lục tục chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống điều bái xuống. Toàn bộ xung quanh thượng cổ Na Di trận ở Giang Châu, chỉ còn lại điện chủ phân điện thủ bình và bốn vị đại thần sư, dưới trướng hắn chạy đến chi viện chưa bái. Nhưng bản thân đạo cảnh đại thần sư có địa vị siêu nhiên, thiên miếu càng tự xưng là người từ bên ngoài, không bái cũng rất bình thường. Nhưng, đô đốc Giang Châu và đại quân điều bái về phía trường nhạc công chúa, nếu Bách Lý Phi là người đại diện thiên miếu ở thế tục, mà bái thì còn công kích trường nhạc công chúa thế nào? Lúc này, cho dù vây công cũng không dám. Thiên miếu bọn hắn vẫn chưa dễ dụa ra khỏi vòng xoáy trước đó do tổ thần điện, ban bố thiên miếu thông ma, nếu giờ lại, dưới tình huống vô số ánh mắt nhìn vây công trường nhạc công chúa thảo luận chính sự, của đại chu, vậy không khác gì tìm đường chết. Một khi chuyện này truyền ra, sẽ là một chuyện lớn, sẽ có đại lượng tín đầu vứt bỏ thiên miếu mà đi đến lúc đó bách lý điện chủ lăng trì hắn cũng là nhẹ cho nên lúc này thủ bình cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục thương thế chậm rãi đợi tình thế phát triển các ngươi đều là dũng sĩ trung thành nhất của đại chu ta không cần dùng đại lễ này đối với bản cung đều đứng lên đi tán thưởng một câu như vậy trường nhạc công chúa nhìn về phía tư phía một đám sĩ tốt tướng lĩnh bách tính lại nói ra lời cảm tạ như núi thở lúc này mới nhao nhao đứng dậy ngụy phản cũng nóng này thế nhưng trường nhạc công chúa lại không nóng này lúc này trường nhạc công chúa đã đưa ra thân phận thoải mái đứng thẳng trong hư không chậm rãi đợi thời gian trôi qua ngụy phản lại triệt để bị động có lẽ nếu lúc hắn hạ lệnh tướng lĩnh dưới trướng công kích trường nhạc công chúa thì tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn nhưng muốn mạng là cách đó không xa ánh sáng lấp lóe trên thượng cổ na di trận ở giang châu càng ngày càng chậm điều này đại biểu na di đã chuẩn bị kết thúc hạ thần mạo muội xin hỏi công chúa điện hạ cải trang đến giang châu ta là cần làm chuyện gì ngụy phàn kiên trì hỏi bản cung đến đây chính là tiếp một đám trung dũng sĩ đại chu dục huyết phấn chiến chém giết vô số ma tộc về nhà âm thanh của trường nhạc công chúa rất nhẹ nhưng lại truyền ra bốn phương tám hướng gây nên vô số sĩ tốt và dân chúng hiếu kỳ nhưng ngụy phàn thì lại liên tục tiếp khổ người khác không biết chân tướng nhưng hắn biết trường nhạc công chúa ở đây là tới tiếp này một quân đội từ thượng cổ na di trận ở giang châu ra đến nhưng đại đô đốc cơ nguyên giao mệnh lệnh cho hắn là tận lực đánh giết quân đội này nếu không thể thì phải kéo dài thời gian viện quân sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trước mắt loại tình hình này cho dù viện quân đuổi tới thì cũng không cách nào động thủ ai dám hứng chịu cái danh tạo phản tấn công trường nhạc công chúa chứ nhưng nếu không làm gì thì có lẽ quan vận của ngụy phàn hắn cũng đã đến lúc kết thúc rồi âm thầm gọi một thân vệ đến ngụy phàn dùng tốc độ nhanh nhất thần lục ra một phần ngọc giản để thân vệ lập tức gửi cho đại đô đốc cơ nguyên đồng thời điện chủ phân điện giang châu thủ bình cũng âm thầm truyền tin cho điện chủ nguyệt điện bách lý phi trước mắt loại tình hình này hắn đã không biết phải xử lý như thế nào cũng ở trong nháy mắt này thượng cổ na di trận ở giang châu lấp lóe thật lâu rốt cục dừng lại một chút ngay khi đại lượng quang ảnh xuất hiện một đạo sát khí vô hình đột một phóng lên tận trời áp chế hai mươi vạn đại quân xung quanh đến hô hấp cũng không trôi chảy đập vào mi mắt là một nhóm quân đội mỗi tên lính cả người đều giống như được vớt ra từ trong tiên huyết khải giáp trước ngực phía sau lưng trong khe hở, đều có dị vật biến đen. Trên người mỗi tên lính đều phát ra mùi máu tươi vô cùng dày đặc, đối mặt, với tình cảnh vừa xuất hiện ở Nazi trận đã bị hai 20 vạn đại quân vây quanh, bộ đội tiên phong này không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ánh mắt lạnh như băng làm cho từng người trong đại quân đối diện vô cùng kinh hãi. Thần tổ thần điện tam đại thủ tế nhâm mạch, tham kiến công chúa thảo luận chính sự điện hạ. Chúng tướng sớm đã đạt được diệp chân phân phó, ngay lập tức tiến lên tham kiến trưởng nhạc công chúa nhìn trấn hải quân máu nhuộm trinh y vẻ kích động trượt lóe lên trong mắt trưởng nhà công chúa các dũng sĩ đại chu ta chào mừng các ngươi về nhà trong nháy mắt tiếp theo mười vạn sĩ tốt đã vang lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm về nhà đây là từ khi bước ra chiến trường đã nhớ đến vô số lần chữ đến nay đã qua mấy năm xuất trận xếp hàng chờ gieo hò qua đi theo trưởng nhà công chúa ra lệnh một tiếng âm thanh ra lệnh của các tướng lĩnh vang lên mười vạn trấn hải quân theo thứ tự xuất trận tầng tầng lớp lớp xếp hàng chặt chẽ. Kiếm ra khỏi vỏ, nỏ lên dây cung, ý đề phòng rất đậm. Gần như là đồng thời, thượng cổ na di trận ở Giang Châu vừa na di hoàn tất lại lần nữa lóe lên. Mà cũng vào lúc này, Diệp Trân cũng nhận được tình hình mới nhất từ thượng cổ na di trận ở Giang Châu. 10 vạn đại quân vừa xuất trận đã bị chú quân Giang Châu vây quanh, cái này thật sự là ngoài ý liệu của Diệp Trân. Nhưng tin tức là ai tiết lộ, Diệp Trân đã không rảnh suy nghĩ, suy nghĩ một chút hắn lập tức hạ đạt một mệnh lệnh cực kỳ kinh người có thể kéo thì kéo tận lực kéo dài thời gian không động thủ trước nhưng nếu chú quân giang châu dám động một đao một kiếm thì lập tức phản công tuyệt đối không được nương tay trấn hải quân dưới trướng diệp chân lấy một mình tung hoành vạn dặm trong cảnh nội ma tộc chém giết ngàn vạn quân dân ma tộc bây giờ trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục trở về đại chu mỗi một người đều vô cùng chân quý ai dám động thủ với bọn hắn diệp chân tuyệt đối sẽ lập tức khai đao Cùng lúc đó, Thiên Miếu Điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi và Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cũng thu được ngọc giản do thuộc hạ của mỗi người truyền đến. Không ngờ lại là trường nhạc công chúa đích thân đi tiếp ứng cái, tên Diệp chân này. Việc này, chỉ sợ không dễ làm. Với mắt tình hình trước mắt thì ván này rất khó phá. Nhíu mày khổ tư một phen, Bách Lý Phi viết ra một phần ngọc giản, rất nhanh đã phát ra ngoài. Cũng chỉ có hắn tự mình ra mặt thì mới có thể phá cục này. Bách Lý Phi lẩm bẩm nói xung quanh thượng cổ na di trận ở giang châu theo thời gian trôi qua bầu không khí càng ngày càng khẩn trương đầu tiên là ba mươi vạn đại quân trú đóng ở ngoài thành giang châu cũng toàn bộ điều vào hội tụ lại với hai mươi vạn đại quân thành nội giang châu tầng tầng lớp lớp vây quanh trấn hải quân vừa lần lượt na di tới từ thượng cổ na di trận không chỉ như thế xung quanh càng có đại lượng đại quân tinh nhuệ lệ thuộc vào đại đô đốc cơ nguyên chạy tới lúc này xung quanh giang châu thành nho nhỏ ít nhất tập trung 70 vạn đại quân dưới trướng ly thân vương cơ nguyên, sát khí ngút trời. Càng quan trọng là, trong vòng ngắn ngủi một canh giờ, cường giả đạo cảnh của thiên miếu, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đã hơn 120 vị, số lượng thần sư giới vương cảnh cũng cao hơn một vạn. Càng có hơn 50 vị đạo cảnh, hơn 5.000 giới vương cảnh đến từ dưới trướng đại đô đốc cơ nguyên, khẩn cấp chạy tới chi viện. Cho dù là chấn hải quân đã na di tới 40 vạn, cao thủ chấn hải quân đã na di tới hơn phân nửa, nhưng về mặt sức mạnh vẫn bị ép gắt gao như cũ. Thế nhưng, cho dù quân lực và cao thủ đối diện tụ tập có nhiều hơn nữa thì, trường nhạc công chúa lơ lửng ở giữa không trung vẫn một mặt lạnh nhạt. Có nàng ở đây, có công chúa thảo luận chính sự nàng ở đây, đối diện sẽ tuyệt đối không dám đánh vào. Đột nhiên, hư không trên Giang Châu thành đột ngột chấn động, một cường giả đạo cảnh hậu kỳ từ hư không nhô ra nửa thân thể, sau lưng là một thông đạo không gian vô cùng ổn định. Ly thân vương cơ nguyên mặc bát long thảo luận chính sự thân vương phục, được 20 tên đạo cảnh bảo hộ từ trong hư không nhanh chân bước ra. Ha ha, Trường Nhạc chất nữ, ngọn gió nào thổi ngươi tới nơi này của bản vương vậy? Trong chớp mắt, gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa trở nên lạnh lùng. Trường Nhạc gặp qua Nguyên Vương thúc, Ly Thân Vương cơ nguyên xuất hiện, Trường Nhạc công chúa theo đủ cấp bậc lễ nghĩa tiến lên làm lễ. Đối với chuyện này, Ly Thân Vương cơ nguyên chỉ thản nhiên phất tay, "Hôm nay bản vương đến Giang Châu có mang theo quân vụ, đợi bản vương xử lý xong quân vụ sẽ tái thiết tiệc rượu khoản đãi Trường Nhạc chất nữ." không hồ là gừng càng già càng cay, ly thân vương cơ nguyên đối với ý đồ của trưởng nhạc công chúa đến đây, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đều không hỏi, trực tiếp nói ra ý đồ của hắn, trực tiếp làm cho một ít lý do thoái thác, và kế hoạch của trưởng nhạc công chúa phải buồn bực nuốt trở về, căn bản không cho trưởng nhạc công chúa bất cứ cơ hội nào. Vung tay lên, hầu cận trực tiếp lộ ra cờ xí và ấn tỷ của ly thân vương cơ nguyên, nhân đại đô đốc ma chiến trường. Ngay khi cờ ấn này xuất hiện đã làm cho sắc mặt bọn người hạ kỳ, nhiều bích đột ngột kịch biến, mà vẻ mặt của trưởng nhà công chúa cũng biến thành vội vàng. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ ở đâu? Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại ra tay trước trị người, không cho Trấn Hải quân đối diện chút thời gian phản ứng nào, trực tiếp điểm tên chỉ họ hỏi thăm. Hạ Kỳ do dự một chút, chậm rãi ra khỏi hàng. Có mặt tướng. Nhìn Hạ Kỳ ra khỏi hàng, ánh mắt của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ. Ồ, oh, còn sống. Còn sống là được rồi. Người tới, bắt lại cho ta. Vừa nói dứt câu đã lập tức có 10 đạo cảnh, từ sau lưng ly thân vương cơ nguyên xông ra, xông về phía hạ kỳ. Dưới tích uy của đại đô đốc cơ nguyên, hạ kỳ lại nhất thời không biết ứng đối ra sao, mắt thấy 20 vị đạo cảnh sắp nhào vào quân trận trấn hải quân. Tam đại thủ tế nhâm mạch đột nhiên nghênh tiếp, chậm đã. Gần như là đồng thời, lấy thủy linh điện chủ hải phạm cầm đầu, nhóm tổ thần điện đạo cảnh đã lập tức đứng, ở sau lưng tam đại thủ tế nhâm mạch đi. Đại đô đốc, không biết trúc tướng quân có tội gì, đại đô đốc vừa thấy mặt đã muốn bắt như vậy. Nhâm đại thủ tế hỏi. Ly thân vương cơ nguyên lạnh lùng nhìn lướt qua tam đại thủ tế nhâm mạch. Nhâm đại thủ tế, đây là quân vụ, ngươi không có quyền hỏi đến. Trước kia đúng là lão phu không có quyền hỏi đến. Nhưng bây giờ, lão phu đã nhập tịch dưới trướng chấn hải quân của Diệp Nguyên Soái, là một lão tốt. Bây giờ cơ đại đô đốc vừa thấy mặt đã muốn bắt tướng quân của chấn hải quân ta, chuyên tới để hỏi một chút. Ánh mắt của ly thân vương cơ nguyên ngưng lại, thần quan đại thịnh ngươi tuy là tổ thần điện tam đại thủ tế nhưng ngươi chỉ là một lão tốt có tư cách gì hỏi đến quân vụ của bản đốc người tới bắt người cho bản đô đốc người nào dám ngăn cản giết chết bất luận tội chúng ta lĩnh mệnh như vậy còn chưa hết ánh mắt của ly thân vương cơ nguyên nhìn về phía đông đảo đạo cảnh của thiên miếu chư vị nghĩa sĩ kháng ma bản đốc hoài nghi trong đội quân này có gian tế của ma tộc nếu tiếp theo có bất kỳ người nào dám chống lại quân lệnh của bản đô đốc còn xin chư vị nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ có thể giết chết tại chỗ. Đại đô đốc cho mời, chúng ta sao dám không theo? Thủ bình ứng thanh một tiếng, vung tay lên, 120 vị đại thần sư của Thiên Miếu từ bốn phía đã mỗi người chiếm một phương vị yếu hại, hướng về phía trấn Hải quân. Lúc này, đạo cảnh của trấn Hải quân chỉ mới tới đây hơn 90 người, luận số lượng đạo cảnh thì chỉ có một nửa bên phía Ly thân vương Cơ Nguyên mà thôi. 120 vị đạo cảnh của Thiên Miếu, tăng thêm bên phía Ly thân vương, tình thế lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm sắc mặt tam đại thủ tế nhâm mạch đột ngột biến đổi. Đại đô đốc, ngươi vẫn định khư khư cố chấp sao? Trả lời tam đại thủ tế nhâm mạch cũng chỉ có một tiếng cười lạnh, nhưng đám đạo cảnh xung quanh vây đánh tới lại là càng ép càng gần, khí tức cũng càng sách cao lên. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Cổ thiết kỳ đột nhiên ra lệnh, trong chớp mắt mệnh lệnh 40 vạn chấn hải quân tới trước hành động. Tôi luyện sinh tử, trong thời gian dài như vậy đã sớm luyện chấn hải quân thành một đột quân thiện chiến, một đội quân tinh nhuệ hổ lang chi sư, Thi hành mệnh lệnh đã thành phản xạ tự nhiên trong xương cốt. Mệnh lệnh của cổ thiết kỳ vừa ra đã lập tức giống như một máy móc vô cùng tinh vi vận chuyển lên. Tất cả lớn nhỏ quân trận tầng tầng lớp lớp vận chuyển, các loại nỏ tiễn đẳng cấp khác nhau bao gồm đinh hắc phá thiên chu long nổ, mạnh mẽ nhất, lúc này cũng cùng nhau dùng nỏ tiễn nhắm về phía những đạo cảnh kia. Hơn nữa, dưới một tiếng quân lệnh này, hành động không chỉ là những tướng sĩ bình thường, còn có các tế vệ và tư tế của tổ thần điện bị Diệp Chân chỉnh biên. Trong khoảng thời gian này, cục tòng quân lệnh bất cứ khi nào đã thành lạc ấn trong xương cốt. Quân lệnh vừa ra, từng người điên cuồng vận chuyển linh lực, dùng khí tức gắt gao khóa chặt thiên miếu đạo cảnh cách mình gần nhất. Trong chớp mắt, tình thế khẩn trương đến cực hạn. Có thể nói, lúc này, chỉ cần có một người xuất thủ thì huyết chiến sẽ lập tức bộc phát. Ha ha, rất tốt. Đại đô đốc cơ nguyên cười to lên, nhâm đại thủ tế, tế tí tổ thần điện các ngươi lại ở cùng với một đội đào quân, một đội tội quân là mất thành. Lúc này, bản đô đốc muốn bắt bọn hắn hỏi tội tổ thần điện các ngươi cũng dám bảo vệ bọn hắn làm sao các ngươi đang muốn phản quốc sao vừa nghe lời này ra tất cả những người có tri thức ở đây đều có một loại cảm giác vô cùng hoang đường người sắp phản loạn làm loạn là cơ nguyên ngươi có được hay không lúc này cơ nguyên ngươi lại cắn ngược một cái cắn ngược lại trấn hải quân muốn phản quốc chuyện này quả thực chư quân nghe lệnh ba bộ tàn quân gồm bắc hải thiên lãng quân quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu trấn nam quân đoàn sau khi mất thành không nghe quân lệnh, chạy trốn tứ phương. Lúc này trở về, nếu không bỏ vũ khí chịu trói, tất cả đều coi là phản quốc. Đến lúc đó, chư quân có thể tận lực chém giết. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh tuân mệnh như núi kêu biển gầm vang lên. Chúng ta cần tuân quân lệnh của đại đô đốc. Thoáng chốc, trong ngoài từ trên xuống dưới, 70 vạn đại quân bắt đầu kết quân trận, nhao nhao giống giận. Đao thương kiếm nỏ trong tay cùng hướng về phương hướng trấn hải quân. Lúc này, âm thanh của đại đô đốc cơ nguyên lại lần nữa vang lên. Ba bộ tàn quân các ngươi nghe đi, ta chính là đại đô đốc nhân ma chiến trường cơ nguyên, làm mất thành đào quân, đều không phải ý của các ngươi. Chỉ cần lúc này các ngươi bỏ vũ khí xuống, bản đô đốc đồng đều có thể đặc xá các ngươi, không truy xét tội của các ngươi, chỉ chém đầu tướng lĩnh. Vì trong thời gian ngắn nhất cầm xuống nhánh đại quân này, giảm bớt liều mạng trong thương vong, ly thân vương cơ nguyên tại chỗ lấy thân phận của hắn, tự mình áp dụng kế sách tan giã quân tâm này nói xong ly thân vương cơ nguyên hơi mong đợi nhìn chấn hải quân đối diện một hơi hai hơi trong đôi mắt của ly thân vương cơ nguyên xuất hiện một tia ngoài ý muốn không ai bỏ khí giới ba hơi năm hơi bảy hơi thở trong đôi mắt của ly thân vương cơ nguyên đã che kín sự ngạc nhiên hắn đã nói xong lâu như vậy nhưng vẫn không có một người nào bỏ khí giới chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi trước kia chỉ cần hắn đưa ra lời hứa hẹn như vậy thì lập tức có thể làm tan rã quân tâm đối phương, làm hơn phân nửa binh sĩ đối phương lập tức bỏ khí giới. Nhưng lần này, hắn lại tính sai. Nhưng sau khi kinh ngạc ngoài ý muốn, thì vẻ mặt của cơ nguyên đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, quát trói tai. Không ngờ, các ngươi lại ngu xuẩn mất khôn như thế. Đã như vậy, quân Pháp vô tình. Người tới, bọn phản quân này. Vương thúc chậm đã. Vừa mới né qua một bên, trường nhạc công chúa đột ngột bay ra, ngăn ở trước trận của hai quân. Vương Thúc, Trấn Hải quân này có phải phản quân, hay không, là công hay tội thì tự có quân bộ định luận, Vương Thúc còn không tư cách định bọn hắn là phản quân. Trường nhạc công chúa đối trợ gay gắt nói, hừ, quân quốc trọng sự, lúc nào đến phiên một nữ nhi như ngươi xen vào, còn không mau lui ra. Vương Thúc nói vậy sai rồi, trường nhạc chính là điện chủ man linh điện tổ thần điện, lại là công chúa thảo luận chính sự, đương nhiên có tư cách xen vào. Vương Thúc, Trấn Hải quân một mình xâm nhập, càng quét nội địa ma tộc lập xuống quân công đầy trời, vương thúc há có thể lấy phản quân định tội nghe vậy ly thân vương cơ nguyên cười lên ha hả ta chính là đại đô đốc nhân ma chiến trường quân vụ chỉ cần một lời của ta là có thể quyết định há có thể để một phụ nhân như ngươi ảnh hưởng truyền quân lệnh của bản đô đốc trong người hơi nếu ba bộ tàn quân này còn không bỏ vũ khí xuống thì giết chết bất luận tội bắt đầu tính thời gian trong chớp mắt có quân pháp quan tiến lên âm thanh âm trầm giống như mùa đòi mạng vang lên mười chín tám bảy 6 5 4 3 Âm thanh đếm ngược ngắn mà gấp rút của quân pháp quan Giang Châu thành giống như một thanh đồ đao treo trên đỉnh đầu mọi người, mỗi một con số đều sẽ làm cho thanh đồ đao này hạ xuống gần đỉnh đầu của mọi người một chút, nhưng loại cảm giác đồ đao treo lơ lửng trên đầu là của tất cả mọi người. Trong âm thanh đếm ngược, 70 vạn đại quân dưới trướng đại đô đốc Cơ Nguyên, người người không tự chủ được siết chặt vũ khí trong tay, trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, mang cho bọn hắn một loại cảm giác âm lãnh trơn trượt. Làm cho ánh mắt của bọn hắn trở nên khẩn trương. Phần lớn binh sĩ ở đây đều là lão tốt, trong mắt nhưng lão tốt này, thực lực binh sĩ đối diện có thể nhìn ra đại khái. Đại quân đối diện tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ánh mắt lạnh như băng, không có chút tình cảm ba động kia. Đây tuyệt đối là lão tốt tinh nhuệ chân chính, tự tay chém giết hơn 10 người trở lên mới có thể luyện thành. Đối mặt với đại quân như vậy, dù là quân lực phe mình gấp đôi đối phương, nhưng cho dù thủ thắng thì chỉ sợ cũng thắng thảm so sánh dưới trấn hải quân của diệp chân đã chấn định hơn nhiều bọn hắn ở nội địa ma tộc lập xuống nhiều quân công như vậy thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy bị nhân ma chiến trường này đại đô đốc cơ nguyên trước mắt nói một câu đã bác bỏ ai nghe người đó ngốc làm lính đại đa số thời gian chỉ nhận lệnh trực tiếp từ thống lĩnh nguyên soái của mình về phần nguyên soái trên nguyên soái thì thật có lỗi không biết nhất là dưới tình huống chủ tâm cốt ở phe mình hai ngay khi quân pháp quan đếm ngược đến con số này thì đã không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hơi khẩn trương. Truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi đếm ngược kết thúc, nơi này sẽ bạo phát ra một trận huyết chiến như thế nào. Trường nhạc công chúa chắn ngang ở trước trận hai quân, ống tay áo bồng bềnh, sau lưng đột ngột hiện ra vô số âm linh như ẩn như hiện, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đại đô đốc Cơ Nguyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nếu có người quan sát ánh mắt của hắn thì sẽ phát hiện. Lúc này ánh mắt của hắn rất băng khoăn, nhưng cũng rất kiên định. Hôm nay, hắn nhất định phải chu sát Diệp Chân, đồng thời cũng phải lưu lại nhánh đại quân này. Nếu không, một khi để nhánh đại quân này trở về đại chu, ngày sau sẽ không có cơ hội bao vây từ phía như hôm nay. Một cái không tốt, ngày sau sẽ có thể trọng thương đại quân của hắn. Huống chi, các tư tế tổ thần điện trước mắt này, xử lý một bộ phận, lại tù binh một bộ phận, không thể tốt hơn. Dù sao, cơ hội vừa chiếm đại nghĩa vừa chiếm danh phận như hôm nay cũng không nhiều. Dừng lại một hơi, quân pháp quan khẩn trương, đầu đầy đổ mồ hôi, lần nữa chậm rãi há miệng, định đếm đến con số cuối cùng. Nhưng cũng vào lúc này, âm thanh sâu kín của Diệp Chân đột ngột từ phía sau cùng của trấn hải quân vang lên. Nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân tham kiến đại đô đốc. Thân hình Diệp Chân từ trung tâm thượng cổ Na Di trận vừa đình chỉ lấp lóe xuất hiện, trực tiếp bay lên giữa không trung, từ xa hành lễ về phía đại đô đốc Cơ Nguyên. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thế tử cơ cảnh vô cùng ưu tú, đã là thế tử của Ly thân vương phụ, ngày sau hắn leo lên đại vị sẽ phong lên làm thái tử. Thế nhưng lại bị cái tên Diệp Chân này làm mất đi nhục thân, tuy đã tìm được thân thể thích hợp phụ thể trùng sinh, nhưng đối với hoàng tộc thì đã mất đi huyết mạch quan trọng nhất. Nói cách khác, vị trí thế tử đã không có phần của cơ cảnh sau khi phụ thể trùng sinh, mà Ly thân vương cơ nguyên còn phải phí hết tâm tư một lần nữa chọn lựa thế tử. Tính toán ra, đã có tiền đồ của hai nhi tử bị hủy ở trên tay Diệp Chân. Trước đó, An Linh Hầu Cơ Già là tiểu nhi tử của hắn, lại bị Diệp Trân cướp mất tước vị, bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ ở thiên miếu. Làm sao có thể không hận? Diệp Trân, ngươi, có biết tội của ngươi không? Ly thân vương cơ nguyên đột ngột giống giận. Thanh âm này vừa vang lên, quân pháp quan đang đếm ngược bỗng nhiên một thở dài một hơi. Chư quân Giang Châu đã chuẩn bị xuất thủ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trận này, trận nhắm vào đồng bào của mình này, nếu không cần thiết thì bọn hắn cũng không muốn đánh chậm rãi chào đón diệp chân đầu tiên là hướng về đám người thăm hỏi từng người lại nhìn chăm chú về phía trường nhạc công chúa một chút lúc này mới cười lạnh nói đại đô đốc nói gì vậy diệp chân ta có tội gì Hừ, liên tiếp thất thủ huyết quang pháo đài huyết hà cấm địa dẫn đến phòng tuyến nhân ma chiến trường toàn bộ sụp đổ sau đó lại mang theo đại quân chạy án người đây chính là tội lớn ngập trời ly thân vương cơ nguyên chỉ tay diệp chân tốt một cái tội lớn ngập trời diệp chân cười lạnh xin hỏi đại đô đốc Diệp Chân ta vốn lấy chức trách của Bắc Hải quận công, chấn thủ huyết hà quân thành. Là Lâm Nguy ngay khi nghe theo quân lệnh của ngươi, ứng phó thái tử, giết vào trong mấy trăm vạn đại quân của ma tộc, gấp viện binh huyết quang pháo đài. Thủ thành mấy ngày không có một viện quân đến, lui vào huyết hà cấm địa, trong lúc đó cầu viện ngươi vô số lần. Ngươi biết rõ huyết hà cấm địa có liên quan đến sinh tử của phòng tuyến nhân ma chiến trường, ngươi lại không phát một binh một tốt, mặc cho 40 vạn đại quân của ta bị 300 vạn đại quân của ma tộc hay phiên ngày đêm vây công. Này là đạo lý gì? Những lời này, Diệp Trân vốn chưa nói cần thiết, nhưng lúc này đã về nước, mang việc thì cần phải nói rõ ràng. Việc này liên quan đến thanh danh sau này của Diệp Trân, và tương lai của bốn người vạn đại quân Trấn Hải quân, Diệp Trân nhất định phải làm thế. Bản đô đốc đã sớm phái ra viên quân, chỉ là vì rất nhiều nguyên nhân nên chưa kịp đến. Những chuyện này, bản đô đốc tự sẽ giải thích với bệ hạ. Nhưng tội danh liên tiếp mất thành, quân luật của đại chu như thế, Diệp Trân, nếu ngươi không muốn liên lụy đồng đội huynh đệ dưới chứng ngươi, thì lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội, có lẽ sẽ còn có một đường sống. Đại đô đốc cơ nguyên lệ quát lên. Quỳ xuống đất thỉnh tội. Ta vô tội, tại sao phải thỉnh tội? Sắc mặt của đại đô đốc cơ nguyên tối đen. Đúng như trường nhạc công chúa nói, ngươi chịu tội sẽ cho quân bộ định luận. Nhưng bộ đội của ngươi vừa từ ma tộc trở về, để phòng gian tế lẫn vào. Hiện tại, bản đô đốc mệnh lệnh quân đội của ngươi, ngay tại chỗ bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận đại quân ta thẩm tra. Nghe vậy, Diệp Chân khinh miệt nhìn thoáng qua đại đô đốc Cơ Nguyên, không thể nào, dám làm trái quân lệnh của bản đại đô đốc, Diệp Chân, ngươi đang muốn tạo phản sao? Người tới, Nguyên Soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân y muốn tạo phản, cho ta mượn cớ, quấn một vòng lớn, chụp mũ tạo phản, trực tiếp hạ lệnh toàn quân công kích, diệt bộ đội sở thuộc Diệp Chân, đây mới là ý nghĩ lúc này của đại đô đốc Cơ Nguyên. Nhưng Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này, Đại Đô đốc chậm đã, Diệp Chân không phải bất tuân quân lệnh, mà là có mang theo hoàng mệnh. Âm thanh như lôi đình của Diệp Chân đột ngột truyền khắp bốn phương tám hướng, này làm cho Đại Đô đốc Cơ Nguyên, vừa chiếm cứ đại nghĩa danh phận đã lập tức không còn. Bất đắc dĩ, Đại Đô đốc Cơ Nguyên đành phải hỏi, có hoàng mệnh gì, vì sao bản Đô đốc không biết? Trấn Hải quân ta, xâm nhập nội địa ma tộc, tung hoành 5 triệu dặm trong ma tộc, chém giết mấy ngàn vạn quân dân ma tộc, bây giờ đắc thắng trở về, đương nhiên phải hiến tù binh cho bệ hạ, dâng lên chiến lợi phẩm. Không đợi đại đô đốc cơ trả lời, Diệp Trân đã vung tay lên nói. Người tới, mang chiến lợi phẩm, tù binh mà Trấn Hải quân ta sắp hiến cho bệ hạ, cho đại đô đốc nhìn qua. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của đại soái. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đội từng đội binh sĩ từ trong đám người đi ra, bốn người một tổ, mỗi bốn người khiêng một xe tấm to lớn dài 10 mét, rộng 5 mét. Trong đó là tường cái đầu của ma tộc với tướng mạo khác nhau, trông chất thành kinh quan chín tầng. Dù là trải qua vôi ướp gia vị, những đầu của ma tộc này vẫn như cũ tản ra mùi máu tanh và nồng đậm mùi hôi thối trùng thiên. Nhưng ngay khi xe kinh quan đầu người thứ nhất xuất hiện, ánh mắt của tất cả binh sĩ tướng lĩnh ở đây đã bị xe kinh quan đầu người ma tộc thứ nhất hấp dẫn. Sau đó chính là rung động. Một xe lại một xe kinh quan đầu người tản ra mùi máu tanh trùng thiên, được sĩ tốt Trấn Hải quân gánh khiêng xuống, xếp thành một hàng, đi thẳng về phía trước. Một, hai, mười, hai mươi, một trăm, hai trăm. Chọn vẹn 200 chiếc xe kinh quan đầu người xếp thành cái dài đến 2000 mét, chậm rãi đi về phía trước, không có tiếng tăm gì đã làm ra phần quân công cái thế này, trên một chiếc xe này chỉ chứa 3 vạn đầu người, 200 xe, đó cũng chính là 600 vạn đầu của ma tộc. Một màn này trực tiếp làm cho Ly thân Vương Cơ nguyên trợn tròn mắt, cũng làm cho Giang Châu Đô đốc Ngụy Phàn và các tướng lĩnh khác chấn kinh đến tột đỉnh, bao gồm hơn 100 đại thần sư của Thiên Miếu kia cũng vậy, tất cả mọi người đều không tự chủ được nuốt lên nước miếng. Cảnh tượng này quá rung động, Đột nhiên, mấy vị sĩ tốt Giang Châu khoảng cách gần nhìn thấy một màn này, trong lúc rung động đã tự phát hướng về Trấn Hải quân quân lễ. Mấy người kia quân lễ cùng nhau, giống như dẫn phát lũ ống, âm thanh chào quân lễ xoát xoát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vì cái gọi là công đạo do lòng người. Trên cơ bản, lúc này ở trước không gian Nazi trận Giang Châu, trên trời dưới đất binh sĩ Trấn Hải quân vây quanh Diệp chân ít nhất có một nửa là từ trên nhân ma chiến trường rút trở về những binh lính này đều đã từng chém giết trên nhân ma chiến trường cho nên vô cùng rõ ràng ma tộc đến cùng đáng hận bao nhiêu thực lực của ma tộc cường đại cỡ nào có bao nhiêu đáng sợ càng hiểu độ khó muốn thu hoạch đầu người của ma tộc phải biết trên nhân ma chiến trường quân đội đại chu mượn nhờ công sự phòng ngự và lợi khí quân giới cho nên thương vong mới có thể miễn cưỡng đạt tới một đổi hai chỉ khi nào đến giã chiến tình hình này lập tức đảo lại loại thương vong này có thể là hai đổi một thậm chí là ba đổi một nhưng trước mắt, kinh quan này chứa tầng tầng lớp lớp đầu người của ma tộc, trọn vẹn 200 chiếc. Ít nhất cũng có 4-500 vạn đầu người của ma tộc, nhiều thì đạt ngàn vạn đầu người của ma tộc. Ngàn vạn thủ cấp, chính là chém giết gần ngàn vạn ma tộc. Cái gì là công lao hiển hách? Đây chính là công lao hiển hách. Nhất là trong đôi mắt những binh sĩ trải qua nhân ma chiến trường, đây là một phần quân công to lớn đến không cách nào hình dung. Bọn hắn rõ ràng nhất độ khó ở trong này. Trong quân lữ, người nào được kính trọng nhất? đó chính là dũng sĩ có thể lập được quân công hiển hách. Trước mắt, Trấn Hải quân lộ ra 200 kinh quan chất đầy đầu người của ma tộc, trong nháy mắt, trong đôi mắt của những lão tốt kia đều biến thành người được tôn kính nhất. Từng kinh quan đầu người, chính là quân công của bọn hắn im ắng hò hét. Không quan hệ đến lập trường, không quan hệ đến chính trị, tôn kính chỉ xuất phát từ bản năng. Mấy chục lão tốt giang châu, tâm tình khuấy động, tự động kính lên quân lễ hướng về Trấn Hải quân. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ, động tác của bọn hắn lại dẫn phát trận quân lễ triều. Được từng lão binh dẫn đầu, bị 200 kinh quan chứa đầu người của ma tộc lay động, trên trời, dưới đất vây quanh đại quân trấn hải quân đều không tự chủ được kính lên quân lễ hướng, về trấn hải quân. Đây là một loại khí thế, càng một loại khí chàng không cách nào từ chối. Có sĩ quan cá biệt nhạy cảm ý thức được vấn đề ở trong này, muốn ngăn cản. Nhưng nhìn vẻ mặt và ánh mắt của quân tốt dưới trướng, bọn hắn lập tức sáng suốt ngậm miệng lại nếu lúc này bọn hắn dám mở miệng ngăn cản việc này vậy bọn hắn có thể chắc chắn rằng uy vọng mà những năm này bọn hắn thành lập trước mặt những quân tốt ở đây sẽ ở trong nháy mắt tổn thất hầu như không còn thậm chí sẽ bị toàn quân phỉ nhổ quân đội đại chu rất thượng võ từ khi bắt đầu kiến quốc đến bây giờ cảm giác vinh dự của quân đội cực mạnh lúc này không ai dám chọc cho thiên hạ khiển trách ngay cả nhân ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương cơ nguyên cũng không dám trên thực tế ngay khi quân lễ thủy triều vừa bắt đầu ly thân vương cơ nguyên đã phát hiện dị thường càng ý thức được cái gì bản năng ly thân vương cơ nguyên muốn dùng thân phận của hắn quát bảo ngưng lại nhưng ngay khi âm thanh quát lên sắp ra khỏi miệng thì cơ nguyên đã lập tức sáng suốt ngậm miệng lại nếu vừa rồi hắn quát lên như vậy quân tâm nhân vọng của hắn trong quân sẽ không còn gì cả ảnh hưởng đối với sĩ tốt dưới trướng của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi không bao lâu một màn này đã truyền khắp tất cả đại quân dưới trướng hắn có lẽ hắn vẫn như cũ có thể dùng cao vị dùng quyền lực để thống trị những sĩ tốt này nhưng muốn để những sĩ tốt này quên mình phục vụ cho hắn thì sẽ là chuyện không thể nào thậm chí ly thân vương cơ nguyên có thể đoán trước nếu hắn làm như vậy từ hôm nay trở đi ngay trong đại quân dưới trướng hắn có thể sẽ xuất hiện đại lượng bỏ trốn không có cách giết ma đây là hướng về của mỗi một người dân đại chu là quan niệm của tất cả mọi người dân đại chu bất luận người nào đứng ở mặt đối lập ở đại chu đều không thể thành sự thậm chí hài cốt không còn thiên miếu cũng như thế. Bằng không, thiên miếu cũng sẽ không phái ra nhiều đạo cảnh gia nhập đại quân kháng ma như vậy, để tỏ rõ mình tuyệt đối không thông ma. Hắn ngồi trên cao vị thân vương thảo luận chính sự cũng như thế. Bằng không, trước mắt, hắn đã trực tiếp trưởng khống 14 châu Giang Nam, châu quận trong bóng tối đầu nhập hắn cũng có hơn 10 châu. Mang theo thế lực trưởng khống 30 châu, dưới trướng có ngàn vạn đại quân, lại có thiên miếu ủng hộ. Cơ nguyên hắn hoàn toàn có thể cắt đất xưng đế, nhưng hắn, không thể, hắn cũng không dám. chỗ lòng người hướng về, không ai dám làm trái. cho nên cho tới hôm nay, ly thân vương cơ nguyên cũng chỉ có thể lấy lý do ngồi sông kháng ma để yên lặng kinh doanh. mím chặt môi, hai mắt ly thân vương giống như phun lửa, nhìn trong chọc vào diệp chân, chỉ có thể tùy ý đại quân diệp chân tiến lên. quân tốt bảo hộ ở trước và sau hai trăm kinh quan đầu người kia đằng đằng sát khí, vẻ mặt chăm chú, những nơi đi qua quân tốt giang châu nhao nhao chủ động tránh ra một con đường một đám thiên miếu đại thần sư lấy thủ bình làm chủ, dù thần kinh có lớn thì lúc này ở trước mặt 200 kinh quan đầu người của ma tộc, tản ra trùng thiên huyết khí cũng lập tức nghiêm nghị, không ai dám lỗ mãng. Trong đôi mắt của rất nhiều đại thần sư nhìn về phía Trấn Hải Quân, nhìn về phía Diệp chân tất cả đều là kính ý. Đột nhiên, hơn 100 chiếc xoái cấp linh chu bị thả ra từng cái. Chuyện này khiến trái tim của ly thân vương cơ nguyên bỗng nhiên siết chặt, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn Trấn Hải Quân rời khỏi như vậy sao? Đối phương đều dùng xoái cấp linh chu, ly thân vương cơ nguyên hiểu rõ, một khi để cho chấn hải quân trèo lên thuyền, lấy tốc độ cực nhanh của xoái cấp linh chu, chấn hải quân sẽ như là giao long vào biển. Nếu muốn lấy ưu thế như hôm nay để vây quanh bọn hắn, sẽ rất khó. Hơn 40 vạn đại quân của chấn hải quân, hơn 100 đạo cảnh, đây là một chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, bỏ lỡ hôm nay, nếu lần sau muốn vây quanh bao vây tiêu diệt sẽ càng khó. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu bọn hắn lại ly thân vương cơ nguyên nhíu mày khổ tư thậm chí để thân tín lập tức truyền tin cho quân sư cổ nguyện, nói hắn cùng nhau nghĩ biện pháp nhưng trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện một màn xuất hiện làm cho ly thân vương cơ nguyên tuyệt vọng thủ hộ kết giới của người chiếc soái cấp linh chu đi đầu đột ngột mở ra lộ ra trong đó là lít nha lít nhít thân ảnh ma tộc có ngưu ma thiết giáp ma rực ma xà ma chu ma vân vân đủ loại ma tộc toàn bộ dùng gân thú đặc chế của tổ thần điện xuyên qua xương bả vai xích lại với nhau nguyên bản soái cấp linh chu chứa được 5000 người, lúc này ít nhất cứng rắn nhét vào hai vạn ma tộc, nhét tràn đầy toàn bộ không gian của soái cấp linh chu. Lúc này, thủ hộ kết giới mở ra, vô số sĩ tốt đại chu xung quanh nhìn thấy một đám tù binh ma tộc, kêu khóc tuyệt vọng. Đây là 20 vạn tù binh ma tộc bị trấn hải quân bắt sống, chuẩn bị áp về lạc ấp, ở trước càn khôn điện hiến tù binh, tế tổ thần ta. Âm thanh hồng hậu của Diệp Chân lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng cùng với âm thanh này là âm thanh gào khóc của 20 vạn tù binh ma tộc, càng thêm tuyệt vọng. Nhưng, đối với sĩ tốt đại chu, đối với sĩ tốt đại chu hận ma tộc tới tận xương, thì âm thanh gào khóc của những ma tộc này lại giống như chương nhạc tuyệt vời nhất. Nếu có thể, bọn hắn muốn nghe mấy ngày mấy đêm. Thấy thế, chiến lăng doanh trịnh đương thì vung tay, cuồng hống một tiếng, chấn hải quân uy vũ. Thoáng chốc, 40 vạn chấn hải quân và 70 vạn đại quân sở thuộc đại đô đốc cơ nguyên, đều không tự chủ được hét lên âm thanh giống giận trấn hải quân uy vũ đại chu uy vũ trấn hải quân uy vũ đại chu uy vũ hơn trăm vạn đại quân giận dữ hét lên đáng khí phá mây thiên địa vì đó biến sắc một đám thiên miếu đạo cảnh thì đều kinh hãi đại đô đốc cơ nguyên cắn chặt hàm răng nhưng lại không thể nói ra nửa chữ ngay cả đô đốc giang châu ngụy phàn dưới loại khí chẳng này cũng không khỏi phải vung tay hô to hưng phấn gầm thét nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại đô đốc cơ nguyên thì hắn mới giống như con thỏ con bị giật mình, ngậm miệng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng loại cảm giác nhiệt huyết khuấy động vừa rồi lại làm cho hắn dư vị vô tận. Dưới mệnh lệnh của từng bậc từng bậc sĩ quan, trấn hải quân nhao nhao chuyển động, lộ ra ma tộc chiến nô phương trận trong thượng cổ na di trận, lộ ra hàn quang lóng lánh. Lúc này, quân soái chiến nô doanh, cũng tức là thống lĩnh tế vệ dịch tuyệt và hơn ngàn tế ti cường lực khống chế, 7 vạn 5 ngàn ma tộc chiến nô cũng dùng ngôn ngữ đại chu, vô cùng cứng nhắc hô to, Đại Chu uy vũ, Trấn Hải quân uy vũ. Ngữ điệu khó chịu đó làm cho rất nhiều binh sĩ có một loại xúc động muốn cười to. Đây còn là ma tộc vô cùng hung hãn sao? Đây cũng quá đùa. Đây là ma tộc nô lệ đã bị Trấn Hải quân tù binh, dùng vòng cổ nô lệ khống chế. Nếu có đại chiến thì sẽ mạo xưng làm tử nô tiên phong, liều mạng với đại quân ma tộc, tiêu hao sinh lực ma tộc. Âm thanh của Diệp Trân vừa vang lên lại dẫn tới lại một đợt hô to gầm thét dậy sóng. Đại Chu uy vũ, chấn hải quân uy vũ. Trong tiếng giống giận dữ như núi kêu biển gầm, phá khí đãng mây, Diệp Chân đột ngột hạ lệnh, toàn quân chấn hải quân lên thuyền. Cuối cùng, đại đô đốc Cơ Nguyên vẫn không hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ lặng lặng nhìn gần 50 vạn chấn hải quân leo lên linh chu. Sĩ tốt bình thường, nhìn thấy dưới trướng Diệp Chân có 7 vạn 5 ngàn ma tộc chiến nô, bọn hắn nhìn thấy là chấn hải quân uy vũ, vì đó nhiệt huyết gieo hò. Thế nhưng Cơ Nguyên hắn lại nhìn thấy chiến lực khủng bố của đội quân ma tộc, chiến nô này. 7 vạn 5 ngàn ma tộc chiến nô, tu vi thấp nhất đều là huyền cung cảnh trung kỳ, tỷ lệ giới vương cảnh chiến nô cao tới một thành năm trong ma tộc chiến nô quân, lại phối phát lên quân giới tinh nhuệ của đại chu. Ly thân vương cơ nguyên đã không thể nào đoán trước 7 vạn 5 ngàn đại quân ma tộc, chiến nô này có thể phát huy ra chiến lực kinh khủng bực nào. Phải biết, thực lực cá nhân của sĩ tốt nhân tộc đại chu kém xa ma tộc, toàn bộ nhờ quân giới tinh nhuệ để lấp đầy tranh lệch này. Quân giới ma tộc phần lớn là làm ẩu, nhưng chính là như vậy, dựa vào nhục thân cường hoành, khát máu điên cuồng, vào thời gian chiến tranh bên ngoài có thể lấy tỷ lệ ít nhất một đổi hai, tạo thành thương vong to lớn cho tướng sĩ Đại Chu. Bây giờ, ma tộc chiến nô được phối phát quân giới tinh nhuệ Đại Chu, sẽ mạnh đến bao nhiêu? Lúc trước, thế tử cơ cảnh đi huyết hà quân thành, mục đích quan trọng nhất chính là vì giành ma tộc chiến nô, doanh có nhân số cao tới 5 vạn người dưới chứng diệp chân. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Uy hiếp, từ trong cử động của Diệp Trân, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nhìn thấy uy hiếp nồng đậm. Bảy vạn năm ngàn ma tộc chiến nô doanh được trang bị quân giới tinh nhuệ của Đại Chu, ít nhất có thể chống đỡ 30 vạn thậm chí 50 vạn đại quân tinh nhuệ. Có bảy vạn năm ngàn ma tộc chiến nô doanh vô cùng tinh nhuệ này ở đây, hôm nay, cho dù hắn vạch mặt, cho dù tướng sĩ dùng mệnh, thì có thể chiến thắng Trấn hải quân của Diệp Trân hay không cũng là một vấn đề. Nếu tình hình trước mắt đã như thế, nếu cơ nguyên hắn hạ lệnh công kích Trấn hải quân, còn có thể gọi tướng sĩ dùng mệnh sao? chuyện này căn bản không thể nào quân tâm không đại loạn đã là rất may rồi thậm chí ly thân vương cơ nguyên cũng hoài nghi nếu hắn hạ đạt mệnh lệnh tiến công trấn hải quân có một nửa số sĩ tốt nghe lệnh thì đã rất không tệ trong chớp mắt một loại cảm giác bất lực dâng lên trong lòng cuối cùng ly thân vương cơ nguyên chỉ có thể nắm thật chặt thiết quyền cắn chặt hàm răng cực kỳ bất đắc dĩ nhìn từng người trong trấn hải quân trèo lên thuyền sau đó từng chiếc xếp hàng nhanh chóng bay khỏi giang châu như giao long vào biển như mãnh hổ về núi ly thân vương cơ nguyên hắn ở dưới đại thế này trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ nam nhi tốt có thể giết ma kiến công lúc trước bắc hải thiên lãng quân thất thủ huyết hà cấm địa có tội nhưng sau đó một mình xâm nhập nội địa ma tộc giết ma lập xuống công huân đại chu ta thưởng phạt phân minh là công hay tội tự có bệ hạ và quân bộ quyết nghị ném một câu mang tính tổng kết như vậy xong ly thân vương cơ nguyên bất đắc dĩ lắc đầu giải tán đi các quân về trụ sở của mình nghiêm mật đề phòng trong thanh âm còn có một loại cảm giác điều hưu. Ly thân vương cơ nguyên cũng bất đắc dĩ, cừu nhân giết con đang ở trước mắt, sau lưng càng có 70 vạn dũng tướng, 200 đạo cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Loại cảm giác bất lực này quả là không cách nào hình dung. Càng làm cho ly thân vương cơ nguyên bất đắc dĩ là, Diệp chân phủi mông rời đi, hắn còn phải ở lại chùi đít. Hôm nay, Diệp chân trình diễn một màn này, nếu không xử lý tốt, sợ rằng sẽ di hoạn vô tận, nhất là về mặt quân tâm chuyển lệnh xuống sĩ quan các cấp từ tiểu đội trưởng trở lên nghiêm cấm nghị luận về việc này người dám chống lại nghiêm trị không tha ly thân vương cơ nguyên lại bổ sung một quân lệnh quân lệnh bổ sung này ít còn hơn không nhưng cũng không quá mãnh liệt cũng không rõ ràng nói một tiếng vất vả với một đám đại thần sư của thiên miếu ly thân vương cơ nguyên than nhẹ một tiếng chuẩn bị đi trở về hưng sư động chúng như vậy vận dụng nhiều tài nguyên và lực lượng như vậy nhưng lại không thu hoạch được gì trơ mắt nhìn diệp chân thong dong rời khỏi quả là cực kỳ khó chịu. Đang lúc này, một đội đại quân toàn bộ vũ trang đột nhiên đằng đằng sát khí nhanh chóng cướp đến. Thanh mang quân đoàn, lúc này nhìn qua cờ xí vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy cờ xí này, vẻ mặt của ly thân vương cơ nguyên chỉ trệ, lần nữa than nhẹ một tiếng. Trưởng tử, cũng chính là nhục thân của nguyên thế tử cơ cảnh bị hủy, chỉ lấy nguyên linh chạy ra. Mặc dù lấy quyền thế của hắn, rất nhanh đã tìm được một nhục thân vô cùng phù hợp, càng được thiên miếu trợ giúp tìm đến đại lượng thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, làm cho nhi tử cơ cảnh của hắn sau khi phụ thể đoạt xá, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Thế nhưng, huyết mạch đã thay đổi. Quan tướng dưới trướng hắn đã lặng lẽ thay đổi hướng gió. Điểm này, cho dù hắn là thân vương thảo luận chính sự thì cũng không cách nào thay đổi. Vì đền bù cho cơ cảnh, ly thân vương cơ nguyên cố ý để cơ cảnh tiếp tục làm thống soái, thanh mang quân đoàn, đồng thời trùng kiến thanh mang quân đoàn. Còn quân ngạch của thanh mang, quân đoàn thì sẽ trực tiếp từ 60 vạn tăng lên tới 100 vạn, xem như đền bù đối với nhi tử này. Lúc này, cơ cảnh vội vàng chạy tới, đương nhiên là hắn hiểu rõ vì sao. Phụ vương, Diệp chân đâu? Đầu của cái tên Diệp chân này đâu? Nguyên linh đâu? Khuôn mặt rất khác biệt của quân đoàn trưởng thanh mang quân đoàn cơ cảnh, lúc này đã mang theo một tia âm lệ. Cái gọi tướng do tâm sinh, dưới sự tức giận, và cừu hận lâu dài đương nhiên có thể thay đổi khuôn mặt của một người. Nhìn vẻ mặt lăng lệ của nhi tử cơ cảnh đã từng được hắn thương yêu nhất, bây giờ giống như biến thành người lạ, trái tim của ly thân vương cơ nguyên đau đến không chịu được tất cả những chuyện này đều do diệp chân ban tặng cơ nguyên soái đại quân của diệp chân đã toàn bộ rời khỏi đứng ở bên cạnh ngụy phan bất đắc dĩ trả lời một câu xưng hô cơ nguyên soái này lọt vào tai cơ cảnh lại trở nên cực kỳ chói tai giống như trong vòng một đêm xưng hô thế tử điện hạ đã biến mất thay vào đó là quân chức cơ cảnh hiểu rõ lý do trong này hiểu thì hiểu nhưng tiếp nhận lại là một chuyện khác trong lòng đột ngột dâng lên địa hỏa lại nghe được đại quân diệp chân đã toàn bộ rời khỏi cơ cảnh lập tức cực kỳ tức giận một cước đạp về phía ngụy phàn nổi giận quát rác rưởi ai cho ngươi thả diệp chân đi ly thân vương cơ nguyên ở bên cạnh dù sao trong lòng đến nói cơ cảnh vẫn là nhi tử của ly thân vương chỉ là mất đi huyết mạch mất đi tư cách ngày sau tiếp nhận địa vị mà thôi ngụy phàn không dám tránh né mạnh mẽ chịu một cước này nhưng tu vi thật sự của cơ cảnh cũng đạt tới đạo cảnh dưới một cước nén giận này uy lực cực nặng tại chỗ đạp ngụy phàn bay ngược thổ huyết nhưng cơ cảnh đang nổi giận lại không có bất kỳ ý tứ dừng tay còn muốn đuổi theo ngụy phàn chút giận một màn này rốt cục làm cho ly thân vương cơ nguyên không nhìn được dừng tay thế nhưng cho dù cơ nguyên nổi giận quát thì cơ cảnh vẫn giống như không nghe thấy lại tiếp tục ra tay độc ác về phía ngụy phàn đạp ngụy phàn kêu rên liên hồi cuối cùng ly thân vương cơ nguyên không vừa mắt trực tiếp ngăn trước mặt nhi tử cơ cảnh hung hăng quất tới một bàn tay tức giận gầm hét lên đủ rồi. Diệp chân là vi phụ thả đi, có phải ngươi cũng muốn đánh vi phụ hay không? Cái tát vang dội làm cho cơ cảnh đột ngột ngây người, khuôn mặt khó có thể tin. Phụ vương, không phải ngươi đã đáp ứng sẽ báo thù vết hận cho ta sao? Muốn thiên đao vạn quả diệp chân kia sao? Nghĩ đến giải thích tất cả chuyện này, quay đầu nhìn một chút, trong lòng ly thân vương cơ nguyên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực không hiểu. Đau lòng. Tất cả nguyên nhân ở trong ngọc giản này, ngươi tự mình xem đi đưa qua đi một cái ngọc giản ly thân vương cơ nguyên đột ngột quát to một tiếng cảnh nhi người hôm nay quá làm cho ta thất vọng cơ cảnh ngẩn ngơ cũng không nhìn ngọc giản chỉ run giọng nói phụ vương diệp tặc này hủy nhục thân của ta đoạn huyết mạch ta ta còn chưa nói hết lời nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt một màn này làm cho trái tim của ly thân vương cơ nguyên mềm không thôi vội vàng lại nhẹ lời an ủi nửa ngày sau mới an ủi đô đốc giang châu ngụy phản vừa bị đánh vài câu vội vàng rời khỏi Trấn Hải quân một mình quay lại Đại Chu, có thể nói là rút dây động rừng. Hắn nhất định phải chạy trở về thương nghị thật kỹ lưỡng với quân sư cổ nguyện, nên ứng đối việc này ra sao? Dù sao, hắn cho đến bây giờ, cơ nguyên hắn vẫn là thân vương thảo luận chính sự của Đại Chu. Ngươi chính là cơ trưởng nhạc. Trong xoáy hạm, Liêu Phi Bạch một thân tư thế hiên ngang, mặc võ sĩ phục màu lam, đang bình tĩnh nhìn chằm chằm trưởng nhạc công chúa đã thay đổi phục sức vàng nhạt bình thường, trong đôi mắt có vài phần khiêu khích diệp chân ở bên cạnh thấy vậy thì khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mặc dù hắn và trường nhạc công chúa vẫn chưa có gì nhưng hai bên đã sớm có tình ý lần này liêu phi bạch và trường nhạc công chúa cùng ở đây chỉ có hắn chịu ta họ cơ tên linh phong hào trường nhạc sau này tỷ tỷ không nên nhớ lầm trường nhạc công chúa mới mở miệng đã làm cho diệp chân thở dài một hơi không có bày ra thân phận công chúa nhất là một tiếng tỷ tỷ kia đã trực tiếp làm tan giã địch ý của liêu phi bạch trước đó diệp chân còn lo lắng tính tình liêu phi bạch ngay thẳng trường nhạc công chúa tính tình trong nóng ngoài lạnh trước mặt diệp chân hắn thì rất ôn nhu thế nhưng trước mặt kẻ không quen biết thì cao lãnh như băng quả thực là một thân phận một ánh mắt chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát một trận chiến với cùng liêu phi bạch nhưng mà bây giờ xem ra lo lắng của diệp chân là dư thừa sở trường của trường nhạc công chúa là ở thâm cung trong thâm cung nhiều nhất chính là loại lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt này sống ở trong loại hoàn cảnh này, cho dù không tận lực suy nghĩ nhiều thì cũng lịch, luyện bảy tám phần. Hơn nữa, tính tình của trường nhà công chúa thuộc về loại không thích gây chuyện. Dưới loại linh lung tâm can này, sẽ không lấy xưng hô bản cung, càng chủ động gọi một tiếng liêu phi bạch tỷ tỷ, quả là làm tốt không thể tốt hơn. Liêu phi bạch ngây ngốc một chút, hơi ngoài ý muốn đối với phản ứng của trường nhà công chúa. Bây giờ, liêu phi bạch ở bên cạnh Diệp chân xưa nay cũng không giao lưu với bọn người Hồ Thanh Đồng phong khinh nguyệt lục la đến từ chân huyền đại lục mấy người kia chỉ có một mục đích để nàng ở bên cạnh diệp chân miễn cho có nữ nhân không đứng đắn đến gần diệp chân lúc đầu nàng mở miệng đã có mấy phần ý khiêu khích không ngờ trường nhà công chúa lại có tư thái như thế trực tiếp làm cho liêu phi bạch không biết làm gì lúng túng cười ha ha một tiếng sau đó kéo tay trường nhà công chúa muội muội tốt đi chúng ta nói chuyện của chúng ta người hôm nay thật sự rất uy vũ nhìn một màn này đám người cổ thiết kỳ, liễu phong, miêu bích, hạ kỳ, mặc chuẩn, trịnh đương thị ở phía xa nhao nhao vây lại, từng người làm ra mặt quỷ, giơ ngón tay cái về phía diệp chân. Đại soái vẫn là ngươi châu. Ngay cả công chúa cũng có thể làm được, còn có thể để công chúa làm muội muội. Nếu chuyện này truyền đi, hắc hắc. Ừ, nếu truyền đi, ta sẽ tiến cử mấy người các ngươi cho ngư đại tổng quản ngư chiêu ân. Vừa nghe đến đây ra, bọn người cổ thiết kỳ, liễu phong lập tức vô cùng sáng suốt ngậm miệng lại nói đùa, tiến cử cho ngư đại tổng quản, đó chính là soạt soạt hai cái, kiếp sống nam nhân đời này coi như kết thúc. Tốt, chúng ta nói chính sự. Bây giờ đã trở về đại chu, không bao lâu nữa là sẽ trở lại lạc ấp. Trước khi trở lại lạc ấp, có chuyện ta phải hỏi ý kiến các ngươi một chút. Diệp chân nói. Thỉnh đại xoay nói. Lần này, Trấn hải quân ta một mình xâm nhập, tung hoành hơn 5 triệu dặm trong nội địa ma tộc, giết hơn 1.600 vạn ma tộc, có thể nói là công huân hiển hách trong lúc đó có thế công đại thắng công kích ngàn dặm có lúc trên trời dưới đất bị vây quanh lâm vào tuyệt cảnh nhưng đều có thể bình tĩnh ứng đối càng thu được vô số nhưng trong quá trình phân phối chiến lợi phẩm chư quân lại có thể làm việc theo quân kỷ càng có vô số chiến sự ma luyện trấn hải quân ta có thể nói là chiến có dũng cử chỉ có độ kỷ luật nghiêm minh có thể thắng cường địch có thể bại mà không loạn thắng mà không kiêu có thể nói trấn hải quân ta đã thành cường quân đã sắp thành quân hồn nhưng, lai lịch tạo thành trấn hải quân ta phức tạp. Có Bắc Hải Thiên Lãng quân của bản soái, sau có quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ, càng có một bộ phận tàn quân của trấn Nam quân đoàn, còn có các tế vệ và tư tế của tổ thần điện, tạo thành vô cùng phức tạp. Có thể đoán được, sau khi quay lại lạc ấp, chi cường quân trấn hải quân này là của chúng ta sẽ phân liệt hưu trí, nhưng mà âm thanh của Diệp Chân đột ngột tăng lên, lúc này, nhân tộc đang đối mặt với kiếp nạn ma tộc công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường, xâm lấn quy mô thái cổ oa tộc hoàng linh nhất tộc cũng xâm lấn đại chu ta trong càng có ly thân vương cơ nguyên lòng lang dạ thú có thể nói thiên hạ chưa yên nghĩ đến chư vị đều có thể nhìn ra bình định loạn cục trước mắt không phải chuyện một sớm một chiều chính là lúc phải dụng binh ngày sau chính là lúc cường quân như trấn hải quân thể hiện tài năng tiến có thể bình định thiên hạ giết ma kiến công lui có thể tự vệ thủ quốc cường quân như vậy nếu giải tán phân liệt hưu trí như vậy há không phải đáng tiếc sao sau khi trở về lạc ấp bản soái muốn thượng thư bệ hạ lấy công huân giết ma giữ lại phiên hào và biên chế của trấn hải quân vĩnh cửu chư vị nghĩ như thế nào nói xong ánh mắt của diệp chân quét về phía sau người quân soái liễu phong cổ thiết kỳ hạ kỳ Miêu bích mặc chuẩn trịnh đương thì dưới trướng chờ đợi đáp án của bọn hắn đáp lại sớm nhất đương nhiên là ba người liễu phong cổ thiết kỳ trịnh đương thì ba người này vốn chính là dòng chính của diệp chân lập tức đã cho thấy thái độ nhưng ba người tỏ thái độ đều trong dự liệu, ba người này chính là thân tín của Diệp Trân trưởng khống trấn hải quân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lúc này, Diệp chân để ý nhất vẫn là Trấn Nam, quân đoàn Miêu Bích và nguyên soái quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu Hạ Kỳ. Bản thân hai người này cũng là tướng rất có tài, sau khi lịch luyện, ngày sau đều có thể một mình thủ vững một phương. Càng quan trọng là, lúc này 2 phần 3 binh lính của Trấn Hải quân đến từ tàn quân của Trấn Nam quân đoàn và tàn quân của quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ Chiến Khu. Nếu bọn hắn không đồng ý, vậy sẽ đại biểu cho lúc này, 2 phần 3 binh lính Trấn Hải quân sẽ bị mang đi. Trấn Hải quân cũng sẽ thuận thế giải thể. Đi theo đại soái, mà tướng mới biết được cái gì gọi là chiến thắng, mới biết được cái gì gọi là biết người biết ta, trăm, trận trăm thắng. Đại soái, từ hôm nay trở đi, trong Trấn Hải quân chỉ có Trấn Hải quân, sẽ không có Trấn Nam quân đoàn. Trấn Hải quân quân thứ tư nguyện ý quên mình phục vụ vì đại soái nhiều bích trực tiếp tiến lên quỳ xuống một chân về phía diệp chân nói nhiều bích nhanh chóng tỏ thái độ kiên quyết như thế thật có chút vượt ngoài ý liệu của diệp chân vốn hắn cho rằng còn phải hao chút miệng lưỡi hoặc là một hai điều kiện không ngờ thuận lợi như vậy thật ra thì đây là diệp chân có chỗ không biết trước đó nhiều bích làm phó soái trấn nam quân đoàn không chỉ cực kỳ thuần thục quân vụ trong trấn nam quân đoàn trấn nam quân đoàn càng trải qua kịch biến ở huyết quang pháo đài bốn giai trinh Trấn Bình an của Đại Chu, trong 16 phiên hào của Đại quân, Trấn Nam quân đoàn chính là quân đoàn cường lực chủ chiến xếp hạng thứ 7. Nhưng cho dù như thế, trong lúc đó, Trấn Nam quân đoàn như rắn mất đầu, sĩ tốt tử thương thảm trọng. Có thể nói, Trấn Nam quân đoàn từ thịnh đến suy, thậm chí đến nguy cơ toàn quân bị diệt, nhiều bích đều đã trải qua. Nhưng sau đó, nhiều bích mang theo tàn quân của Trấn Nam quân đoàn đi theo Diệp Chân, chinh chiến giết chóc trong nội địa ma tộc có thể nói mỗi một ngày đều là tại nhảy múa trên lưỡi dao mỗi một khắc đều có nguy cơ toàn quân tận không nhưng đại soái diệp chân lại mang theo bọn hắn một lần lại một lần vượt qua bình an không chỉ vượt qua bình an mà còn cầu sinh ở trong khe hẹp lấy thương vong cực kỳ nhỏ bé lập được một lượng lớn quân huân sau đó càng có thể mang theo bọn hắn bình an trở về đại chu trong đó trí kế bách xuất kỳ mưu tầng tầng lớp lớp dị sĩ kỳ nhân dưới trướng một tiếp một trước và sau tranh lệch thật lớn làm cho miêu bích nhận thức được một chuyện rất sâu sắc là hồn của quân một lão hổ xuất lĩnh cừu non thì đám cừu non đó có thể hóa thân thành lão hổ mà một con miên dương dẫn đầu một đám lão hổ thì đám lão hổ đó sẽ biến thành cừu non miêu bích có thể chắc chắn cho dù nguyên quân đoàn trưởng trấn nam quân đoàn bách thai sống lại thì ở nội địa ma tộc đừng nói làm được trình độ như diệp chân cho dù muốn mang theo trấn nam quân đoàn còn sống mang về thì khả năng cũng không lớn tham gia quân ngũ là số mệnh huyết chiến xa trường vĩnh viễn nếu đã như vậy, vì sao không lựa chọn đại soái là một người trí kế mưu lược trồng chất, dưới trướng có vô số người tài ba chứ? Gia tăng gấp đôi thành gấp 10 còn sống trở về ở trên chiến trường vô cùng hung hiểm, còn có thể lập xuống vô số công huân. Dưới loại so sánh này, đồ đần cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Miêu Bích chính là thằng đần đó. Diệp chân tự tay đỡ Miêu Bích dậy, tốt, từ hôm nay trở đi, trong Trấn hải quân ta chỉ có Trấn hải quân, sẽ không phân chia Bắc Hải Thiên Lãng quân và Trấn Nam quân đoàn nhiều bích đương nhiên là vui vẻ phụ họa nhưng sau đó lại nói đại soái bên phía mặt tướng không có bất cứ vấn đề gì chỉ là biên chế bên phía quân bộ và gia quyến của tướng lĩnh các cấp thậm chí là gia quyến sĩ tốt nhiều bích đưa ra vấn đề này chính là nguyên nhân quan trọng làm cho trước mắt trở ngại trấn hải quân vĩnh cửu giữ lại phiên hào không giải tán bình thường còn dễ nói đại chu thái bình gia quyến ở đâu ảnh hưởng cũng không phải quá lớn nhưng lúc này thiên hạ phân loạn tướng lĩnh sĩ tốt nhào nhào lo lắng cho gia quyến nếu không thể giải quyết vấn đề này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân tâm. Hơn nữa lãnh thổ đại chu vô cùng rộng lớn, để sĩ tốt bình thường về nhà thăm người thân một lần, có thể sẽ cần thời gian 2 năm, thậm chí xảy ra các loại ngoài ý muốn. Cho nên, nếu Trấn Hải quân muốn lâu dài giữ lại, thì nhất định phải đem tập trung gia quyến ở gần đó thì mới có thể triệt để ổn định quân tâm. Gần như ngay khi Miêu Bích đưa ra vấn đề này, nguyên quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ cũng đồng thời mở miệng Đại Soái, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề gia quyến của tướng lĩnh, mà tướng cũng nguyện ý quên mình phục vụ vì đại soái. Thật ra thì ý nghĩ của Hạ Kỳ càng đơn giản hơn Miêu Bích nhiều. Đi theo Diệp Chân, nguy hiểm nhỏ, thắng trận nhiều, có chiến lợi phẩm được phân chia, còn có một lượng lớn quân công. Thống soái như vậy không cùng, vậy còn đi với ai? Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề khó khăn gia quyến này thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện biên chế của quân bộ thì các ngươi không cần lo lắng bản soái tự sẽ đi giải quyết phân trần trấn hải quân ta lập xuống quân huân kinh thế như thế một bộ đội anh hùng như thế quân bộ không cho một phiên hào vĩnh cửu thì cũng không thể nào nói nổi về phần vấn đề gia quyến cũng dễ giải quyết đất phong bắc hải quận và bình an quận của bản soái những năm qua bởi vì lũ lụt nạn trộm cướp nên mới hoang vắng nhưng bây giờ lũ lụt và nạn trộm cướp đều đã bình khí hậu tốt đẹp nhu cầu nhân khẩu cấp bách nếu như gia quyến của bọn hắn nguyện ý thì có thể di chuyển đến hai quận này an cư lạc nghiệp, bản soái sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, thậm chí vận dụng người của tuần tra ti bảo vệ. Về phần tướng lĩnh thì phải xem ý nguyện của bọn hắn, nếu muốn rời ra quyến đến Bắc Hải quận hoặc các quận huyện khác, thậm chí quận huyện xung quanh lạc ấp thì bản soái đều có thể giúp một tay. Nghe vậy, Miêu Bích và Hạ Ký liếc nhau, lần nữa ông quyền nói: "Như thế, mà tướng nguyện quên mình phục vụ vì đại soái." Đến lúc này, sáu quân dưới trướng trấn Hải quân đã có năm quân soái tỏ thái độ, chỉ còn lại quân soái quân thứ sáu, cũng tức là thống lĩnh tế vệ của nguyên nhị đại thủ tế thông nạp mặc chuẩn đối với mặc chuẩn và tế vệ dưới trướng trước khi đưa ra đề tài thảo luận này diệp chân chưa cân nhắc qua tổ thần điện tế vệ trấn hải quân đương nhiên không lưu được cho nên hắn cũng không để ý trực tiếp mở miệng nói còn về mặc thống lĩnh bản soái không bắt buộc quay lại lạc ấp sẽ có chiến lợi phẩm và quân công biết một chút cũng không ít diệp nguyên soái ngươi hiểu lầm nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề bên phía tổ thần điện làm cho tổ thần điện thả người thuộc hạ và một đám tế vệ của thuộc hạ đều nguyện ý lưu ở trấn hải quân quên mình phục vụ vì đại soái diệp chân ngạc nhiên thống lĩnh mặc chuẩn này nguyện ý lưu ở trấn hải quân hiệu chung với hắn thật sự có chút ngoài ý muốn thật bất ngờ thống lĩnh tế vệ mặc chuẩn nguyện ý lưu ở trấn hải quân nguyên nhân thật ra cũng có quan hệ với chế độ của tổ thần điện mặc dù diệp chân nói gia nhập tổ thần điện nhưng chỉ có hiểu biết đối với hệ thống tế ti lại không nghiên cứu qua hệ thống tế vệ trong tổ thần điện chia làm tế ti và tế vệ dưới so sánh địa vị của tế ti cao hơn tiền đồ rộng lớn hơn trái ngược địa vị của tế vệ sẽ kém hơn một bậc nhưng địa vị chỉnh thể của tổ thần điện ở đại chu cao hơn bên ngoài mặc dù địa vị của tế vệ ở trong tổ thần điện không cao nhưng xuất ra ngoài cũng rất lóa mắt nguyên nhân cấp độ càng sâu lại là chế độ tế vệ tổ thần điện tế vệ chủ yếu chính là vì phục vụ cho các điện và các tư tế của các điện có thể nói tổ thần điện tế ti chính là người hầu hộ vệ của các tư tế tổ thần điện ở trong tổ thần điện, chỉ khi nào địa vị đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể thu hoạch được một đội ngũ tế ti tùy tùng độc lập, như phó điện chủ, tả hữu chủ tế, điện chủ và tổ thần điện thủ tế, giám sát của các điện, vân vân. Chỉ cần nhậm chức chức vụ này thì sẽ thu hoạch được một đội tế vệ với số lượng không giống nhau, tu vi khác nhau, đồng thời có thể sai khiến một thống lĩnh tế vệ. Giống như Diệp Chân, sau khi nhậm chức tả đại chủ tế Man Linh điện thì cũng thu hoạch được 100 tên tế vệ tùy tùng và một thống lĩnh tế vệ. Hiện tại, thống lĩnh chiến nô doanh dịch tuyệt chính là thống lĩnh tế vệ của Diệp Trân. Trên cơ bản, sau khi một tế vệ bị chỉ định làm thống lĩnh tế vệ cho người nào đó, thì vận mệnh của hắn sẽ gắp liền với vui buồn của đối tượng hộ vệ. Giống như thống lĩnh tế vệ dịch tuyệt của Diệp Trân, từ tùy tùng đến bên cạnh Diệp Trân, đánh lên ấn ký của Diệp Trân. Diệp Trân mạnh, địa vị của hắn mạnh. Diệp Trân yếu, địa vị của hắn yếu. Nếu là Diệp Trân chết rồi, hắn đương nhiên cũng mất đi chức thống lĩnh tế vệ cho dù không bị tổ thần điện hỏi tội thì sau khi quay lại tổ thần điện cũng chỉ có thể đảm nhiệm một tế vệ bình thường hơn nữa còn là loại tế vệ pháo hôi thường xuyên phải xử lý những chuyện nguy hiểm nhất hiếm khi có cơ hội xoay người nguyên nhân cũng rất đơn giản thống lĩnh tế vệ đều là thiếp thân nhất trung thành nhất nhất là hộ chủ cũng là thân tin tư mật nhất đây là chức trách vị trí quyết định ai sẽ dùng một thống lĩnh tế vệ bị người dùng qua để làm thân tín của mình Vi von không thích hợp giống như ăn quả táo quả táo đã bị người khác gặm ai nguyện ý ăn loại tình huống này nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân để nợ nước cho dù mặc chuẩn là thống lĩnh tế vệ sẽ không bị hỏi tội nhưng từ nay về sau hắn cũng chỉ có thể là vật ném để đó không dùng hơn nữa làm tế vệ cho dù làm tốt thì cả một đời cũng chỉ là tế vệ người trước phong quang đi theo chủ nhân được nhờ nhưng hỗn dưới tay diệp chân hỗn được huân tước lại vô cùng dễ dàng nếu như có thể hỗn ra tước vị trở thành quý tộc cho dù không được đất phong nhưng cũng có thể che chở cho tử tôn, tạo phúc hậu đại. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Mạc Chuẩn đã xoắn suýt vấn đề này thật lâu, cho tới hôm nay, khi Diệp Trân hỏi thì hắn mới tại chỗ tỏ thái độ. Diệp Trân đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Tổ thần điện tế vệ, từng người đều có chiến lực cường đại, mỗi người đều tinh thông nhiều loại thần thông bí thuật, có giúp đỡ, có phối hợp, có sự gia nhập của bọn hắn, lực lượng chỉnh thể và khả năng sinh tồn chỉnh thể của Trấn Hải quân sẽ được tăng lên biên độ lớn mặc dù muốn tổ thần điện thả người sẽ không đơn giản nhưng diệp chân tin tưởng chỉ cần hắn cố gắng là có thể làm được đến tận đây nội bộ chỉnh hợp Trấn hải quân xem như triệt để xong rồi chỉ có nội bộ chỉnh hợp thành công thì sau khi diệp chân trở về lạc ấp mới có thể đưa ra yêu cầu lên trên bằng không nội bộ người cũng không thống nhất mà đã đưa ra yêu cầu chuyện này không phải là nói nhảm sao từ khi rời khỏi giang châu hơn trăm chiếc soái cấp linh chu dưới trướng diệp chân đã lập tức tăng lên tới tốc độ cao nhất một ngày chưa rời khỏi phạm vi khống chế của ly thân vương cơ nguyên là một ngày chưa an toàn diệp chân càng cẩn thận từng ly từng tí để cho đại nhĩ đoá nhiếp đinh giám sát động tĩnh phạm vi ba vạn dặm xung quanh không ngừng thay đổi phương hướng tránh đi quân doanh và thành trì phía trước thẳng đến sau 9 ngày vượt qua du long giang đến địa vực giang bắc nỗi lòng lo lắng của diệp chân mới yên tĩnh lại cuối cùng đã tiến vào địa bàn khống chế của đại chu tiến vào địa bàn của đại chu chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều chọn hướng đi song xuôi, tìm tới một thượng cổ na di trận gần đây nhất, sau đó phía chuẩn bị báo cáo với quân bộ, phục dùng thượng cổ na di trận hành quân. Một ngày rưỡi sau, trấn hải quân dưới chứng diệp chân đã xuất hiện, ở thượng cổ na di trận ở Long Du Nguyên đã lâu không dùng. Vì đã sớm liên hệ với quân bộ nên khi đại quân diệp chân vừa xuất hiện đã có quan viên quân bộ mang theo đại quân diệp chân đi đến quân doanh chỉ định. Ở giữa xuất hiện một chút nhạc đệm nhỏ. Quân bộ quan nguyên lấy lý do đề phòng khả năng ma tộc, xuất hiện làm loạn nên muốn mang bảy vạn năm ngàn ma tộc chiến nô doanh dưới chứng diệp chân đi quân doanh khác trông giữ sau khi bị diệp chân từ chối thì kém chút không chơi cứng cuối cùng vẫn là tam đại thủ tế kha mạch ra mặt bảo đảm mới bình ổn lại chuyện này nửa ngày sau trấn hải quân huyết chiến mấy năm ở nhân ma chiến trường một mình tác chiến nội địa ma tộc ba tháng cuối cùng cũng lần đầu tiên bước vào quân doanh khắp đại chu nơi đều hiện ra khí tức an toàn ngay khi vừa bước vào trong quân doanh tung bay quân kỳ đại chu nhóm sĩ tốt gieo hò, sau đó quỳ sát ở đá vụn và đất vàng trên giáo trường lát thành, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Không tự mình trải qua thì rất khó hiểu rõ gian nan, thống khổ và dày vò ở trong này. Quan hậu cần ngay trước mặt đại quân, xé nát di thư bọn hắn đã sớm viết xong. Từ hôm nay trở đi, chấn hải quân đại yến 3 ngày, ăn thịt bao ăn no, rộng mở cung ứng, mỗi người mỗi ngày được phân một vò rượu ngon, trừ không được tự tiện ra ngoài doanh trại ra thì trong vòng 3 ngày, làm gì cũng không khỏi. Âm thanh của Diệp Trân lần nữa làm cho Trấn Hải quân lên tiếng hoan hô lên. Về nhà, cũng phải để các tướng sĩ thư giãn một tí. Sau đó, Diệp Trân lại gọi Ngưu Nhị tới. Ba ngày này, tuần tra thần tướng dưới chứng ngươi vất vả một chút, nghiêm mật tuần tra, để phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Chờ qua ba ngày này, sẽ cho các huynh đệ dưới chứng ngươi thay phiên nghỉ lễ thời gian dài. Thuộc hạ hiểu rõ, xin đại soái yên tâm thu xếp đại quân xong diệp chân lập tức theo công công truyền chỉ quay lại lạc ấp theo chế độ của đại chu đại tướng chinh chiến trở về phải ngay lập tức hồi kinh diện thánh diệp chân vốn không có tư cách này nhưng lập được công lớn như thế cũng có tư cách sau khi tắm rửa tịnh thân hắn tự mình tiếp kiến đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long nhân tôn hoàng cơ long rủ xuống tuần hạ ngay trước mặt một đám triều thần diệp chân lấy công huân chấn hải quân lập được tung ra trong khoảng thời gian này Trấn Hải Quân đốt giết tàn sát 57 lãnh địa lớn nhỏ của ma tộc, công phá năm thành trì trọng trấn ma tộc. Thu hoạch 35 lãnh chúa thành chủ ma tộc, huyết sắc tinh quang quan, chém giết hàng ngàn vạn quân dân ma tộc, mang về 900 vạn đầu người của ma tộc. Thu được linh thạch, lấy linh thạch trung phẩm mà tính đã có hàng trăm triệu, các loại vật tư quân sự khác thì càng không đếm được. Tất cả quân huân đều có quân pháp quan theo quân lấy ảnh lưu niệm ngọc giản ảnh lưu niệm, không có một phân khuếch đại. Đây chỉ là chiến công trực tiếp, gián tiếp hành động của trấn hải quân của Diệp Trân đã kiềm chế ít nhất 500 vạn đại quân ma tộc, chậm lại bước chân ma tộc tiến công sau khi công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường. Sau khi liên tiếp tập kích, đại chu một lần nữa đoạt lại Hồ Châu, cũng có một nửa công lao của Diệp Trân. Những quân công này đều là rõ như ban ngày, dù ai cũng không cách nào xóa bỏ. Trấn hải quân của Diệp Trân mang tới 20 vạn tù binh ma tộc, cũng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cao hứng trước nay chưa từng có. Quyết định sau 5 ngày nữa sẽ tự mình tiếp nhận tù binh Diệp Trân Hiến, sau đó huyết tế tù binh hưởng ân tổ thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả chuyện này vừa truyền ra, đã làm cho cả nước đại chu vui mừng. Nhưng, màn kịch quan trọng chân chính là, trên tiểu triều hội ngày thứ ba sau khi lấy tù binh huyết tế tổ thần. Trên tiểu triều hội, nhân tôn hoàng và rất nhiều trọng, thần thương nghị công lao của Trấn Hải quân, định ra phương án phong thưởng. Nhưng, tiểu triều hội còn chưa đến, trong lạc ấp đã nổi lên lời đồn đại. Truyền ly thân vương cơ nguyên, chấn thân vương cơ giới và chúng thân vương thảo luận chính sự, đều sẽ lấy phân thân trình diện. Càng có tin đồn, quân bộ đã định ra nhạc dạo, chấn hải quân có công lớn, nhưng cũng có sai lầm thành trọng tội, công là công, tội là tội, đại chu sẽ thưởng phạt phân minh. Tiền đồ của chấn hải quân, theo như đồn đại ở lạc ấp đột nhiên trở nên bấp bênh. Nếu nói chuyện náo động nhất lạc ấp những ngày này, chủ đề lửa nóng nhất là thuộc chấn hải quân một mình giết vào nội địa ma tộc, chém giết ngàn vạn quân dân ma tộc, đánh giết gần trăm thành trì bộ lạc, cuối cùng hiến tù binh ở trước càn khôn điện nhưng trong lạc ấp lúc này chạm tay có thể bỏng được nhiều người nghị luận nhất lại không phải bắc hải quận công nguyên soái trấn hải quân diệp chân mà là chuyện của quân soái liễu phong và cổ thiết kỳ trong trấn hải quân cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ thanh lâu trà tứ đều có âm thanh nghị luận về hai người này đương nhiên chuyện này cũng không gì lạ sau khi nhìn thấu bản chất chuyện này thì thật cũng thì rất đơn giản bởi vì lúc này liễu phong và cổ thiết kỳ một người là lúc trước ở trong gia tộc tài giỏi trong nhà rất nhiều con trai trưởng căn bản không có khả năng tiếp nhận tước vị một người khác thì lúc trước thuộc ở con thứ trong nhà bị con trai trưởng trong nhà ức hiếp tức giận tự tuyệt với gia tộc nhưng hôm nay hai người này lại áo gấm về quê trước đó ở nhân ma chiến trường lập hạ công huân đã làm cho hai người này trực tiếp tích công thành nhất đẳng nam tước được phong thành đây chính là nhất đẳng nam tước đừng nhìn tước vị thấp nhưng bỏ lại chín thành chín chín nam nhi đại chu ở đằng sau. Đem bỏ lại một lượng lớn huân vị ở đằng sau, nhất đẳng nam tước, kém nhất, cũng có thể truyền hai đời. Mặc dù trước đây, nhất đẳng nam tước chỉ có thể làm cho hai người liễu phong và cổ thiết kỳ, chỉ là con em quý tộc không chút tiền đồ để người lo mắt mà nhìn. Vậy bây giờ hai người lấy thân phận quân soái Trấn Hải quân mang theo đại quân quay lại, đó chính là áo gấm về quê. Trấn Hải quân hiến tù binh ở trước càn khôn điện, chỉ hiến tù binh đã thể hiện ra một lượng lớn quân công chính làm cho lạc ấp kinh ngạc. Một lượng lớn quân công như thế, chỉ sợ đây là từ trước tới nay, một quân đội của đại chu lập ra nhiều quân công nhất. Huống chi, những cái này chỉ là thủ cấp và tù binh mọi mà người thấy, càng có thật nhiều quân công, chỉ tồn tại ở trong ngọc giản ảnh lưu niệm của quân pháp quan. Trong lúc nhất thời, tin đồn liên tục dâng trên. Có người nói, lượng lớn quân công của Trấn Hải quân lần này, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ ít nhất cũng có thể đạt được tử tước. Càng có người nói, lượng lớn quân công như thế này nếu chỉ có thể hỗn đến tử tước người thật sự cho rằng đầu người của ma tộc là bùn nặn thành trì ma tộc là giấy sao bá tước ít nhất cũng phải được phong nhị đẳng bá tước còn có người nói quân công như thế chính là trước nay chưa từng có phong hầu cũng thỏa đáng suy đoán không phải ít nhưng tất cả suy đoán đều có thể chứng minh một chuyện hai người liễu phong và cổ thiết kỳ trước đó là con em quý tộc không có chút tiền đồ nào bây giờ đã triệt để xoay người thành long dân gian lạc ấp đều như thế, những quý tộc vô cùng nhạy cảm đối với hướng gió, đương nhiên không cần nhiều lời. Quen biết trước kia, có thể kéo gần quan hệ hoặc chỉ thấy qua mặt đều nhao nhao góp chung phía trước, không ngừng yến ẩm. Muốn đổi thành trước kia, hai người này có thể đã uống đến ngày đêm say mềm, bây giờ đã lịch luyện được, cũng nhìn thấu tình người ấm lạnh, có thể đẩy thì đẩy, có thể qua loa thì qua loa. Nhưng có ít người, lại không đẩy được, càng không qua loa được. Giống như đến từ gia tộc. Ví dụ như Liễu Phong, lúc trước khi hắn đi theo diệp chân rời khỏi cũng chỉ là vì kiếm chút tiền đồ quan hệ với trong nhà vẫn rất tốt quay lại lạc ốc không bao lâu đã bị phụ thân của hắn là liễu giã triệu hồi về liễu gia trắng trợn chào mừng địa vị trong gia tộc của hắn lập tức gần với phụ thân hắn đại chu không phải quân công không được phong hầu tổ tiên liễu phong mấy đời người huyết chiến và hy sinh mới kiếm được một nhị đẳng châu công phong tước nhưng lịch đại truyền thừa xuống đến trong tay phụ thân liễu giã của hắn theo quy củ nhất đẳng thừa kế thức vị của đại chu cho dù đã từng cố gắng huyết chiến xa trường nhưng tước vị cũng đã giảm xuống nhất đẳng hầu tước bây giờ nhi tử không được coi trọng nhất này lại có khả năng phong hầu giúp liễu gia truyền thừa lại nối liền một động mạch chủ cường lực khác sao hắn có thể không thích liễu gia ăn mừng nhóm quý tộc khác trong lạc ấp nhất là những quý tộc có nữ nhi thì nghe tin lập tức hành động nhao nhao tới cửa cầu hôn ngắn ngủi ba ngày gần như sắp đạp phá cánh cửa của liễu gia các quý tộc đại chu đều rất tinh minh một nam nhi có thể lấy chiến công thu hoạch được phong tước, bằng năng lực của mình mở cửa lập nhà, so với người chỉ có thể kế tục tước vị, của bậc cha chú thì mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phàm là quý tộc có mắt nhìn xa, có nữ nhi, đều muốn lấy được tiềm lực của Liễu Phong này. Việc này làm phụ thân của Liễu Phong, quá xuyên hầu Liễu dã mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhiều quý tộc như vậy tới cửa cầu hôn, sau khi trải qua sàng chọn cẩn thận, chọn ra nữ nhi của ba vị quý tộc phong bình không tệ, gia phong cũng không tệ ở lạc ấp cuối cùng, đính hôn với nữ nhi của tính An quận Công Lâu Minh Đức. Tổ tiên Liễu Gia đã từng là nhị đẳng Châu Công, mặc dù bây giờ tước vị đã rơi xuống nhất đẳng Hầu Tước, nhưng nội tình gia tộc vẫn còn, kết thân với tĩnh An quận Công, cũng coi là môn đăng hộ đối. Tĩnh An quận công vì giành được này dễ hiền, tại chỗ lập thành hôn thư, trước định ra việc này, sau đó lại chậm rãi chọn lựa thời gian tổ chức đính hôn, sau mới là đại lên cưới hỏi trừ liễu phong ra, bên phía cổ thiết kỳ cũng truyền đến tin tức tốt mặc dù lúc trước cổ thiết kỳ tức giận bỏ đi, không muốn tiến vào gia môn, càng sau này được phong nhất đẳng nam tước, vẫn càng không muốn nói cho người trong nhà chút nào. Nhưng lấy địa vị ninh châu công tước của phụ thân hắn, không bao lâu, đã biết chuyện cổ thiết kỳ lấy được phong nhất đẳng nam tước. Trong khoảng thời gian này, phụ thân của cổ thiết kỳ đã chủ động gửi hơn 10 phong thư cho hắn, nói là quá khứ bất kể, thì vẫn sẽ một lần nữa để hắn trở về nhà. Càng chủ động đưa ra yêu cầu phái cung phụng gia tộc, và tử sĩ đến tiền tuyến bảo hộ hắn, làm thân vệ cho hắn nhưng tất cả chuyện này lại bị cổ thiết kỳ từ chối cho tới nay trong lòng cổ thiết kỳ đều kìm nén một hơi muốn kiếm ra thanh danh cho người cổ ra nhìn cho phụ thân nhìn cho mấy vị thân ca ca nhìn cổ thiết kỳ hắn tuy là con thứ nhưng tuyệt đối không thua bất kỳ một huynh đệ nào có thể kiến công lập nghiệp nguyên bản lần này trở về theo ý nghĩ của cổ thiết kỳ cho dù được phong tước vị gì thì hắn vẫn tuyệt đối sẽ không bước vào cổ ra kia chờ ngày được phong tước vị Hắn định phải khoe khoang thật tốt một phen, làm người nhà họ Cổ buồn nôn một phen. Cổ Thiết Kỳ ở dưới trứng Diệp Chân, vừa là thuộc hạ, vừa là thân tín, vừa là huynh đệ, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ ý nghĩ của Cổ Thiết Kỳ. Trên đường tới, Diệp Chân đã nói chuyện với Cổ Thiết Kỳ rất lâu. Chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù như thế nào, Cổ gia cũng có công sinh dưỡng hắn, trong huyết mạch của Cổ Thiết Kỳ, từ đầu đến cuối vẫn chảy xuôi dòng máu Cổ gia. Có lẽ năm đó Cổ phụ bỏ rơi hắn nhưng nghĩ đến những năm này đã ý thức được sai lầm, nếu không cũng không sẽ chủ động liên hệ hắn. Nếu cổ phụ lại chủ động liên hệ hắn, muốn hắn xuống núi, thuận thế quay về cổ ra. Về phần mấy huynh đệ kia của hắn, bọn hắn và cổ thiết kỳ hiện tại, còn có khả năng so sánh sao? Diệp chân đây là khuyên chân thành. Mà lần này, cổ thiết kỳ trải qua vào sinh ra tử, sớm đã không phải là lăng đồ thanh năm đó. Sau đó, biết nghe lời phải, nghe theo Diệp chân đề nghị. Vừa lúc, ngay khi cùng Diệp Chân về thành, cổ phụ đã để lão quản gia cổ phủ và mấy huynh đệ cổ gia nghênh đón cổ Thiết Kỳ về phủ, xem như cho đủ mặt mũi. Cứ như vậy, cổ Thiết Kỳ cũng thuận thế trở về cổ gia. Cổ phụ là một gia trưởng truyền thống, triệu kiến cổ Thiết Kỳ, hỏi thăm chiến sự một phen, sau khi cảm thán thì cũng thổn thức cổ Vũ một phen. Sau đó, cổ phụ lập tức mệnh lệnh trừ vị huynh đệ cổ gia, nhất là hai con trai trưởng của cổ gia, nhất định phải tự mình lấy quy cách tối cao, của mỗi người bọn họ mở tiệc chiêu đãi cổ thiết kỳ, trong phủ. Xem như biến tướng chịu nhận lỗi, cũng là vì hóa giải khối u trong trái tim của cổ thiết kỳ, cũng coi là lấy một loại phương thức khác, tuyên bố về phía lạc ấp, cổ gia huynh hữu đệ cung, gia tộc hòa thuận. Điểm xuất phát và an bài của cổ phụ đều rất tốt, chấp hành cũng không tệ. Ngày thứ hai, Ninh Châu công thế tử mời, cổ gia trưởng tử cổ Quảng Trí tự mình thiết yến. Lượt mời các huynh đệ cổ gia và một chút con em quý tộc trong lạc ấp, Thiết Yến đón tiếp cổ Thiết Kỳ, có thể nói long trọng trong long trọng. Tất cả cũng rất thuận lợi, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mà dựa theo cổ phụ giao phó, ngày thứ ba, để cho thứ tử của cổ phụ, xích bình hầu cổ thuần Chí đổ chức đại yến chiêu đãi cổ thiết kỳ. Năm đó, giữa cổ thuần Chí và cổ thiết kỳ từng có xung đột kịch liệt, cổ thiết kỳ tức giận rời nhà cũng có quan hệ cực lớn với cổ thuần Chí. Nhưng nếu phụ thân đã giao phó, cổ thiết kỳ cũng không có ý nghĩ khác, vui vẻ dự tiệc thân huynh đệ thì nào có ân oán nào mà không hóa giải được nhưng hết lần này tới lần khác trên yến hội lần này lại xảy ra ngoài ý muốn cổ thuần trí chí chính là thứ tử của cổ phụ tước phong xích bình hầu tam đẳng hầu tước đương nhiên tước vị này chính là cổ phụ cũng chính là tân ninh châu công cổ yến tốn hao cái giá cực lớn thông qua các loại thủ đoạn làm ra quân công tranh thủ đến tước vị cho cổ thuần trí đương nhiên chỉ là tam đẳng hầu tước không có đất phong ở Đại Chu, độ khó làm tới một tước vị có đất phong chuyển thừa, chính là gấp 10 lần tước vị không có đất phong, không có đại công sẽ không được tứ phong đất phong. Đây cũng là một câu trả lời thỏa đáng của Tân Ninh Châu. Công đối với thứ tử Cổ Thuần Chí, mặc dù không có đất phong, nhưng Tân Ninh Châu công đã sớm làm quy hoạch từ trên đất phong của nhà mình, chia cho Cổ Thuần Chí một huyện, coi như đất phong, chuẩn bị ngày sau kiếm sống. Nhưng chuyện đất phong này lại phải chờ tới đương nhiệm Tân Ninh Châu công cổ yến qua đời thế tử cổ quảng trí kế vị mới có thể ban thưởng lời này kéo xa nhưng cổ thuần trí mở tiệc rượu lại là thật dùng quy cách tam đẳng hầu thức tiệc rượu lễ có phụ thân cổ yến giao phó tất cả trước kia đều đã qua lại nói lấy quân huân và lực ảnh hưởng bây giờ của cổ thiết kỳ hai huynh đệ cổ quảng trí và cổ thuần trí này cũng nhất định phải nhìn cổ thiết kỳ bằng con mắt khác xưa đây cũng là hiện thực trong một gia tộc dù là thân như huynh đệ địa vị cao thấp đãi Ngộ như thế nào, cũng phải là xem người, đây là hiện thực. Cổ Thiết Kỳ đúng giờ dự tiệc, Cổ Thuần Chí cũng tự mình nghênh đón ở cửa phủ, cầm tay Cổ Thiết Kỳ vào phủ. Mặc dù không quen loại hành động thân mật này, nhưng trong lòng Cổ Thiết Kỳ vẫn hơi mừng rỡ. Từ trình độ nào đó mà nói, muốn được hai vị thân ca ca này tán thành và tôn trọng chính là giấc mộng của hắn. Bây giờ đã thực hiện được. Vào đại sảnh tiệc rượu khách của Sích Bình hầu phủ, đông đảo huynh đệ chi thứ của Cổ gia sớm đã đến trước đại biểu cho mới Ninh Châu công phủ thế tử Cổ Quảng Trí cũng đã sớm đến. Thậm chí lúc ngồi xuống, Cổ Quảng Trí vì hoàn thành thành mệnh lệnh của phụ thân, mà cố ý điều ba huynh đệ đều ngồi đến chủ vị, coi đó là sự nể trọng và thân mật. Trước kia, Cổ Thiết Kỳ ở trong cổ phủ, cũng cực biết tôn ti trên dưới. Mặc dù lúc này đã kiếm ra, nhưng đã xem Cổ Quảng Trí làm ca ca, tân thế tử của Ninh Châu công phủ, hắn vẫn phải tôn trọng. Lập tức biểu thị không dám tịnh tọa với huynh trưởng, chủ động ngồi dưới tay cổ quảng trí và cổ thuần trí cổ thiết kỳ biết làm người như thế làm cho hai huynh đệ cổ quảng trí cực kỳ hài lòng tiệc rượu sắp bắt đầu các loại dị chân vực ngoại bưng lên như nước chảy càng có tuyệt mỹ vũ tỳ dâng lên rượu múa rượu ngon món ngon đám người hỏi thăm chuyện của cổ thiết kỳ khi ở trên chiến trường chiến hơi nghe nói một chút đã dẫn tới lớn tiếng khen hay dần đến rượu hàm yến hội sẽ tiến vào tiết mục kế tiếp hoặc lên bác hí hoặc là đánh cược nhỏ tự có các loại cách chơi nhưng cổ thuần trí lại vỗ tay một cái để các loại vũ nữ và người phục vụ lui ra chỉ để lại một đám tử đệ chi thứ cổ ra và tử đệ có quan hệ thông gia với cổ ra thiết kỳ trước kia ca ca cũng là tuổi trẻ khinh cuồng trẻ người non dạ nhưng giữa huynh đệ không có mối thù vĩnh viễn chén rượu này xem như huynh trưởng bồi tội với huynh đệ vừa nói cổ thuần trí vừa trực tiếp bưng lên một chén rượu to như một bát nước lớn trước mặt ưng ực một hơi uống hết, đáy chén sáng lên, sau đó lẳng lặng nhìn cổ thiết kỳ. Cổ thiết kỳ thì có chút ngoài ý muốn và động dung, cổ thuần trí có thể nói được lời này, cũng coi là đáng quý. Lập tức, cũng một hơi uống cạn một chén rượu, xem đó là đồng ý. Cổ thiết kỳ uống xong, thế tử cổ quảng trí nở nụ cười. Thật ra thì nói đến cũng là năm đó thiết kỳ quá ưu tú, nếu không thì thuần trí cũng sẽ không khi dễ thiết kỳ như vậy. Khen cổ thiết kỳ, lại bỏ qua chuyện này, cũng coi là cười một tiếng nhấp ân cừu. Cổ thiết kỳ nghe vậy, nhớ lại chuyện năm đó, âm thầm thổn thức, chỉ là khi dễ sao. Chỉ có điều, quá khứ cũng đã qua, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục so đo. Bà huynh đệ xem như hợp tốt, một đám huynh đệ cổ ra nói chuyện càng thêm lửa nóng. Trong lúc đó, thế tử cũng tức đại ca cổ quảng trí đột nhiên nhắc đến một chuyện. Thiết kỳ, nếu bàn về tư lịch trong quân, trong cổ ra chỉ có người là giỏi nhất. Bây giờ, có một việc cần gấp ngươi đại lực giúp đỡ. Đại ca thỉnh giảng chỉ cần thiết kỳ có thể làm được thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực bây giờ tư thái của cổ thiết kỳ cũng thả rất thấp nghe vậy cổ quảng trí cười to giờ bát rượu lên hướng về phía tử đệ và chi thứ có quan hệ thông gia với cổ gia trong đại sảnh nói người cũng biết quân công khó được cổ gia chúng ta có thật nhiều huynh đệ đến bây giờ vẫn bạch thân muốn ra tiền tuyến giết ma nhưng lấy bạch thân tiến đến tỷ lệ chết trận lại khá cao nếu có thể cho bọn hắn huân vị úy cấp hoặc là giáo cấp như vậy, bọn hắn vừa vào ngũ đã có thể nhậm chức trung đê cấp sĩ quan. Loại tình huống này, tỷ lệ bọn hắn có thể sống trở về cũng cao hơn, tỷ lệ lập xuống công hơn lớn mạnh cổ gia ta cũng càng lớn hơn. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn không cách nào lấy được quân công phong tước, nhưng cũng có thể nhanh chóng, lên chức, thăng nhiệm tướng lĩnh. Có bọn hắn ở trong quân làm hô ứng phối hợp, tìm đúng cơ hội, nói không chừng ra thế cổ gia ta có thể cao hơn một bước, tiến vị quốc công. Trước kia không có cơ hội, bây giờ thiết kỳ thân cư trấn hải quân trấn hải quân càng bàn về công được thưởng có thể xuất thủ giúp đỡ các huynh đệ một chút hay không truy cập haleyzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé vừa nghe đến đây ra con em cổ già ở đây nhao nhao dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cổ thiết kỳ chuyện này khi cổ thiết kỳ đang lo lắng không biết đáp lại thế nào xích bình hầu cổ thuần trí lại mở miệng cửu đệ thật ra thì chuyện này cũng không quá khó khăn vô cùng dễ làm chấn hải quân tạo thành phức tạp, vô số người chết trận. Chỉ cần cửu đệ xóa đi tên mười mấy người chết trận, sau đó lại viết tên mười mấy huynh đệ nhà chúng ta vào trong danh sách, quân công bực này, chỉ cần những chủ tướng các ngươi tán thành, quân bộ xưa nay sẽ không tra. Chỉ cần lúc khai báo quân công, đừng quá trói mắt thì được rồi. Cấp giáo huân vị không thể quá nhiều, có 6-7 là được, cái khác, toàn biến thành úy cấp huân vị. Nhưng úy cấp huân vị, tốt nhất là kỵ binh dũng mãnh úy và kim kỵ úy, nếu không thì sẽ có tác dụng không lớn nếu như có thể, làm tới một hai huân vị tướng cấp, càng tốt hơn. Cổ thuần trí còn đang lên chủ hoạch cho cổ thiết kỳ, lại căn bản không chú ý tới sắc mặt của cổ thiết kỳ đã vô cùng khó coi. Về phần một đám tử đệ cổ gia và quan hệ thông gia, thì đã sớm bị cổ thuần trí miêu tả hấp dẫn đến, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của cổ thiết kỳ biến hóa. Dù sao thì nếu có huân vị tòng quân, khi đó sẽ hoàn toàn không giống. Kém nhất làm kỵ binh dũng mãnh úy, trong quân cất bước chính là quan đô thống quản lý ngàn người sĩ thậm chí là giáo úy thống lĩnh 3.000 người, đã coi là sĩ quan trung cấp. Dùng cái này để bước lên, lập công sẽ càng dễ dàng, tỷ lệ tử trận cũng thu nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, có cơ hội như vậy, ai không muốn? Nhìn ánh mắt chờ đợi của một đám các huynh đệ, cổ thuần trí và cổ quảng trí liếc nhau, âm thầm cười một tiếng. Chỉ cử động lần này, bọn hắn đã có thể làm cho huynh đệ trong ngoài tộc điều hồi tâm, có thể nói là cực kỳ cao minh. Cười xong, đại ca cổ quảng trí cười tủm tỉm nhìn về phía cổ thiết kỳ, Cửu đệ, ngươi cảm giác như thế nào?" Lời vừa ra miệng, Cổ Quảng Trí đã phát hiện sắc mặt của Cổ Thiết Kỳ không thích hợp. "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể." Cổ Thiết Kỳ bỗng nhiên đứng lên, một mặt xúc động tức giận, từ chối cực kỳ kiên quyết. "Mỗi một đồng đội huynh đệ của Trấn Hải quân ta đều là từ núi thay biển máu đi ra, càng đừng nói đến những huynh đệ đã hy sinh, không có bọn hắn hy sinh, chúng ta đừng nói là được công huân cái thế này, càng không có khả năng còn sống trở về. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể." Nói xong, sắc mặt cổ thiết kỳ dừng một chút. Đương nhiên, nếu như chư vị huynh đệ muốn thu hoạch quân công, thiết kỳ tuyệt không keo kiệt hỗ trợ, ta có thể dẫn các ngươi gia nhập trấn hải quân. Ngày sau, không đợi cổ thiết kỳ nói xong, cổ thuần trí đã bị cổ thiết kỳ, ở trước mặt kiên quyết từ chối không lưu tình chút nào, có chút hẹn quá hóa giận. Cổ thiết kỳ, đừng quên, trên người ngươi đang chảy chính là huyết mạch cổ ra, chúng ta những người này ở đây mới là thân huynh đệ của ngươi. Ngươi lại xem một đám binh lính dân đen trong quân kia như huynh đệ chó má, vì bọn hắn lại không nguyện ý giúp huynh đệ nhà mình. Ngươi có còn là con em cổ gia hay không? Ngươi còn. Cổ thuần trí, cái gì binh lính dân đen, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Cổ thiết kỳ đã như hổ giữ hướng về phía cổ thuần trí gầm hét, vì ngồi gần nên giống như là chỉ cái mũi cổ thuần trí đang mắng. Bị một người con thứ ti tiện chỉ mũi mắng như vậy, trong chớp mắt, cổ thuần trí tức giận, ngươi lại xem một đám binh lính dân đen như đồng đội huynh đệ, ngươi còn ta nhổ vào mẹ ngươi. ầm, cổ thiết kỳ tiếng gầm gừ, thiết quyền ném ra, cổ thuần trí vang lên tiếng kêu thảm thiết, mũi bị cổ thiết kỳ nện đứt tại chỗ, tiên huyết văng khắp nơi. cổ thiết kỳ ngang nhiên ra tay ẩu đà cổ thuần trí, trực tiếp làm cho nhóm con em cổ gia ở đây ngơ ngác tại chỗ. ẩu đả còn là một thứ tử, xích bình hầu cổ thuần trí, thực tế là, tràng diện này biến hóa quá nhanh làm cho bọn hắn không kịp phản ứng. cổ thiết kỳ dùng một quyền nện đứt mũi cổ thuần trí vẫn chưa dừng tay ngược lại giận không kiềm chế được nhào tới đè cổ thuần trí xuống đất đấm từng quyền thấy máu vừa đánh vừa giận mắng ta nhổ vào mẹ ngươi không chúng ta những binh lính dân đen này lục lực huyết chiến trên nhân ma chiến trường ngươi đâu có thể sống mơ mơ màng màng đến hôm nay như hiện tại ta nhổ vào mẹ ngươi không có những binh lính dân đen chúng ta liều sống liều chết đâu có ngươi hoan ca oanh múa hôm nay ngươi là một tên lang tâm cẩu phế thậm chí ngay cả danh sách quân công của những huynh đệ chiến tử theo ta cũng không buông tha còn muốn mạo danh thay thế ngươi mà còn là người sao vừa mắng vừa đấm đánh cổ thuần trí liên tục kêu rên trong chớp mắt đã bị đánh thành đầu lợn cũng mãi đến lúc này một đám con em cổ ra mới kịp phản ứng nhao nhao tiến lên khuyên can bao gồm đại ca cổ quảng trí cũng lệ quát cổ thiết kỳ còn không ngừng tay dám ẩu đả huynh trưởng nhà mình trong mắt ngươi còn có trưởng ấu tôn ti hay không ta nhổ vào cổ thiết kỳ bị dẫn xuất chân hỏa phun ra một cục đờm đặc hướng về phía thế tử cổ quảng trí nói còn nói cái gì trưởng ấu tôn ti trong mắt các ngươi còn có trung hiếu liêm hổ thẹn hay không một đám không muốn mặt đồ chơi lại mưu đồ quân công huân sách của các huynh đệ đã chết giận mắng xong cổ thiết kỳ trực tiếp kêu to hắn thật không ngờ đám huynh đệ này của hắn lại không biết xấu hổ như thế thậm chí ngay cả quân công của dũng sĩ đại chu hy sinh vì nước cũng muốn thay thế quả là những huynh đệ trên chiến trường vì đại chu chảy hết một giọt máu cuối cùng phụ mẫu vợ con của bọn hắn phía sau chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt duy nhất còn có hy vọng chính là lập hạ công huân cho đại chu có thể mang tới ban thưởng cho gia đình và hậu nhân của bọn hắn cùng trợ cấp cũng không tính là phong phú kia đây là một chút xíu đền bù cho nhi tử mất đi trượng phu cô nhi quả mẫu thế nhưng những người này trong ngực cổ thiết kỳ tràn ngập bất bình ngập trời nếu có thể hắn thậm chí muốn rút kiếm chém giết những tiểu nhân bẩn thỉu trước mắt để giải tỏa tức giận trong lòng thế nhưng trên chiến trường lịch luyện trở về không chỉ có dũng khí càng có tỉnh táo giận không hưng binh đây là một câu nói đại soái diệp chân thường xuyên dạy bảo bọn hắn càng tức giận thì càng cần phải tỉnh táo cho nên dù lúc này lên cơn giận dữ cổ thiết kỳ hận không thể rút kiếm chém giết tên bại hoại cổ thuần trí này tại chỗ nhưng dù bề ngoài hắn tức giận nhưng vẫn như cũ rất tỉnh táo những người này không giết được hơn nữa càng quan trọng là cổ thuần trí này cho dù trên danh nghĩa hay là huyết mạch thì đều là huynh trưởng của hắn. Chí ít là phụ thân của hắn đã thiện ý tiếp nhận hắn. Hắn tin tưởng, phụ thân của hắn cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Cho nên, lúc này cổ thiết kỳ ra tay rất có chừng mực. Mặc dù quyền quyền đến thịt, đánh cổ thuần chí kêu thảm thiết, nhưng nắm đấm chỉ dùng lực lượng của thân thể, không sử dụng linh lực, cho nên thật ra thì cổ thuần chí chỉ bị thương ngoài da. Thế nhưng, nhìn cổ thuần chí giống như tấm bia bị cổ thiết kỳ đánh mãnh liệt, khuyên lại khuyên không xuống, thế tử cổ quảng chí tức giận, vừa rồi cổ thuần trí nói như vậy thật ra thì chính là hắn sai bảo cho nên lúc này cổ thiết kỳ giận mắng cổ thuần trí cuồng ẩu cổ thuần trí giống như đang mắng và đánh hắn cũng làm cho cổ quảng trí nổi trận lui đình nếu không phải mệnh lệnh của phụ thân cổ thiết kỳ lập xuống một chút quân công thì sao hắn lại phải mở tiệc chiêu đãi cổ thiết kỳ tôn quý như vậy vừa nghĩ đến đây lại thấy cổ thiết kỳ làm sao cũng không khuyên nổi cổ quảng trí không khỏi càng ngày càng tức giận ánh mắt khẽ động ra hiệu mấy giá đệ động thủ hạ độc thủ đang lấy quả đấm ẩu đà cổ thuần trí, cổ thiết kỳ đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, sát khí vọt tới. Những năm này, trải qua vô số sinh tử trên chiến trường đã dưỡng thành bản năng, làm cho cổ thiết kỳ cảm ứng được nguy hiểm, vòng eo nhanh chóng mà quỷ dị vạn vẹo mấy lần. Nhưng, bản này phản ứng này lại chỉ làm cho cổ thiết kỳ, tránh đi ba thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm tới. Một thanh trường kiếm sắc đâm vào phần lưng cổ thiết kỳ, vào thịt ba tắc, cơ bắp cổ thiết kỳ siết chặt, trường kiếm này lập tức không còn cách nào tiến thêm mà đổi thành một thanh trường kiếm khác lại vô cùng ngoan lệ chém qua thắt lưng cổ thiết kỳ trực tiếp cổ thiết kỳ cắt ra vết thương sâu hai thốn dài đến một thước lập tức máu chảy ồ ạt bị một kiếm chém như vậy cổ thiết kỳ không kêu đau nửa tiếng ngược lại mãnh liệt xoay đầu giống như mãnh thú trên nhân ma chiến trường trồng chất ra sát khí lập tức không giữ lại chút nào từ trong ánh mắt lan ra ánh mắt đáng sợ đó trực tiếp làm cho nằm người động thủ sau lưng hắn bị hù đến tay chân nhũn ra một người trong đó trong lúc hoảng sợ bảo kiếm trong tay rơi xuống tại chỗ nếu dưới tình huống bình thường xung đột này đến đây cũng đã kết thúc thế nhưng cổ thiết kỳ là một vị hãn tướng vừa từ nội địa ma tộc lui ra lúc ăn cơm ngủ nghỉ đều cầm đao kiếm vũ khí vô cùng cảnh giác ngay cả lúc đại tiểu tiện cũng cầm vũ khí thời khắc chuẩn bị ứng đối ma tộc có thể tiến đến công kích gần như là bản năng thần niệm của cổ thiết kỳ khẽ động hư không nhận mà diệp chân đặc biệt luyện chế cho những tuần tra thần tướng bọn hắn không chút quang mang, có thể nói gần giống như hư vô, màu xám nhạt xuất hiện trên tay. Như thiểm điện vung lên, năm đạo hư không chảm chém về phía năm giá đệ đánh lén hắn. Thiết luật của Trấn Hải quân, khi phát hiện bất cứ, địch nhân nào phải ngay lập tức công kích yếu hại của hắn, chém giết để giải trừ nguy hiểm chính là chuyện thứ nhất cần giải quyết. Nhưng ngay khi hư không chảm chém ra, ánh mắt vạn phần hoảng sợ và bộ dáng nhân tộc của đại chu quen thuộc của năm giá đệ trước mặt làm cho cổ thiết kỳ, bỗng nhiên ý thức được cái gì trong lúc cấp thiết thần niệm của cổ thiết kỳ khổ tu những năm này quét ngang mà ra mạnh mẽ chuyển đổi một chút phương hướng của năm hư nhận không chém về phía phần cổ năm giá đệ kia trong nháy mắt tiếp theo phốc phốc âm thanh cốt nhục bị cắt đứt không dứt bên tai năm giá đệ hai người bị chém đứt cánh tay phải ba người khác lại hơn phân nửa bả vai tính cả cánh tay cũng bị hư không nhận lặng lẽ không âm thanh chém tới tiên huyết dâng trào và tiếng kêu thảm thiết trong chớp mắt vang thành một mảnh nhìn một màn đẫm máu trước mắt cổ thiết kỳ phun ra huyết quang và giống như sát thần, quỷ thần, cổ quảng trí và cổ thuần trí bỗng nhiên dùng mình. Quanh người cổ thiết kỳ bắn ra sát khí, tu vi khí tức giới vương cảnh cửu trọng triệt để lan ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đông đảo con em cổ ra trong đại sảnh, trong lúc nhất thời, lại không người nào dám đến gần trong vòng trăm thước quanh người cổ thiết kỳ. Càng không người nào dám tới cứu chữa năm giá đệ tiên huyết dâng trào đang kêu thảm, không thôi kia. Trái tim băng giá. Trong lòng cổ thiết kỳ dâng lên một loại đau lòng không hiểu đây chính là thân huynh đệ của hắn sao những người đâm hắn từ sau lưng chính là biểu huynh đệ đường huynh đệ của hắn sao hắn chỉ dùng phương thức ẩu đà bình thường ẩu đà cổ thuần trí rất có chừng mực thế nhưng những người này lại từ phía sau lưng đâm tới như muốn đẩy hắn vào chỗ chết đây chính là huynh đệ cùng huyết mạch sao đột nhiên cổ thiết kỳ nhách miệng lộ ra một nụ cười vô cùng đau thương một khắc này cổ thiết kỳ vô cùng muốn trở lại quân doanh tràn đầy mùi máu tươi và mùi mồ hôi bẩn kia hoàn cảnh nơi đó so với hầu phủ tinh mỹ hoa lệ thì kém mấy trăm hơn ngàn lần nhưng so với nơi này lại ấm áp vô số lần an toàn vô số lần thứ tử cổ thuần trí mở tiệc chiêu đãi con thứ cổ thiết kỳ xảy ra huyết chiến rất nhanh đã kinh động tân ninh châu công cổ yến sau khi cổ yến tức giận thì đã ngay lập tức chạy tới chính là để người phong tỏa xích bình hầu phủ tránh để chuyện xấu huynh đệ động đao binh lan truyền ra ngoài sau đó cổ yến lập tức phải xử lý việc này nhưng thế tử cổ quảng trí và cổ thuần trí lại tới trước một ác nhân cáo trạng trước nói cổ thiết kỳ không nhìn huyết mạch không nhìn tôn ti tàn sát tay chân nhưng tân ninh châu công đương triều nhị đảng châu công đương nhiên sẽ không cho là đây chính là sự thật sau đó cổ thiết kỳ một chữ chưa thêm một chữ chưa giảm tự thuật xong xung đột xảy ra trong yến hội nói xong cổ thiết kỳ quỳ ở nơi đó lấy đầu đụng đất phụ thân đại nhân thiết kỳ cũng không cố ý đả thương người chỉ là mấy vị huynh đệ lại mưu đồ quân công của đồng đội đã chiến tử đồng thời nhục rất nặng thật là không biết xấu hổ cho nên thiết kỳ mới động thủ đánh chim sáo mà mấy vị huynh đệ thứ chi kia lại đánh lén từ phía sau thiết kỳ thiết kỳ bản năng phản kích cũng chính là thiết kỳ kịp thời phản ứng nơi đây cũng không phải là chiến trường bằng không lúc này năm vị này đã đầu người rơi xuống đất cổ thiết kỳ nói làm cho năm vị giá đệ đứt gãy tay chân phía sau tràn trề mồ hôi lạnh sợ không thôi cả sảnh đường, nhóm người của Tân Ninh Châu, hầu cổ Yến đang xử trí con em cổ ra cũng tràn trề mồ hôi lạnh. Nhìn cổ thiết kỳ cúi đầu chạm đất, Tân Ninh Châu công cổ Yến lại yên lặng không nói. Thật ra thì lời nói của cổ thiết kỳ, hắn vô cùng lý giải. Hắn cũng từng đi lên chiến trường. Biết một vị tướng quân từ trên chiến trường vừa trở về, nếu bị người đánh lén từ phía sau, hậu quả sẽ khủng bố cỡ nào. Cổ thiết kỳ có thể nhịn được không giết người đã là đáng quý. Nhưng cục diện ngày hôm nay, tính toán của hai vị con trai trưởng trong lòng của hắn sáng như gương phản ứng của cổ thiết kỳ hắn cũng hiểu rõ thế nhưng xử trí việc này lại rất khó lý ở bên phía cổ thiết kỳ nếu xử phạt theo lý vậy thì uy tín của thế tử cổ quảng trí sẽ lọt vào đả kích trí mạng ngày sau sợ là sẽ bị cổ thiết kỳ hoành ép một đầu sau đó sao có thể tiếp nhận chấp trưởng gia nghiệp to lớn phụ thân đại nhân thiết kỳ thân là con em cổ gia không biết tôn ti hơn nữa gây nên tàn tay chân nếu không nghiêm trị, ngày sau con em cổ ra người người bắt trước, cổ ra át gặp họa. Thế tử cổ quảng trí lạnh lùng nói. Cổ thuần trí bị đánh thành đầu heo thì không chê chuyện lớn gần giọng châm ngòi. Phụ thân đại nhân, cửu đệ lập được một chút quân công đã ương ngạnh phách lối như thế, nếu không cho chút giáo huấn, chỉ sợ ngày sau không chỉ sẽ ẩu đả ta và đại ca, càng sẽ gây họa tới trưởng bối trong nhà. Hắn dám. Tân Ninh Châu công cổ yến bị chọc lên lửa giận, âm thanh đột ngột cao lên. Dưới thềm, cổ thiết kỳ quỳ trên mặt đất lần nữa lấy đầu đụng đất cất tiếng đau buồn nói phụ thân đại nhân lời nói của thiết kỳ tuyệt không có nửa câu nói ngoa là thuần trí vũ nhục những đồng đội đồng liêu chiến tử của ta trước thiết kỳ động thủ sau là năm người này từ phía sau lưng đánh lén thiết kỳ trước thiết kỳ theo bản năng phản kích sau còn xin phụ thân đại nhân minh giám nói xong cổ thiết kỳ lần nữa lấy đầu đụng đất huyết dịch đỏ thẫm trên trán đã lan tràn ra nền gạch kim sắc trong đại điện yến hội của Sích bình hầu phủ Tân ninh châu công cổ yến nhìn vết máu chưa khô dưới mặt đất còn có mùi máu tươi gai mũi nhìn lại con thứ cổ thiết kỳ quỳ sát dưới mặt đất ánh mắt phức tạp vẻ mặt âm trầm yên lặng cổ yến yên lặng trong lòng cổ thiết kỳ quỳ sát dưới thềm lại càng ngày càng lạnh cổ thiết kỳ không ngu ngốc ngược lại hắn rất thông minh đánh từ lúc còn nhỏ cổ thiết kỳ đã thường xuyên bị chọn là người gây chuyện không tuân quy củ các loại mũ gây chuyện tinh đều chụp trên đầu hắn thật ra thì trong lòng cổ thiết kỳ rõ ràng nhất hắn chỉ là một hài tử hư hỏng muốn biểu hiện mình trước mặt phụ thân, muốn để phụ thân chú ý mình mà thôi. Loại tâm lý này, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng tương tự, hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ đối với vị phụ thân này của hắn. Chỉ nhớ lúc trước, loại yên lặng này của phụ thân, thường thường đại biểu cho đã làm ra quyết định thiên hướng về một phía nào đó. Về phần thiên hướng về phương nào thì thật ra cổ thiết kỳ cũng đã sớm nhìn ra. Từ khi phụ thân đến bây giờ, cổ thiết kỳ liên tục quỳ, mà đại ca cổ quảng trí và chim sáo cổ thuần trí đều ở đứng đó. Đãi ngộ khác nhau cũng đã nói rõ cái gì. Chỉ là trong lòng cổ thiết kỳ còn có một tia hy vọng xa vời. Một tia hy vọng xa vời sau cùng. Thiết kỳ, người cũng biết sai sao. Nghe thấy âm thanh này, một tia hy vọng xa vời cuối cùng trong lòng cổ thiết kỳ đột ngột bị đánh vỡ nát. Cổ thiết kỳ một mặt đắng chát ngừng đầu, phụ thân đại nhân. Thiết kỳ, thủ túc tương tản, đây là tối kỵ, càng sai lầm lớn dù như thế nào, giữa các huynh đệ tuyệt đối không thể thủ túc tương tàn. Cổ Yến ngữ trọng tâm trường dạy dỗ cổ thiết kỳ, âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, người tới, mời gia pháp. Vừa nghe đến đây ra, khóe miệng cổ thiết kỳ bỗng nhiên run rẩy một chút. Gia pháp cổ ra, chính là một sợi long tiên được từ cung đình tứ sắc, đánh xuống một cái, phía dưới đạo cảnh đều sẽ ra chóc thịt bong. Trước khi chưa đi theo diệp chân, ký ức của cổ thiết kỳ đối với gia pháp vô cùng khắc sâu. Nhưng, khóe miệng cổ thiết kỳ co giật cũng không phải bởi vì gia pháp khủng bố. Mà là hắn đã triệt để tâm lạnh, trái tim băng giá. Hết hy vọng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú tân của Ninh Châu công cổ yến, cổ thiết kỳ chậm rãi đứng dậy. Phụ thân đại nhân, có phải cho dù đạo lý có ở bên ta thì cũng không quan trọng hay không? Quan trọng là bọn hắn có huyết mạch con trai trưởng đúng không? Có phải những đứa con thứ chúng ta chỉ vì là con thứ, cho dù làm cái gì thì ở trước mặt thân phận con trai trưởng bọn hắn, mãi mãi đều sai, đúng hay không? cổ thiết kỳ chất vấn làm cho vẻ mặt rất nhiều con thứ cổ ra trong điện đen lại trong gia tộc không phải chính là như vậy sao lớn mật làm càn bị cổ thiết kỳ hỏi khó tân ninh châu công cổ yến thẹn quá hóa giận tức giận lệ quát ai cho ngươi nói còn không quỳ xuống vượt quá tất cả mọi người dự kiến nguyên bản cổ thiết kỳ một mặt lệ khí lại thật quỳ xuống về phía tân ninh châu công cổ yến không chỉ quỳ xuống còn lần nữa lấy đầu đụng đất phanh phanh rung động dập đầu ba về phía tân ninh châu công cổ yến sau đó lập tức đứng dậy thân thể đứng thẳng tắp vô cùng thẳng tắp phụ thân đại nhân ân dưỡng dục huyết mạch ngày sau thiết kỳ tự sẽ chọn cơ hơi báo đáp từ nay về sau sinh tử họa phúc của cổ thiết kỳ ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cổ gia nói xong cổ thiết kỳ lại chỉ tay về phía cổ thuần trí và cổ quảng trí lệ quát nói hai vị đời này ta chịu đủ từ nay về sau tốt nhất hai vị đừng trêu chọc ta nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình sắc mặt của cổ thiết kỳ trở nên vô cùng kiên quyết, cáo từ. Vừa chắp tay, cổ thiết kỳ xoay người rời khỏi, vô cùng kiên quyết. Một đám con em cổ gia đều bị cổ thiết kỳ, lớn mật làm cho kinh ngạc đến ngây người. Gia chủ cổ gia, tân ninh châu công cổ yến lại bị hành động của cổ thiết kỳ chọc tức, ngay cả sợi dâu cũng lay động. Nghịch tử, nghịch tử lớn mật. Nếu hôm nay ngươi dám bước ra ngoài nửa bước, xem ta có đánh gãy chân của ngươi không. Bước chân cổ thiết kỳ dừng lại, khí tức tuần tra thần tướng đột ngột lan ra, phụ thân, ta muốn đi, há lại các ngươi có thể ngăn lại. Khí tức tuần tra thần tướng giới vương cảnh, cửu trọng đột nhiên làm cho vẻ mặt của cổ yến kinh hãi, nhưng lập tức lại cười lạnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thôi được, lạnh thán một tiếng, vẻ mặt của cổ yến đột ngột biến phải thúc giết, mấy vị cung phụ nghe lệnh, nếu nghịch, tử này dám bước ra khỏi cửa điện này nửa bước, lập tức ra tay. Nếu nghịch tử này có gan dám phản kháng, vậy thì toàn lực ra tay. Nghịch tử bất hiếu ngỗ nghịch như thế, nếu không biết hối cải thì không bằng đánh giết sạch sẽ. Tân Ninh Châu Công cũng là người sát phạt quả tuyệt, vừa dứt lời đã lập tức sát khí nghiêm nghị. Nghe vậy, trái tim của cổ thiết kỳ càng thêm đau khổ, nhưng lại không chịu thua. Cảm nhận được trong đại điện đột ngột xuất hiện bốn khí tức đạo cảnh, gắt gao khóa chặt mình, cổ thiết kỳ càng thêm cường ngạnh. Cổ thiết kỳ ta đường đường là nhất đẳng nam tước của đại chu, quân xoay Trấn hải quân. Nếu không hiểu rõ chết ở đây, phụ thân, ngươi suy tính hậu quả sao? Hậu quả. Lão tử giáo huấn nhi tử, Thiên Kinh địa nghĩa, cho dù là đương kim bệ hạ thì cũng không quản được trên đầu bản công. Mấy vị cung phụ còn đứng đấy làm gì, còn không bắt hắn lại. Đến tận đây, Cổ Yến đã hạ quyết tâm. Thoáng chốc, một vị đạo cảnh lập tức nhào về phía Cổ Thiết Kỳ, nhưng ngay khi nhào tới, Cổ Thiết Kỳ lại đột ngột biến mất. Đột nhiên, hư không mãnh liệt chấn động, thân hình Cổ Thiết Kỳ vô cùng chật vật rơi ra khỏi không gian chỗ cửa đại điện. Thiết Kỳ công tử, có chấn động không gian của lão phu? bí pháp không gian tuần tra thần tướng của ngươi không dùng được âm thanh của một vị đạo cảnh khác vang lên nhìn một đạo cảnh khác từng bước ép sát khí tức cường đại gắt cao khóa chặt mình cổ thiết kỳ không khỏi buồn từ trong lòng phụ thân ngươi không nên ép ta cổ yến lại bất vi sở động một bộ ta bức ngươi đó thì ngươi có thể làm gì ta trong nháy mắt tiếp theo huyết sắc báo động phù đột ngột từ trong tay cổ thiết kỳ bay ra như thiểm điện xông ra khỏi đại điện nổ tung trên bầu trời xích dương hầu phủ một cái huyết sắc báo động phủ bộ dáng thằn lằn vô cùng xấu xí nổ tung trên bầu trời Lạc ấp thành. Huyết sắc báo động phủ như vậy, trước đây Lạc ấp chưa bao giờ có, cái này khiến người nhìn thấy cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đang ở trong Tổ Thần Điện Hỏa Linh Điện, nghị sự thì đột nhiên nhận được một phong tin khẩn. Thần niệm khẽ quét mà qua, Diệp Chân đột nhiên vươn người đứng dậy, chắp tay nói với Tam đại thủ tế Nhâm Mạch, điện chủ thủy linh điện Hải Phạm đang ngồi, nhâm đại thủ tế hải điện chủ, có một chút việc gấp cần diệp mỗi đi xử lý một chút. Ngư hổ, tập kết thân vệ, theo ta đi xích bình hầu phủ cứu người. Nói xong, thân hình diệp chân lập tức biến mất. Thân vệ phó thống lĩnh hầu ở một bên diệp chân, nguyên phó điện chủ hỏa linh điện ngư hổ lập tức đáp nhẹ một tiếng, nhanh chóng quay người ra khỏi điện, sau đó mang theo 100 tên thân vệ hỏa tốc đuổi theo phương hướng diệp chân biến mất. Xích bình hầu phủ. Tam đại thủ tế nhâm mạch nhìn thoáng qua điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm, cười nói, có đi hay không, cùng đi trong tiếng cười nhâm mạch và hải phạm đồng thời biến mất nhiều năm sống chết có nhau như vậy diệp chân đương nhiên rõ ràng tính cách của cổ thiết kỳ không đến bất đắc dĩ cổ thiết kỳ sẽ không bởi vì việc tư mà cầu viện hắn cho nên diệp chân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía xích bình hầu phủ trong lạc ấp không có lệnh cấm người bay và cấm không gian na diệp chân gần như là lấy tốc độ nhanh nhất kề sát đất phi hành chỉ ba hô hấp sau đã đuổi tới xích bình hầu phủ người nào thủ vệ hầu phủ phát hiện diệp chân vừa giận quá to một tiếng, thân hình Diệp Trân đã lóe lên, trực tiếp xông vào. Thần niệm giống như thủy triều tản ra, lập tức khóa chặt vị trí của cổ thiết kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một đại điện, hai vị đạo cảnh hợp tác trực tiếp đem bức thiết kỳ từ trong không gian chấn động ra, trong chớp mắt đã đóng trên trăm lên người cổ thiết kỳ trưởng. Mỗi một trưởng đánh chúng, cổ thiết kỳ đều sẽ điên cuồng phun ra một ngụ máu tươi, khí tức sẽ suy yếu một chút. Trong đại điện, cổ quảng trí và cổ thuần trí, thấy một màn này thì trong đôi mắt hiện ra ý cười tràn đầy ác ý cho tiểu tử ngươi phách lối dám đả thương người của trấn hải quân ta chết ngay khi tiếng gầm gừ tức giận của diệp chân vang dội đến tiếng sét đánh liên hoàn đột ngột nổ tung trên bầu trời xích bình hầu phủ hai đạo thần lôi một đen một đỏ trực tiếp đánh xuyên mái của đại điện mạnh mẽ đánh lên đỉnh đầu của hai đạo cảnh đang công kích cổ thiết kỳ trong chớp mắt làm cho cả điện sợ hãi trong tình huống liên tục sử dụng thái âm thần lôi và xích dương thần lôi ngay cả cường giả đạo cảnh hậu kỳ đều phải bị thua thiệt dù cho ngũ linh thần tướng của thái cổ oa linh nhất tộc đều phải cẩn thận ứng đối trước mắt vị cung phụng này chính là cường giả cấp bậc đạo cảnh sơ kỳ của ninh châu công phủ bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị thái âm thần lôi oanh chúng một đòn thái âm thần lôi đánh cho hắn bên ngoài thân bị thương không nhẹ đồng thời nguyên linh còn bị kịch liệt chấn động khiến cho hắn giống như kẻ ngu đứng ở nơi đó tùy ý đánh xuống xích dương thần lôi trong chớp mắt thân thể biến thành cho bụi chỉ còn lại nguyên linh chạy thoát ra chuyện xảy ra quá bất ngờ nên sau khi cường giả đạo cảnh kia đợi nguyên linh chạy thoát ra hơi giật mình nhìn thân thể của mình đã biến thành cho tàn mới phát ra một tiếng rít lên khó có thể tin còn những người khác mắt cũng trợn tròn bao gồm mới ninh châu công cổ yến cổ quảng trí cổ thuần trí với cung phụng cổ gia toàn bộ bị lôi đình đó đánh bất ngờ nên kinh ngạc đến ngây người hai đạo lôi đình đã khiến cho thân thể của một vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ biến thành cho tàn gần như vẫn lạc thủ đoạn ấy hiện tại trong ánh mắt của ninh châu công cổ yến vô cùng chấn động diệp chân hối hả lướt vào bên trong đại điện đỡ dậy cổ thiết kỳ ất mộc linh lực tinh thuần di chuyển trong cơ thể của cổ thiết kỳ mới hơi buông lỏng một hơi bộ dáng thê thảm của cổ thiết kỳ nhưng thương thế chấn chính cũng không có nghiêm trọng như mặt ngoài ất mộc linh lực của diệp chân ở trong cơ thể hắn chuyển động qua lại thương thế đã khôi phục hơn phân nửa diệp chân cho cổ thiết kỳ áo giáp linh quang của đại thánh cũng không phải để trang trí đây cũng là nguyên nhân giúp cho cổ thiết kỳ có thể trèo chống mười mấy hơi thở thời gian dưới tình huống hai vị đạo cảnh vây công. Cũng chính là chuyện xảy ra quá đột ngột, nếu hắn có mặc hùng vương trọng giáp, thương thế kia sẽ càng nhẹ hơn. Không nhìn thấy Diệp chân còn thôi, vừa nhìn thấy hắn, lửa giận của tân ninh châu công cổ yến bay thẳng lên đến chán. Diệp chân lại trực tiếp xông vào phủ đệ của con hắn, còn ở ngay trước mặt hắn hủy đi thân thể cung phụng cổ ra, đơn giản mà nói một chút là không có để hắn vào trong mắt. Họ Diệp, ngươi khinh người quá đáng, lão phu dù sao cũng là nhị đẳng châu công do hoàng đế đại chu sắc phong người mạnh mẽ xông vào phủ đệ của con ta không nói còn hủy thân thể cung phụng của cổ phủ lại nhúng tay vào chuyện nhà của cổ gia ta hôm nay việc này là ngươi tự tìm chết người đâu bắt lại cái tên hung đồ tự tiện xông vào châu công phủ giết người cho ta nếu dám phản kháng giết chết không cần luận tội hai hàm răng trắng của tân ninh châu công cổ nghiến mạnh phát ra tiếng kèn kẹt rung động hôm nay nếu hắn không truy cứu việc đó nếu truyền đi, thể diện của Tân Ninh Châu công của hắn, sau này còn chỗ nào tồn tại ở Lạc ấp. Ngay khi tiếng nói của Cổ Yến vừa rơi xuống đất, ít nhất 13 đạo khí tức đạo cảnh, đột ngột khóa chặt lại Diệp Chân. Mà lại từng đạo khí tức trong đó đều là đạo cảnh hậu kỳ, khiến cho lông mày của hắn hơi động một chút. 13 vị đạo cảnh, một vị đạo cảnh hậu kỳ, bốn vị đạo cảnh trung kỳ, có chút thực lực nha. Diệp Chân chợt nói. Tân Ninh Châu công Cổ Yến lại tưởng Diệp Chân sợ. Hiện tại, hối hận đã muộn rồi. Lên cứ việc ra tay, có chuyện gì, bản công chịu trách nhiệm. Trong chớp mắt, 13 đạo khí tức đạo cảnh vô cùng hùng hồn, từ bốn phương tám hướng thẳng lao về phía Diệp Chân. Nhưng, bởi vì đang ở bên trong xích bình hầu, cho nên trong lúc xuất thủ, còn có chút chút giữ lại, cũng không có sử dụng thần thông bí thuật phạm vi lớn. Chỉ sợ ngươi không được như ý nguyện. Cười dài một tiếng, Diệp Chân bước ra một bước, gợn sóng màu bạc đẩy ra, thân hình của hắn nhào tới 13 vị đạo cảnh nhoáng lên một cái, thần niệm khẽ động, phát động thần thông mậu thổ như sơn, mậu thổ vạn tượng ấn bay ra, như chuồn chuồn lướt trên nước đang tìm kiếm, bất ngờ xông lên ba vị đạo cảnh phía trước nhất, đánh cho họ bay ngược ra ngoài. Một vị xông vào trước nhất một bên, quanh thân truyền ra âm thanh xương vỡ, răng rắc răng rắc khủng bố, trong miệng máu tươi tuôn trào ra. Trọng lượng của mậu thổ vạn tượng ấn tương đương với mấy trăm ngọn núi, trong tay diệp chân, giống như cây kim, lại nhẹ nhàng tìm kiếm, có thêm hai tên đạo cảnh bị oanh bay sức mạnh khủng bố trực tiếp đánh cho bọn hắn bay ra xa giống như sao băng từng người một trực tiếp đâm vào phủ viện to lớn trước mắt nhưng cũng vào lúc này vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ kia có uy hiếp lớn nhất giết tới diệp chân tiểu tử chớ có càn rỡ vừa dứt lời ánh sáng của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lóe lên trên đỉnh đầu của hắn thái âm thần lôi đánh xuống về phía vào đầu vị lão giả đạo cảnh hậu kỳ dưới oanh kích của thái âm thần lôi lão giả kia ngược lại không bị thương gì nhưng hiệu quả thái âm thần lôi tác động lên thần hồn nguyên linh lại làm cho nguyên linh của vị lão giả đạo cảnh hậu kỳ kia vào thời khắc mấu chốt lại bị chấn động rất nhỏ trong tích tắc như vậy ảnh hưởng không lớn chỉ khiến hắn tiến công hơi bị đình trệ một chút mà thôi nhưng một chút đã đủ nguyên lực mậu thổ vạn tượng ấn ngưng đúc ra mấy trăm dãy núi hơn ngàn ngọn núi lớn bỗng hợp lại thành một tiểu ấn to cỡ nắm tay hung hăng ấn xuống về phía trái tim yếu điểm của vị lão giả đạo cảnh hậu kỳ kia cảm nhận được trong mậu thổ vạn tượng ấn ẩn chứa lực lượng đáng sợ vị lão giả đạo cảnh hậu kỳ ấy hoảng hốt vào thời khắc sinh tử thân thể của hắn lại chìm xuống dưới đất ba tấc tiếng vang phanh một tiếng như dãy núi va chạm mẫu thổ vạn tượng ấn hung hăng đánh vào đầu vai của lão giả nọ biến mất một kích của mẫu thổ vạn tượng ấn ngưng tụ ra toàn lực trực tiếp làm biến mất phân nửa vai phải của vị lão giả này hoàn toàn biến mất không chỉ có gần phân nửa vai phải biến mất lực lượng kinh khủng ấy trực tiếp khiến cho lá phổi màu hồng kinh mạch xương cốt chấn động bị vỡ lộ ra ngoài bay loạn xạ từng mảnh vụn không được lưu thủ toàn lực xuất thủ trong tiếng rên dị thống khổ của vị lão giả đạo cảnh hậu kỳ ấy lên tiếng cảnh báo hậu thiên linh bảo lôi quang tiên trên đỉnh đầu của diệp chân lóe lên tia sáng định lần nữa dùng xích dương thần lôi đánh trọng thương thậm chí là đánh giết vị lão giả này tình cảnh đó làm cho sau khi tân ninh châu công cổ yến vô cùng hãi nhiên cũng bỗng kịp thời phản ứng bước ra một bước một cây trường thương tràn ngập sát khí phảng phất như hải giao long gắt gao khóa chặt điểm yếu trên toàn thân diệp chân nếu hắn lại không ra tay, ngồi nhìn Diệp chân đánh giết một vị cung phụng đạo cảnh hậu kỳ duy nhất của cổ gia, vậy tổn thất ấy rất nghiêm trọng. Cổ Yến vừa ra tay, nhất là trung phẩm tiên thiên linh thương trong tay hắn vừa mới được uống no máu tươi, lập tức gắt gao vây khốn hắn. Ngay lúc đó, hơn 10 vị đạo cảnh cường giả khác cũng thừa cơ vây lên, ý muốn cơ hội đó đánh trọng thương Diệp chân Đại soái cẩn thận. Lúc này, người cổ thiết kỳ quan tâm nhất lại là Diệp chân Nghịch tử ăn cây táo rào cây sung, Cổ Yến nổi giận quát to lên. Hừ, ngược lại cổ châu công phải nói một chút, sao lại nói cổ thiết kỳ ăn cây táo rào cây sung. Hắn cũng chưa từng ăn một đồng của cổ ra ngươi, sao lại nói như thế. Một câu nói kia của Diệp chân khiến cho cổ Yến cứng họng. Dưới cơn tức giận, cây thương trong lòng bàn tay của cổ Yến tung bay trên dưới, xa xa như rắn độc vây khốn hắn, các vị đạo cảnh khác cổ ra, đã sắp tới gần. Tử Linh, qua. Một tiếng thấp quát, một đạo ánh kiếm màu tím tràn ngập tử khí bay ra từ sau đầu Diệp Chân, trong nháy mắt kiếm quang phân ra trăm ngàn đạo, phản kháng lại thương mang kia. Trong lúc rảnh tay, Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang tiên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, chớp ra ánh sáng liên tục, Thái Âm Thần Lôi và Xích Dương Thần Lôi liên tục oanh ra. Đáng tiếc là chỉ oanh ra một đạo Thái Âm Thần Lôi và Xích Dương Thần Lôi, Diệp Chân vẫn không thể không dừng tay, vì hơn 10 vị cung phụng cổ gia đã bước tới, hắn chỉ có thể ngược lại ứng trả bọn họ người nào dám công kích đại soái nhà ta tiếng gào to của phó điện chủ hỏa linh điện cũng chính là hữu thống lĩnh thân vệ ngư hổ vang lên trong nháy mắt ngư hổ mang theo 10 tên đạo cảnh và 90 tên tế ti có tu vi giới vương cảnh hậu kỳ thuộc về hỏa linh điện vọt vào đại điện không cần phải nói chỉ chuyện dùng thần niệm khóa chặt đạo cảnh ở đây áp lực của diệp chân lập tức giảm xuống rất lớn một bên tân ninh châu công cổ yến vừa mới tiếp nhận một đạo thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi của diệp chân một kiện tổ truyền chiến khải bên ngoài thân vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn. Ngay khoảnh khắc khi tổ truyền chiến khải nát thành mảnh vỡ, một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ, đột ngột dâng lên trong lòng đất phía sau hậu viện Xích Bình Hầu phủ. Một đạo Yên Nguyên Linh Thần niệm đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ, lập tức khóa chặt nơi này. Ai dám làm càn ở cổ phủ ta? Đạo khí tức đạo cảnh đỉnh phong khủng bố ba động, khiến cho phó điện chủ Hỏa Linh Điện Ngưu Hổ biến sắc, đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể xem là nửa bước tạo hóa, đại soái cẩn thận dưới đạo khí tức đạo cảnh đỉnh phong mênh mông như biển một vị lão giả dâu bạc tóc bạc có mấy phần giống cổ yến bất ngờ xuất hiện chính giữa đại điện từ giữa không khí tân ninh châu công cổ yến vừa mới bị diệp chân dùng thái âm thần lôi và xích dương thần lôi đánh cho kinh hồn bạt vía nhìn thấy lão giả này thì lại vô cùng hoảng sợ quấy nhiễu ra ra tiềm tu xin ra ra thứ tội tân ninh châu công cổ yến đã quỳ xuống ngay tại chỗ không chỉ có cổ yến tất cả con em cổ ra đều quỳ xuống chiến đấu cũng theo đó dừng lại lão giả tóc bạc liếc nhìn liếc đại điện một chút chậm rãi gật đầu tổ truyền chiến khải bị vỡ lão phu còn tưởng rằng chủ nhà họ cổ ta lại chiến tử xa trường không nghĩ tới chỉ là tặc đến trong nhà nói xong lão giả tóc bạc trừng mắt liếc cổ yến một chút các ngươi đúng là càng ngày càng không ra gì chỉ một tên tặc tử tự tiện xông vào công phủ đều đối phó không được quả thực là khiến cho lão phu vô cùng mất mặt một bên nói một bàn tay lớn màu đen bất ngờ bay ra từ sau lưng lão giả tóc bạc ấy chụp vào diệp chân trong chớp mắt, hắn biến sắc, bị bàn tay lớn màu đen đó khóa chặt trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác như hư không và phương thế giới này bị bóc ra tại chỗ vậy. Nhưng, Diệp Chân cũng không hoảng hốt, hắn thúc dục thần niệm, phụ cốt độc diễm châu đột ngột hiển hiện, một đầu hiện ra một đầu hỏa long màu xanh, gầm thét nhào về phía lão giả tóc bạc kia. Nhưng ngay lúc này, âm thanh long lánh ẩn chứa khí tức thần bí trầm thấp, đột ngột vang lên từ ngoài điện. Trong âm thanh long lánh, lão giả tóc bạc quanh ra bàn tay, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, cũng không còn cách nào duy trì khí thế cường đại nữa. Hắc Long Giác, Thủy Linh Điện Chủ, sắc mặt của lão giả tóc bạc đột ngột địa biến đổi, cười lạnh, đây chính là trợ thủ của ngươi sao? Không đủ, còn chưa đáng kể. Trong nháy mắt tiếp theo, khí thức đạo cảnh mạnh mẽ không chút nào giữ lại bộc phát ra, một hắc châu màu đen bỗng dưng hiển hiện, khí thức tản ra trong nháy mắt, bàn tay to lớn màu đen, lại một lần nữa trở nên ngưng tụ lại rất chân thực. Như vậy, lại thêm lão phu thì sao? Tam đại thủ tế nhâm mạch hiển hiện từ hư không, trong tay cầm long hồn quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng màu vàng sậm oanh ra, đánh tan bàn tay lớn màu đen của lão giả tóc bạc đó. Bàn tay lớn màu đen tan thành mây khói, phụ cốt độc diễm châu của Diệp Chân tỏa ra ánh lửa đã bổ nhào qua trong chớp mắt, thôn phệ lão giả tóc bạc này. Tiếng gầm gừ tức giận của lão giả ấy vang dội lên, hỏa long do phụ cốt, độc diễm châu của Diệp Chân hóa thành bỗng dưng sinh ra màu đen rồi bị dập tắt thân hình của lão giả tóc bạc xuất hiện lần nữa, chỉ là bộ dáng đã bắt đầu trở nên chật vật hơn, một đầu tóc bạc và bộ râu bạc ấy, toàn bộ hóa thành cho tàn. Thằng nhãi con, người muốn chết. Lão giả tóc bạc vẫn nộ gầm hét lên. Cổ đại xuyên, người lão bất tử này, chuyện của tiểu nhi bối, người lộn xộn làm cái gì? Nếu muốn loạn, vậy cùng lão phu ra bên ngoài vui vẻ đánh một trận như thế nào? Long hồn quyền trượng trong tay tam đại thủ tế nhâm mạch lại điểm ra, vô số quang ảnh chớp động ở giữa, nhâm mạch với cổ đại xuyên giao thủ mấy trăm lần giọng của hắc long giác lại đúng lúc vang lên một cái quang ảnh trượt phân ra đánh cho lão giả các bạc cổ đại xuyên lui về phía sau ba bước xa các ngươi vẻ mặt của cổ đại xuyên vô cùng khó khăn lão tổ cổ ra chán nản vẻ mặt của tân ninh châu công cổ yến trở nên vô cùng khó coi tình cảnh ấy khiến cho diệp chân cảm thấy rất ngoài ý muốn cũng rất cảm kích hai vị này giúp anh ta một cách không cần thiết nếu hai vị này không đến như vậy dưới áp bách cổ ra cổ đại xuyên Diệp Trân chỉ có thể mang theo cổ thiết kỳ chạy trốn. Trận chiến hôm nay, Diệp Trân xem như biết được nội tình của một vị châu công đại chu. Tùy thời có thể điều động mười mấy vị đạo cảnh, trong gia tộc còn có một vị nửa bước tạo hóa. Rất mạnh. Với lại, Diệp Trân tin tưởng, cổ gia có được đạo cảnh, khẳng định không chỉ 13 vị trước mắt này. Nhưng, Diệp Trân hắn không sợ chút nào. Hôm nay trong cổ phủ, lại vì ở lạc ấp, lại bởi vì cổ thiết kỳ, Diệp Trân xuống tay đều có chừng mực nếu không, đạo cảnh cổ ra, ít nhất cũng phải vẫn lạc một nửa. Cổ soái chuyện của tiểu nhi bối, thì giao cho tiểu nhi bối xử lý như thế nào? Tam đại thủ tế nhâm mạch mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cổ đại xuyên. Cổ đại xuyên năm đó cũng đã làm đại soái thống quân, cho nên mới có xưng hô này. Vẻ mặt của cổ đại xuyên và cổ yến vô cùng u ám, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một xung đột nhỏ, vậy mà rức lấy thế lực tổ thần điện can thiệp. Lúc nào, tổ thần điện có quyền tự tiện xông vào quý tộc phủ đệ, luật đại chu đối với các ngươi mà nói thật sự giống như là giấy trắng sao cổ đại xuyên cười lạnh lời vừa nói ra tân ninh châu công cổ yến đang đứng một bên lại nghe ra 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 đang cố ý nhắc nhở luật đại chu quy định rất rõ người không có lệnh không được tự tiện xông vào phủ đệ quý tộc dựa vào tình huống nhẹ có thể tính là ăn trộm nặng có thể giết chết giờ phút này phía sau diệp chân có tổ thần điện làm chỗ dựa hắn đánh không lại nhưng hắn có đại chu luật ra ra không cần để ý, người tự tiện xông vào phủ đệ quý tộc, gọi tuần tra ti và tuần kiểm ti, đã có thể xử trí, ta cũng không tin luật đại chu không trị nổi người kiêu căng như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo báo động phù đặc thù của quý tộc lạc ấp đã bị tân ninh châu, công cổ yến ném ra. Cổ đại xuyên lão tổ cổ ra không nói gì, xem như ngầm đồng ý, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Nếu không thể dùng nắm đấm được, vậy cũng chỉ có thể dùng luật đấu. Dù sao nguyên nhân chuyện này cổ ra bọn họ đang ở thế chiếm lý. Rất nhanh, người của tuần tra ti chạy tới đầu tiên. Dáng vẻ của thần tướng lĩnh đội tuần tra như nằm mơ, vì phù tấn phát ra không bao lâu, trung tuần thú cảnh chạm người quen cũ của Diệp Trân đã xuất hiện. Sau đó, một vị thiếu ti tuần kiểm ti cũng đuổi tới. Những quan nha này ở lạc ấp, chính là phục vụ cho quý tộc, cho nên chạy đến rất nhanh. Nhưng vị thiếu ti tuần kiểm ti kia thấy chuyện có liên quan đến một vị châu công, một vị quận công, còn liên lụy đến tổ thần điện cũng mắt trợn tròn, chỉ có thể đi theo, phía sau tuần tra ti trung tuần thú cảnh trạm. Trung tuần thú cảnh trạm trong tuần thú lạc ấp, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thủ đoạn. Tự nhiên cũng phải giải quyết tốt đẹp. Thế nhưng Tân Ninh Châu công cổ yến, vô luận nhìn từ phương diện nào, đều chiếm đạo lý. Cổ yến hắn xử trí con trai của mình, dù là giết, người khác cũng không thể quản. Diệp chân lại giết đến, thương tổn vô số người, còn kinh động đến lão tổ cổ ra, Thấy thế nào làm sao đều là Diệp Chân phạm sai lầm trước? Nếu dùng nắm đấm ăn thiệt thòi, vậy thì dùng văn đấu tìm về mặt mũi, giờ phút này làm sao lại nhả ra? Cảnh Tuần thú, luật đại chu ngươi rõ hơn ta, ngươi nhìn theo luật xử trí, vẫn ta tự mình lên điện gặp mặt vua cáo ngự trạng. Cổ Yến quát, "Cáo thì cáo, ta chả lẽ sợ ngươi?" Diệp Chân lại tuyệt không sợ. "Tốt, đây chính là ngươi nói." Tân Ninh Châu công Cổ Yến cười lạnh một tiếng. "Cảnh Tuần thú, nếu ngươi không xử phạt tên hung tặc này, vậy bản công cũng chỉ có thể lên điện gặp vua thỉnh cầu thánh tài đến lúc đó bản công dù nhuộm máu tươi kim điện cũng phải vì đòi lại một cái công đạo cho cổ gia ta cái này trung tuần thú cảnh trạng có chút bị làm khó vội nhìn về phía diệp chân muốn khuyên diệp chân nhượng bộ dàn xếp ổn thỏa dù sao việc ấy làm lớn đối với người nào cũng không tốt không đợi trung tuần thú cảnh trạng mở miệng diệp chân cười lạnh ném ra một khối ngọc giản ai nói ta tự tiện xông vào công thức phủ đề cổ yến mở ra mắt chó của ngươi nhìn đây là vật gì hai chữ mắt chó khiến cho tân ninh châu công cổ yến không nhịn được lên cơn tức giận nhưng cũng không biết làm sao hắn và diệp chân hai người vừa rồi đều đang vật lộn sống mái tước vị lại không sai biệt lắm hắn trừ mắng rủa cũng không có lựa chọn gì tốt nhưng nhìn bộ dáng của diệp chân chắc chắn như vậy cổ yến vẫn nhìn ngọc giản một chút phiếu nợ nội dung bên trong ngọc giản khiến cho cổ yến nghi ngờ một chút diệp chân lại cười lạnh không sai chính là phiếu nợ thiếu nợ thì trả tiền đây là đạo lý hiển nhiên huống chi còn là hạng người vô lại thiếu lâu không trả đến cửa đòi nợ đó càng là chuyện chính đáng chuyện này con ta làm sao lại viết xuống phiếu nợ như vậy điều đó không thể nào tân ninh châu công cổ yến đọc rõ nội dung bên trong ngọc giản sắc mặt của hắn có chút khó coi bản gốc đâu bản gốc ở chỗ này diệp chân tiện tay đưa một ngọc giản khác đưa cho trung tuần thú cảnh chạm cảnh tuần thú, ngươi nhìn một chút, thiếu nợ không trả, đến cửa đòi hỏi, có phải chuyện hiển nhiên không? Cảnh trạm chỉ quét mắt một vòng, vẻ mặt cũng buông lỏng, sau đó chắp tay về phía hai nhà nói. Nếu là đến cửa đòi nợ, đó chính là chuyện gia sản của hai người các ngươi. Vô luận tuần tra ti hay tuần kiểm ti chúng ta, đều không quản được. Đã như vậy, hai nhà các ngươi chậm rãi thương lượng, chúng ta trước hết rút lui. Rút lui. Một tiếng thấp quát, dưới cái nhìn soi mói của con em cổ gia nhất là lão tổ cổ gia cổ đại xuyên, người của Tuần Cha Ti và Tuần Kiểm Ti, trong chớp mắt đã rút lui sạch sẽ. Dùng vũ lực bị đối phương áp chế gắt gao, lại muốn dùng luật đấu, muốn dùng luật đại chu nhằm vào Diệp Chân, dù không cách nào bắt được hắn, nhưng chí ít có thể lấy lại chút mặt mũi cho cổ gia. Nhưng bây giờ, lại bị một tờ phiếu nợ phá vỡ kế hoạch. Thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý tất nhiên. Nhất là thiếu nợ giữa quý tộc nếu lại nợ không trả, danh tiếng của cổ gia sẽ hoàn toàn mất hết. Như vậy, trước đó Diệp Trân mang theo nhiều người như vậy mạnh mẽ xông vào cổ thuần trí hầu phủ, lại biến thành đến cửa đòi nợ, cái gọi là tội danh, tự nhiên cũng không có. Vừa rồi Tân Ninh Châu công cổ Yến kiên trì, hiện giờ cũng biến thành một câu chuyện cười. Nhưng hiện tại, sắc mặt của Tân Ninh Châu công cổ Yến lại hết sức khó coi, điều ấy khiến lão tổ cổ gia cổ đại xuyên có chút không rõ. Không phải chỉ là một tờ phiếu nợ sao? còn có tân ninh châu công phủ bọn họ truyền thừa hơn ngàn năm, không trả nổi nợ đó sao? Đây là dạng phiếu nợ gì, lấy ra cho lão phu xem, tân ninh châu công nhất mạch ta, tín nghĩa đi đầu, thiếu nợ người ta, trả là được. Lão tổ cổ ra cổ đại xuyên tiện tay cầm qua phiếu nợ, thần niệm quét qua, không để bụng nói. Ta nói là thiếu bao nhiêu, chỉ có 150 vạn khối trung phẩm linh thạch, chút linh thạch ấy, cũng đang đến cửa đòi à, nghe được câu ấy, con em cổ ra vẫn luôn đang ở trong sương mù, mới có hơi hiểu. Xích Bình Hầu cổ thuần trí đứng một bên, lại bỗng nhiên giật mình một cái. Phiếu nợ 150 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn nghe làm sao quen thuộc như vậy. Đột nhiên, cổ thuần trí nhớ lại chuyện xưa trước kia, ngón tay không khỏi run rẩy một chút. 150 vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với hắn trước kia, rất khó lấy ra, nhưng với hắn của hiện tại, lấy ra lại không bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, nghe được lời nói của lão tổ cổ ra, trên mặt của tân ninh châu công cổ yến hiển hiện một nụ cười khổ. Nghe vậy, Diệp chân cũng nhẹ, cười rộ lên cổ phủ tín nghĩa gia truyền điểm ấy rõ như ban ngày đã phải trả nợ vậy mau trả hết tính toán lãi gộp tính ra số tiền cuối cùng cần trả sớm một chút thanh toán món nợ này diệp chân cười nói đề nghị ấy rất hợp ý cổ đại xuyên lúc tuổi còn trẻ lão không thích nhất nợ ơn người khác chớ nói chi là nợ nần tốt người đâu nhanh đem bản tính đến tính toàn lãi gộp thanh toán khoản nợ này cổ đại xuyên nói lập tức đã có thị vệ ứng thanh có thể bây giờ Tân Ninh Châu công cổ yến lại ngồi không yên, bận bịu lên tiếng nói. Chờ đã. Lão tổ cổ ra dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tân Ninh Châu công cổ yến, có chút không hiểu. Ra ra, phiếu nợ này là lãi gộp, còn có lợi tức. Lãi gộp. Chuyện ấy rất bình thường. Lão tổ cổ ra cổ đại xuyên lại nhìn liếc ngọc giản phiếu nợ một chút. Trong lạc ấp vay mượn, đều là tính lãi gộp. Còn có lãi suất ấy, một ngày lãi suất 2 phần ngàn. Như vậy cũng không cao, chỉ 2 phần ngàn, không có chút nào cao năm đó ra ra ngươi cho thương gia mượn tạm đừng nói là hai phần ngàn dù là ba phần ngàn năm phần ngàn tám phần ngàn đều đã làm qua tranh thủ thời gian đi lão phu và các ngươi không gánh nổi người này ra ra cổ đại xuyên đang nói tân ninh châu công cổ yến đột nhiên cưỡng ép cắt ngang lời nói cổ đại xuyên hiện tại vẻ mặt của hắn đã trở nên rất xấu hổ ra ra ngươi xem một chút thời gian lập xuống giấy nợ thời gian lập xuống giấy nợ cổ đại xuyên biến sắc rốt cục nhớ tới cái gì, thần niệm lại quét qua, vẻ mặt lại cứng đờ. Ngày 10 tháng 4 năm 736 đại chu kiến vũ, đây là, hiện tại là năm nào? Lúc này, lão tổ cổ ra cổ đại xuyên mới như tỉnh lại từ trong mộng vội hỏi. bẩm lão tổ tông, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 748 đại chu kiến vũ. Con số này làm cho khóe miệng của tân ninh châu công cổ yến vô cùng đáng chát, càng làm cho huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhán cổ thuần trí, lập tức trắng bệch không còn chút hồng hào nào. Dù xóa đi số lẻ, đó cũng là 12 năm 4 tháng, đây chính là hơn 5 vạn. Lão tổ cổ gia năm đó từng cho vay mượn, tự nhiên theo ngày kế lãi gộp phía dưới, thời gian 12 năm, lãi suất ấy sẽ trở nên là kinh khủng bực nào. Cổ lão gia tử quả nhiên là người đáng tin. Diệp Chân dựng thẳng một ngón tay về phía Cổ Đại Xuyên, mà lại Cổ lão gia tử cũng nói, lãi suất này không cao, lãi gộp cũng rất bình thường, như vậy, tranh thủ thời gian tìm bàn tính tính toán rõ ràng, trả nợ đi hiện tại, Diệp Trân rất muốn cười. Lão gia tử cổ gia này thật đúng là thần trợ công cho hắn. Có thể là lâu không để ý tới sự tình, không có chú ý thời gian, còn giúp Diệp Trân nói chuyện. Có thể lúc này tính toán thời gian, mặt của cổ đại xuyên đã xanh mét. Số tiền nợ là 150 vạn trung phẩm linh thạch, cũng không nhiều, dù lắm nhiều nhất một vạn 5 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Đối với Tân Ninh Châu Công Phủ mà nói, cũng chính là hơn nửa tháng chi tiêu mà thôi. Nhưng nếu tính toán ngày ngày lãi gộp xuống, còn tiếp tục kéo dài 12 năm 4 tháng, con số lượng ấy lại trở nên vô cùng khủng bố. Trong lòng đại khái đẩy tính một chút, con số kia khả năng cao đến 6, 7 ngàn vạn khối linh thạch. Mà lại, đơn vị này vẫn là thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là dùng vàng quy ra thành một vạn 5 ngàn khối thượng phẩm linh thạch tính toán. 12 năm lãi gộp tính toán một chút, chỉ sợ cỡ 6 ngàn vạn thậm chí 7 ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Của cải của toàn bộ tân ninh châu công phủ, cũng chỉ tầm 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch bán toàn bộ tài sản Tân Ninh Châu công phủ, cũng chỉ được cỡ 3 bốn ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng, nếu thật muốn trả nợ, cổ gia sẽ không còn nữa. Lão tổ cổ gia kịp phản ứng, sắc mặt của hắn một trận xanh một trận trắng, trong mắt ứa ra hung quang. Đột nhiên, bàn tay của cổ đại xuyên mở ra tính toán, thu tất cả tài sản của chất tài cổ thuần trí, một bàn tay đã vỗ xuống qua. Ngươi, tên bại hoại là mất mặt xấu hổ này, nói, ban đầu làm sao bị người khác hãm hại, làm sao bị người bức bách viết xuống phần giấy nợ này? Lão tổ cổ ra, hiển nhiên cũng là một thanh đao thịt, một kế không thành lại sinh một kế. Tính kế, tiếng cười lạnh của Diệp chân lại là vang lên. Vô dụng, lúc trước, khi lập xuống phần giấy nợ này, có nhiều người như vậy chứng minh hắn là tự nguyện. Chỉ là, lúc trước cổ thuần trí có nói hai ba ngày sẽ trả, không nghĩ tới, tên vô lại đó sẽ kéo dài tận 12 năm. Mà lại, chuyện đó phát sinh ở phủ trường nhà công chúa trường nhạc công chúa điện hạ cũng có thể làm chứng. Diệp chân vì muốn hố chết cổ ra, thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng hết. Cổ đại xuyên đột ngột khẽ giật mình. Ha ha, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện tất nhiên. Ta nói này cổ đại xuyên, cổ ra các ngươi không đến mức vô lại như vậy chứ. Muốn lão phu thay cổ ra các ngươi tuyên dương tuyên dương hay không? Tam đại thủ tế nhâm mạch tươi cười tràn đầy uy hiếp. Lão tổ, cổ ra cổ đại xuyên giận dữ, nhìn nhâm mạch lại không thể ra tay, dưới cơn giận dữ, thuận thế lại cho cổ thuần trí một bàn tay. Một cái tát đó, trực tiếp đập bay ra nửa hàm răng của cổ thuần trí, ngươi, tên bại gia tử này. Cổ thuần trí đau thấu tim gan, hiện tại lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Bầu không khí trong đại điện đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp chân chỉ cười lạnh, trong tay cầm phí danh nghĩa bồi thường chén thuốc 12 năm trước do cổ thuần trí, lập ở công chúa phủ. Năm đó, khi cổ thuần trí lập xuống tờ phiếu nợ ấy, căn bản không nghĩ tới còn bị Diệp Chân và Cổ Thiết Kỳ tính toán chuyện này. Sau khi hắn rời khỏi công chúa phủ đến Tân Ninh Châu công phủ đòi nợ, vài phút đã có thể chạy đến. Năm đó, Diệp Chân cũng không có muốn, chỉ là muốn có một nhược điểm nho nhỏ, miễn cho Cổ thuần chí lại tới quấy rối. Không nghĩ tới, hôm nay lại phát huy được tác dụng. Cổ Châu Công, cổ gia các ngươi thiếu nợ 12 năm không trả, muốn hay không Diệp Mỗ thay các ngươi tuyên dương một chút. Sắc mặt của Tân Ninh Châu công Cổ Yến lại vô cùng khó coi cuối cùng, rời ánh mắt nhìn về phía cổ thiết kỳ. Thiết kỳ, ngươi là chủ nợ đầu tiên của phiếu nợ này, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức bách ra môn trả tiền? Thật muốn giết chết bát ca của ngươi? Lúc này, cổ Yến lại nhắc lên tình huynh đệ. Nếu vào hôm nay trước khi có xung đột, cổ phụ nói câu ấy, cổ thiết kỳ có thể sẽ không chút do dự hủy tờ giấy nợ ấy. Nhưng bây giờ, trái tim hắn đã băng giá. Trái tim của cổ thiết kỳ đã hoàn toàn đóng băng. Tất cả nhường nhịn đổi lấy vẫn như cũ là bị huynh đệ trà đạp phụ thân coi thường bên ngoài liều mạng nhiều năm như vậy cuối cùng mang theo vinh dự trở về gia môn không nghĩ tới theo đạo lý công nghĩa vẫn như cũ bị phụ thân coi thường bị phụ thân thiên vị hắn chịu đủ thật đã chịu đủ phụ thân thiếu nợ thì trả tiền đó là chuyện tất nhiên nghịch tử cổ yến giận dữ trong mắt ngươi còn có một chút tình huynh đệ sao bọn họ có sao phụ thân cổ thiết kỳ cười thảm sờ về vết thương phía bên hông bị chính huynh đệ ruột đánh lén dẫn, đến đã không đang ngừng chảy máu. Nơi ấy không chảy máu, thế nhưng tim của cổ thiết kỳ đang chảy máu. Cửu đệ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lập chút quân công ấy, đã có thể phong hầu thụ tước. Tội danh các ngươi mất thành trốn quân còn chưa xong đâu, có thể phong tước hay không, còn chưa nhất định đâu. Phải biết, gia tộc mới là chỗ dựa cuối cùng của ngươi. Đại ca cổ Quảng Trí mở miệng khuyên nhủ. Gia tộc, dựa, có sao, Cổ thiết kỳ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bất ngờ trở nên lạnh lẽo. Cổ thuần Chí chuẩn bị linh thạch kỹ càng, ba ngày sau, chúng ta tới lấy. Nếu không có, người đợi tiếng xấu lan xa, sau đó bị đoạt tước đi. Luật đại chu, người dính ô danh rất, có thể bị đoạt tước. Một khi chuyện cổ thuần Chí thiếu nợ nhiều như vậy không trả huyên náo truyền ra, thời điểm xôn xao dư luận, không cần diệp chân động thủ, những người của ngự sử, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đến lúc đó, đoạt tước, đó cũng không phải là nói đùa không chỉ có cổ gia tốn hao đại khí lực mới có được tước vị xích bình hầu, cũng sẽ có nguy cơ bị mất, cổ gia cũng sẽ liên lụy rất lớn. Điểm chết người nhất là, danh dự tên tuổi cổ gia, chỉ sợ cũng muốn sẽ bị thốt nát ở lạc ấp. Trong lòng của cổ thuần trí trở nên vô cùng đau đớn, sắc mặt của tân ninh châu công cổ yến, lần nữa trở nên tái nhợt, trực tiếp tức giận. Nghịch tử, đại soái chúng ta đi thôi. Cổ thiết kỳ đã mở miệng, Diệp chân cũng mang theo một đoàn người rời khỏi. Cổ Yến lại tức giận, Nghịch tử, nếu hôm nay ngươi dám bước ra nơi này nửa bước, lão phu sẽ triệt để trục xuất ngươi khỏi gia môn. Cứ việc thỏa thích. Cổ Thiết Kỳ cũng không quay đầu lại đáp. Sau lưng, truyền đến âm thanh tức hổn hển của Tân Ninh Châu công Cổ Yến. "Nghịch tử, ngươi không nên hối hận." "Tuyệt không hối hận." Trong gió, truyền đến âm thanh quyết tuyệt của Cổ Thiết Kỳ. "Đại soái, ta đã gây thêm phiền phức cho ngươi." Trên đường trở về, Cổ Thiết Kỳ vô cùng áy náy nói. Cổ thiết kỳ hỗn nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là kẻ ngây thơ năm đó. Rất nhiều chuyện, hắn không chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, càng có thể nhìn thấy phía sau. Giống như trước kia, Diệp Trân khuyên hắn tiếp nhận thiện ý của phụ thân cổ Yến, trở về cổ ra. Mặc dù đối với chuyện này, Diệp Trân không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích gì, chỉ là thuần túy cân nhắc từ mặt thân tình khuyên giải hắn. Dù như thế nào, dù sao thì hắn cũng xuất thân từ cổ ra, huyết mạch cổ ra, đây là chuyện vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Hơn nữa, cho tới nay, trong xương cốt của cổ thiết kỳ luôn muốn được phụ thân tán thành, ý nghĩ này vẫn luôn chưa từng thay đổi. Cổ thiết kỳ quay về cổ gia, trên thực tế có thể làm cho Trấn Hải quân gấp liền quan hệ với cổ gia, làm cho Trấn Hải quân có thể đặt chân càng ổn trong triều đình. Mặc dù trước khi đó, cho dù là Diệp chân hay cổ thiết kỳ cũng không suy nghĩ qua điểm này, trở về chỉ thuần túy là vì thân tình. Thế nhưng, giống như hôm nay, hai nhà triệt để quyết liệt, Diệp chân vì cổ thiết kỳ đã triệt để vạch mặt với cổ phụ hậu quả mang tới sẽ cực kỳ nghiêm trọng lúc này tình cảnh của trấn hải quân tương đối phức tạp đúng như nghị luận và lời đồn đại nói là công hay tội vẫn còn chưa quyết định như vậy lúc này triệt để vạch mặt với tân ninh châu công cổ yến người có quyền nói chuyện nhất định trên triều đình đã mang đến cho trấn hải quân đại phiền toái nói nghiêm trọng chút là đại phiền toái đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của trấn hải quân cho nên lúc này cổ thiết kỳ mới nói như vậy diệp chân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của cổ thiết kỳ Nặng nề đập bả vai Cổ Thiết Kỳ một cái, "Trấn Hải Quân chúng ta đã từng sợ người nào chưa? Thế nhưng, đều là huynh đệ một nhà, phiền toái với phiền phức gì chứ?" Diệp Chân bỗng nhiên đứng vững, quay đầu về Cổ Thiết Kỳ nói, "Ghi nhớ, chúng ta huynh đệ một nhà, vĩnh viễn xếp thứ nhất." Diệp Chân quay người lại, ánh mắt nhìn Cổ phủ tràn đầy lạnh lẽo, "Còn có, tin tưởng ta, cuối cùng cổ gia sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay." Vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ hơi kích động, muốn nói gì nhưng cuống họng lại có chút đau buồn, một chữ cũng không nói nên lời. Một phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Chân, xem hết, Diệp Chân lập tức cười lên ha ha. Xem ra, hôm nay còn thật sự là lễ lớn của trấn Hải Quân chúng ta, cho hay không ngừng. Ngoài miệng đang cười nhưng trong đôi mắt của Diệp Chân lại bạo phát hàn quang. Sát khí tàn nhẫn như núi, đột ngột dâng lên trên người cổ thiết kỳ. Đại soái, lại xảy ra chuyện gì rồi? cũng không chuyện lớn gì chính là tiểu tử liễu phong này bị từ hôn cái gì bị từ hôn cổ thiết kỳ ngạc nhiên tam đại thủ tế nhâm mạch thủy linh điện chủ hải phạm đi cùng cũng đều rất ngạc nhiên đúng ba ngày trước thái xuyên hầu liễu giã trao đổi hôn thư định ra quan hệ thông gia với tĩnh an quận công lâu minh đức đột nhiên đổi ý không quan tâm thái độ và mặt mũi của liễu gia trực tiếp lui xính lễ xé bỏ hôn ước diệp chân vừa dứt lời vẻ mặt mọi người đều biến thành vô cùng ngưng trọng ngày mai chính là tiểu triều hội quyết định trấn hải quân là công hay tội nhưng bây giờ trước xuất hiện cổ thiết kỳ bị trục xuất khỏi gia môn sau thì liễu phong bị mạnh mẽ từ hôn đại biểu một loại hướng gió nào đó một loại mánh khoái nào đó trước đó liễu phong chạm tay có thể bỏng bây giờ lại bị từ hôn nói rõ là tĩnh an quận công xuất hiện hoài nghi đối với tiền đồ của liễu phong thậm chí là cảm giác tiền đồ của liễu phong sẽ thật không tốt cho nên mới có thể không quan tâm mặt mũi mạnh mẽ từ hôn mà chuyện của cổ thiết kỳ từ bên ngoài nhìn vào thì là gia chủ cổ yến khuynh hướng hai con trai trưởng nhưng trên thực tế vẫn là chuyện xử trí của lạc ấp đối với trấn hải quân có ước chừng hướng gió cảm giác giá trị và địa vị của cổ thiết kỳ không bằng hai con trai trưởng cho nên mới thiên vị con trai trưởng như thế tình thế chỉ sợ rất là bất lợi cho trấn hải quân đám người một mặt lo lắng chỉ có diệp chân cười ha ha đi theo ta đi đón liễu phong về chắc hẳn người này sẽ rất buồn bực hôm nay có thể thử một chút có thể quá chén hắn hay không cáo lỗi với tam đại thủ tế và điện chủ thủy linh điện một tiếng diệp chân đẫn đầu đi đón liễu phong nhất đẳng thái xuyên hầu phủ cũng không xa rất nhanh diệp chân và cổ thiết kỳ đến chỗ liễu phong nhìn qua liễu phong không chịu đả kích gì căn bản không quá đổi phế chỉ là nhìn qua cả người hơi buồn bực ta nói lão liễu người buồn bực cái chim tiểu thư tĩnh an quận công phủ cũng chỉ như thế nếu ngươi muốn nữ nhân tối hôm nay kỳ ca của ngươi sẽ thả ra tin tức cho ngươi thế gian này nữ nhân muốn leo lên trên giường ra hỏa có tiền đồ như lão liễu ngươi rất nhiều, dù ngươi hơi xấu một chút. Cổ thiết kỳ cười nói, ngươi mới xấu đấy, ta đẹp trai như vậy. Cười mắng một câu, liễu phong đột nhiên than tiếc một tiếng. Đại soái, thiết kỳ, ta biết các ngươi lo lắng cho ta. Thật ra thì ta không sao, tiểu thư nhà tĩnh an quận công, ta cũng chỉ nhìn thấy một lần, chưa nói tới có thích hay không, lui thì lui đi. Chỉ là này tĩnh an quận công, lúc trước cướp tới cửa đính hôn chính là hắn, bây giờ không để ý tới muốn hủy hôn, cũng là hắn. Ta không sao, chỉ là hành động lần này làm cho liễu gia ta mất hết thể diện, lão phụ càng tức đến dâu tóc đều dựng, kém chút nôn ra máu, thật là khinh người quá đáng. Trong đôi mắt của liễu phong tràn đầy áy náy và tức giận, Diệp chân đương nhiên hiểu rõ cảm nhận ở trong này, càng hiểu nguyên nhân căn bản của chuyện này, thật ra là vấn đề hướng gió thổi về chấn hải quân. Ta nói lão liễu, ngươi than thở cái gì, ngươi vẫn còn tốt hơn ta nhiều lắm, không thảm như ta. Ngươi làm sao rồi, liễu phong ngạc nhiên cổ thiết kỳ chỉ là đưa vết thương ra sau đó kể lại chuyện đã trải qua một lần liễu phong đã bị tức giận kêu to những người này tầm nhìn hạn hẹp tưởng là trấn hải quân ta sẽ xui xẻo tiểu triều hội ngày mai sẽ thấy rõ ràng đến lúc đó sẽ cho bọn hắn biết thế nào là hối hận diệp chân cười lạnh liễu phong và cổ thiết kỳ cùng nhìn về phía diệp chân đại soái cần chúng ta làm cái gì không đúng là có một việc cần chuẩn bị diệp chân nói Nghe vậy, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đồng thời lộ ra vẻ lẫm nhiên, mời đại soái phân phó. Chuẩn bị ngày mai cùng uống rượu mừng công. Diệp chân vỗ bả vai Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, ba người cười ha hả Nếu như nhân ma chiến trường, đối với Trấn Hải quân chính là một chiến trường rào sát nhục thân trận vô cùng tàn khốc. Như vậy triều đình đại chu ở Lạc ấp sẽ là một chiến trường không khói lửa. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu triều hội dưới sự chú ý của vạn chúng Lạc ấp đúng hạn tiến hành lạc ấp đại triều hội 10 ngày một lần, tiểu triều hội 3 ngày một lần. Bình thường thì tiểu triều hội đều là xử lý sự vụ ngày thường của đại chu, lần này được mọi người chú ý như thế, chủ yếu hay bởi vì vấn đề thưởng phạt cho Trấn hải quân, sẽ tiến hành trên tiểu triều hội hôm nay. Làm quân chủ thống soái Trấn hải quân, Diệp chân đương nhiên đến đúng hạn. Sau khi nội thị gọi tên, một vị lại một vị quan lớn đại chu đi vào lạc ấp càn khôn điện. Thượng thư thị lang các bộ, đây là khẳng định, bọn hắn chính là tiêu chuẩn phân phối trên tiểu triều hội. Sau đó, trước mắt thường chú lạc ấp, tốn thân vương cơ đáng, dẫn thân vương cơ sạn, bản thể đến đây. Tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương và tam đại thủ tế Nhâm Mạch xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn, hơi có vẻ ngoài ý muốn là, được phong trước điện hành tẩu, công chúa thảo luận chính sự trường nhạc công chúa cũng tới. Sau đó, công hầu quý tộc các cấp có tư cách tham gia tiểu triều hội, cũng có hơn 10 vị đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tân Ninh Châu công cổ Yến xuất hiện cũng không ngạc nhiên chút nào, ánh mắt hắn nhìn về phía diệp chân tràn đầy âm lãnh đại biểu lập trường của hắn ly thân vương điện hạ chấn thân vương điện hạ đến trong âm thanh gọi tên của nội thị ly thân vương cơ nguyên mặc một thân thường phục màu đen chấn thân vương cơ giới mặc bát long vương phục một trước một sau xuất hiện ở ngoài càn khôn điện vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của đông đảo triều thần nhìn phục sức hoàn toàn khác biệt của ly thân vương này đám người như suy nghĩ điều gì một giới đào quân lại còn có thể đứng ở trên triều đình vừa mới đến ly thân vương cơ nguyên đã nã pháo về phía diệp chân vừa nghe đến đây ra diệp chân giận dữ không ngờ ly thân vương này vậy lại phách lối như thế dám ở ngay trước mặt quần thần nhục nhã hắn không ngờ đại đô đốc vô năng ngồi không ăn bám dẫn đến mất đi toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường lại cũng có mặt trên càn khôn điện diệp chân không chút khách khí đối chọi gay gắt diệp chân vừa dứt lời càn khôn điện vừa thấp giọng nghị luận ẩm ý lập tức trở nên tiếng im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt của phân thân ly thân vương cơ nguyên vừa mới đến ngưng lại gắt gao chăm chú vào trên người diệp chân qua nhiều năm như vậy đây là đầu tiên có người dám trên triều đình mắng hắn trong chớp mắt ánh mắt ly thân vương cơ nguyên trở nên vô cùng âm trầm lớn mật chấn thân vương cơ giới sau lưng ly thân vương cơ nguyên lập tức tiến lên ngón tay chỉ cái mũi diệp chân mắng to lên dám nhục mạ thân vương thảo luận chính sự đương triều tội đáng chém người tới bắt lại cho ta diệp chân lại là lộ ra một mặt vẻ kỳ dị chấn thân vương điện hạ ta nói toàn bộ đều là sự thật sao lại nói là nhục mạ còn dám giảo biện chấn thân vương cơ giới nghiêm nghị quát giảo biện diệp chân cười lạnh chấn thân vương ở đại chu ta cũng không có luật nói bị định tội đúng là không bởi vì nói bị định tội nhưng tôn ti khác biệt lấy hạ phạm thượng chính là trọng tội ngươi là một quận công nho nhỏ lại dám vũ nhục thân vương thảo luận chính sự đương triều đại đô đốc nhân ma chiến trường phải bị tội gì chấn thân vương quát lên một tiếng cao hơn một tiếng cực kỳ khí thế tình cảnh này làm cho tất cả trọng thần trong đại điện đều không tự chủ được nhìn lại xem ra trấn thân vương và ly thân vương muốn trước khi triều hội diễn ra liên thủ cho diệp chân một hạ mã uy bất luận là phương thức nào trừng trị diệp chân dù là rất nhỏ thì cũng đủ để tạo thành uy hiếp để rất nhiều trung lập hoặc là trọng thần lệch về phía trấn hải quân nhao nhao ngậm miệng tiểu triều hội chưa mở chiến tranh đã bắt đầu lấy hạ phạm thượng diệp chân cười lạnh một tiếng lộ ra lệnh bài thân phận cái này đến cái khác diệp chân ta không chỉ có riêng là bắc hải quận công còn là tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai càng là tả đại chủ tế man linh điện chỉ là tuần phong sứ cho dù sách giày cho thân vương thảo luận chính sự cũng không xứng về phần chủ tế một điện cũng không khác gì trước quận công của ngươi xem ra ngươi này lấy hạ phạm thượng là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một đẳng cười lạnh một tiếng chấn thân vương cơ giới đột ngột lệ quát võ sĩ trước điện ở đâu đến nha bắt hạ người lấy hạ phạm thượng này lại giao cho giám điện ngự sử xử trí, thân vương thảo luận chính sự tự mình mở miệng, những võ sĩ trước điện chỉ có thể có hành động. Diệp chân lại tức thời lệ quát một tiếng, chậm đã, thế nào, bây giờ đã biết sợ rồi sao? Đại chu cuối cùng vẫn là của họ cơ ta, dám thẳng mặt nhục mạ thân vương thảo luận chính sự, quả thực là chán sống. Trấn thân vương cơ giới cười lạnh, đám người nhìn chăm chú, Diệp chân không chỉ không có chút hoang mang, mà trên mặt trừ thông rong ra, lại còn mang theo vài phần nụ cười như vậy, thân phận này thì như thế nào? Hô một tiếng, hư ảnh một con kim ô lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức vô cùng hừng hực đột ngột càn quét toàn bộ càn khôn điện, nhất là chấn thân vương cơ giới cách diệp chân rất gần lại bị nhiệt độ cao hừng hực này, ép chật vật lui lại. Thái cổ kim ô thần trượng. Chấn điện chi bảo hỏa linh điện thái cổ kim ô thần trượng. Thái cổ kim ô thần trượng đại biểu quyền hành của điện chủ. Trong lúc đám người kinh hô, Diệp Chân tay cầm Thái cổ kim ô thần trượng, nhẹ nhàng chống trên mặt đất, Trấn Thân Vương không biết thân phận điện chủ Hỏa Linh Điện này của ta như thế nào, bị nhiệt độ cao hừng hực ép chật vật lui lại, trong mắt Trấn Thân Vương đã tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở bên cạnh cũng thay đổi đến vô cùng ngoài ý muốn. Tổ thần điện đại thủ tế, địa vị siêu nhiên, ngay cả hoàng đế cũng vô cùng kính trọng, điện chủ các điện dưới Tổ thần điện, nhất là những điện chủ có được trấn điện chi bảo, địa vị có thể so với đại thủ tế, càng siêu nhiên. Địa vị siêu nhiên như thế, căn bản chưa nói tới lấy hạ phạm thượng trên mặt Diệp Trân lại tràn đầy nụ cười. Đây là bước đầu tiên trên tiểu triều hội hôm nay, hắn đang nghĩ làm sao để có thể lộ ra thân phận này, không ngờ Trấn Thân Vương lại giúp hắn. Cái này, cái này, sao ngươi có thể là điện chủ hỏa linh điện? Cả lăm vài câu, Trấn Thân Vương rốt cuộc tìm được một điểm phản kích. Trấn Thân Vương, chuyện của tổ thần điện ta, há lại ngươi có thể xen vào. Diệp Trân nói một câu đã làm cho Trấn Thân Vương nghẹn họng. Đúng là đúng là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Xen vào, nhưng vấn đề là, trong tay Diệp chân cầm thái cổ kim ô thần trượng, cho dù nói thì hắn lại có thể thế nào? Trấn thân vương bị mất mặt mũi trước mặt mọi người tức đến rậm chân, vắt hết não mồ hôi nghĩ lật về một ván, cũng nhưng vào lúc này, âm thanh của nội thị vang lên. Bệ hạ đến. Mọi người đã đến đông đủ, nhân tôn hoàng cơ long ở phía sau nhìn trò hay hồi lâu rốt cục ra. Sau một phen lễ nghi, tiểu triều hội chính thức bắt đầu. Lên tiếng trước nhất chính là quân bộ thượng thư ban lệ, bệ hạ, trấn hải quân mất thành đào quân, và một mình xâm nhập nội địa ma tộc nhận quân huân, một chuyện thưởng phạt, thần mời hôm nay bàn luận tập thể. Bệ hạ, ban thượng thư nói vậy không thích đáng, thần xin bác bỏ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là quân bộ thượng thư ban lệ vừa mở miệng, Diệp Chân đã nhảy ra ngoài. Bệ hạ, hôm nay nghị chính là công tội của Trấn Hải quân, nhưng công tội chưa nghị ra, ban thượng thư đã tự mình định tội cho Trấn Hải quân ta. Làm quân bộ thượng thư, hành động lần này thật không thích đáng, thần mời bệ hạ khiển trách. Quân bộ thượng thư ngốc, hắn chỉ vừa mở miệng, tại sao lại bị phun? Nhi thần tán thành. Trường nhà công chúa là người thứ nhất tỏ thái độ. Lão thần tán thành. Theo đại thủ tế Bách Tương tỏ thái độ, một đám quan viên tổ thần điện một mạch nhao nhao tỏ thái độ. Còn không đợi bọn người ly thân vương lên tiếng bác bỏ, nhân tôn hoàng cơ long ngự tòa ở trên đã nói. Diệp Ái Khanh nói có lý. Nói xong, nhân tôn hoàng cơ long nhìn về phía quân bộ thượng thư ban lệ. Ban Khanh, đây đúng là miệng người nói sai, trấn hải quân còn chưa định công tội sao là tội danh ngươi chính là trọng thần mỗi tiếng nói cử động đều tuyệt đối không thể khinh suất lần khiển trách này làm cho gương mặt quân bộ thượng thư ban lệ lập tức đỏ bừng lên làm quân bộ thượng thư nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn bị nhân tôn hoàng cơ long khiển trách ngay trước mặt quần thần khiển trách không nhẹ không nặng nhưng lại đại biểu cho loại hướng gió một loại thái độ sưng hô diệp chân là diệp ái khanh ban lệ là ban ái khanh chiều gió thổi hướng nào đã càng thêm rõ ràng đại biểu nhân tôn hoàng cơ long yêu thích đối với diệp chân cũng đại biểu cho nhân tôn hoàng bất mãn đối với quân bộ thượng thư hắn một màn này làm cho trong lòng rất nhiều triều thần khẽ động những người còn đang chưa biết đứng bên nào lập tức một lần nữa đưa ra quyết định vẻ mặt của ly thân vương cơ nguyên hơi thay đổi thủ đoạn này của diệp chân rất cao minh từ khi tiểu triều hội bắt đầu đã liên tiếp hai lần gây ra lực ảnh hưởng cho rất nhiều triều thần bệ hạ dậy phải thần sẽ cực khổ ghi vào lòng nhân tôn hoàng cơ long miệng vàng lời ngọc ba lệ chỉ có thể chịu đưng nhưng ánh mắt nhìn về phía diệp chân đã tràn đầy âm trầm bệ hạ tiểu triều hội hôm nay thần xin nghị chuyện công tội của trấn hải quân khiển trách qua đi quân bộ thượng thư ban lệ lần nữa mở miệng lần này hắn đã học ngoan chuẩn nhân tôn hoàng cơ long vừa dứt lời ly thân vương cơ nguyên đã là người thứ nhất nhảy ra ngoài bệ hạ thần đệ chính là đại đô đốc nhân ma chiến trường trấn hải quân dưới trướng đầu tiên là thất thủ huyết quang pháo đài cố thủ chưa đầy ba ngày sau đó lui giữ huyết hà cấm địa có quan hệ đến sống chết của phòng tuyến nhân ma chiến trường, cũng thất thủ sau 10 ngày. Đây là tội mất thành, theo ta quân luật của Đại Chu, mất thành, hoặc thủ thành chưa đầy trăm ngày, toàn quân từ giáo ý trở lên, chém tất cả. Đây là tội thứ nhất. Vừa nghe đến đây ra, toàn bộ trọng thần trong càn khôn điện đều biến sắc. Đương ừ. nhiên, trong đôi mắt ít người, giống như trước đó Điền Châu Công, hiện tại Tân Ninh Châu Công, bọn người chấn thân vương lại tràn đầy chờ mong. Nhưng đây chỉ là ly thân vương biểu tấu bắt đầu. Bệ hạ, sau khi Trấn Hải quân mất thành, chưa liên hệ bản đại đô đốc, chưa xin chỉ thị quân bộ đã tự mình chạy tán loạn đến nội địa ma tộc. Theo luật đại chu, người đào quân, chủ soái thì chém đầu cả nhà, sĩ quan giáo úy trở lên chém tất cả, tất cả sĩ tốt cũng đều giáng thành tội nô. Đây là tội thứ hai. Bệ hạ, Diệp Chân tư đổi quân chế, tự mình chỉnh biên chấn Hải quân, luận lấy tội mưu phản, theo luật chu tộc, đây là tội thứ ba. Bệ hạ, Diệp Chân không nghe theo bản đốc điều lệnh, chống lại quân lệnh, theo quân luật, luận tội đáng chém, đây là tội thứ tư. Diệp chân đồng thời phạm bốn tội, thần đệ đặc biệt mời bệ hạ theo luật đại chu, chu diệt gia tộc của Diệp chân lấy kính bắt trước làm theo. Diệp chân đồng thời phạm bốn tội, thần đệ đặc biệt mời bệ hạ theo luật đại chu, chu diệt gia tộc của Diệp chân lấy kính bắt trước làm theo. Gần như là ngay khi âm thanh của ly thân vương cơ nguyên vừa dứt, chấn thân vương cơ giới đã lên trước phụ họa. Thần tán thành. Thần tán thành một vị lại một vị triều thần tiến lên trước tỏ thái độ có ly thân vương nhất hệ cũng có đơn thuần tỏ thái độ với chuyện này càng có kẻ địch của diệp chân lệ như lúc này tân ninh châu công cổ yến lại cũng ngay lập tức đứng ra ban liệt tán thành dẫn tới quần thần ghé mắt không thôi vẻ mặt diệp chân đều là lạnh lùng đang muốn phản kích thì đột nhiên quân bộ thượng thư ban lệ ra khỏi hàng bệ hạ ly thân vương trấn thân vương mặc dù diệp chân phạm bốn tội nhưng cũng có mang theo công lớn không chỉ nghị tội, đồng thời cũng phải nghị công." Quân bộ Thượng thư Ban Lệ nói lời này, chợt nhìn là đang nói chuyện thay Diệp Chân, hát đệm cho Diệp Chân. Lần đầu nghe thấy chi, Diệp Chân còn tưởng rằng quân bộ này Thượng thư Ban Lệ đột nhiên đổi tính, lại hoặc là thật đã nghĩ thông chuyện này. Một bên, Tuần Thiên Ti đại ti thiên ngũ dự gấp điên cuồng ra hiệu ánh mắt cho cho Diệp Chân. Ngũ dự đã nghe ra cạm bẫy trong câu nói này của Ban Lệ. Nhưng Tuần Cha Ti làm chó săn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, kiêng kỵ nhất có bất kỳ khuynh hướng trên triều đình cho nên dù nhìn ra cạm bẫy ở trong này nhưng cũng chỉ có thể xem như không biết diệp chân lâu không tranh đời trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng đợi cảm giác được ánh mắt cảnh báo của đại ti thiên ngũ dự sau đó mới bắt đầu nghĩ lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại lão cẩu quân bộ thượng thư ban lệ này không ngờ âm hiểm như thế lại chơi chữ với hắn âm thanh bất mãn của trường nhạc công chúa trực tiếp vang lên ban thượng thư bản cung có một chuyện không hiểu muốn thỉnh giáo ban thượng thư trường nhạc công chúa bỗng nhiên đặt câu hỏi Quân bộ thượng thư ban lệ chỉ có thể tạm thời gián đoạn góp lời, ngược lại về phía Trường Nhạc, chủ động nói, công chúa có hỏi, nào dám không tòng mệnh? Bản cung muốn biết, ban thượng thư là quân bộ thượng thư, đến cùng là ta quân bộ thượng thư của Đại Chu, hay là quân bộ thượng thư trong Nhân Ma chiến trường Đại Đô đốc phủ? Trường Nhạc công chúa vừa mở miệng đã nói ra lời tru tâm như thế, có thể xưng long trời lở đất, cả điện phải sợ hãi. Ngay cả nhân tôn hoàng cơ long ngự trên tòa cũng híp mắt lại. Lời nói chu tâm như thế, quân bộ thượng thư ban lệ lại không chút lo lắng, phản kích cũng cực kỳ lăng lệ. Lão thần từ đầu đến cuối, từ 60 năm trước đến bây giờ chính là quân bộ thượng thư của đại chu ta, không biết tại sao công chúa Điện Hạ lại nói ra lời hoang đường này. Lời hoang đường, trường nhạc công chúa cười lạnh. Quân bộ đại chu ta quản lý quân cơ thiên hạ, định thưởng phạt chư quân, minh công tội, sách quân huân, vì sao ban thượng thư chỉ nghe cơ đại, đô đốc nói đã tán thành trấn hải quân phạm bốn tội, theo bản cung thấy nếu đã như vậy chức vụ quân bộ thượng thư này gọi nguyên hoàng thúc làm thì chẳng phải xong rồi sao miễn cho ban thượng thư mỗi lần đều chỉ gật đầu lên tiếng trả lời tránh phiền phức như lôi đình đánh xuống đất như địa chấn trời kinh toàn bộ càn khôn điện lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều vì trường nhạc công chúa lớn mật nã pháo mà kinh ngạc lời nói này cũng chính là trường nhạc công chúa mới dám nói nhất là vào thời khắc vi diệu như thế này ban lệ cũng thất thần hắn không ngờ trường nhạc công chúa lại trực tiếp như thế, một câu sau một câu càng chu tâm, làm cho hắn có cảm giác không thể chống đỡ được. Công chúa Điện Hạ, đại đô đốc tổng đốc tất cả quân vụ của nhân ma chiến trường, chính là cung cấp với quân bộ thượng thư ta. Đại đô đốc báo cáo sự vụ trấn hải quân, chính là trong chức quyền hành xử, thần cũng chỉ là làm việc theo chức trách. Ban lệ nói, nói như vậy, nếu nguyên hoàng thúc đại đô đốc có tư tâm, tận lực hại tướng lĩnh nào đó, đây chẳng phải là nói, nếu quân bộ không hỏi tướng lĩnh này cũng chỉ có thể bị chết oan vừa dứt lời ly thân vương cơ nguyên định mở miệng răn dạy trường nhạc công chúa lại gấp vội vàng bổ sung một câu nguyên hoàng thúc không nên tức giận nguyên hoàng thúc sao có thể lại là người như vậy được chứ trường nhạc chỉ thuận tiện đưa ra ví dụ mà thôi ly thân vương cơ nguyên nhách miệng sắc mặt hơi biến đen trường nhạc công chúa ngoài miệng nói là lấy ví dụ nhưng trên thực tế thiếu chút nữa đã chỉ thẳng mũi của hắn mắng hắn đang vu hãm diệp chân dù là quân bộ thượng thư ban lệ có lão luyện cũng bị trường nhạc công chúa đánh võ mồm trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào nếu là như vậy quân bộ này thượng thư thật không bằng gọi nguyên hoàng thúc kiêm nữa nha triều đình còn có thể bớt một phần thuế ruộng lời nói chu tâm của trường nhạc công chúa lập tức làm cho mặt mo của quân bộ thượng thư ban lệ đỏ lên bởi vì biểu hiện vừa rồi của hắn giống như đúc với trường nhạc công chúa nói đây gần như là chỉ cái mũi của hắn mắng hắn ngồi không ăn bám hướng sâu thảo luận càng đang mắng hắn thông đồng với địch rơi vào đường cùng, quân bộ thượng thư ban lệ gỡ mũ quan xuống, xuất ra ấn tỷ thượng thư, quỳ về phía thềm ngọc. Bệ hạ, lão thần vô năng, xin từ chức quân bộ thượng thư. Nhìn trò hay hồi lâu, nhân tôn hoàng cơ long tay hư đỡ một chút. Ban khanh so đo gì với một tiểu nữ nhi như trường nhạc chứ, mau mau đứng dậy. Trường nhạc, sau này không thể làm cả như thế nữa. Vâng, trường nhạc cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Trường nhạc công chúa nói rất thản nhiên, chỉ để lại quân bộ thượng thư ban lệ một mặt lúng túng quỳ ở nơi đó, đứng cũng không được, quỳ cũng không xong. Diệp Trân nhìn ban lệ này, cũng hận ý giả dích. Cái tên này quá âm hiểm. Vừa rồi, hắn nói như vậy mặt ngoài nhìn lại như đang nói chuyện thay cho Trấn Hải Quân. Trong lúc nghị tội cũng phải nghị công. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Nhưng lời giải thích của hắn lại biến tướng là tán thành bốn tội cơ nguyên nói tới. Nếu tiếp theo nghị công cho Trấn Hải Quân, vậy bốn tội sẽ cơ bản tương đương với tán thành dụng tâm có thể nói cực kỳ ác độc bệ hạ thần không phục bốn tội mà đại đô đốc nói đều là giả dối không có thật thần xin biện bạch diệp chân ra khỏi hàng nói chuẩn lúc này cái mông của nhân tôn hoàng cơ long lộ ra rất rõ ràng đại đô đốc cơ nguyên ngồi hùng binh mấy thành cát cứ diệp chân lại là thiên tân vạn khổ giết mà quay lại đại chu cái mông của nhân tôn hoàng cơ long ngồi ở bên nào không thể hiểu rõ hơn được nữa hơn nữa thảo luận chính sự thật ra thì công tội của trấn hải quân chính là một lần đấu tranh chính trị trên triều đình nhân tôn hoàng cơ long và đại đô đốc cơ nguyên tại dùng thủ đoạn chính trị lấy trấn hải quân làm thẻ đánh bạc để đấu hơn nữa trên pháp lý mà nói đại đô đốc cơ nguyên còn rất chiếm ưu thế ban khanh đứng lên đi ngươi là quân bộ thượng thư của trẫm nếu diệp chân sắp tự biện vậy sẽ biện bạch nhân tôn hoàng cơ long nói lời này không nhẹ không nặng nhưng ý cảnh cáo ẩn chứa trong đó lại làm cho cả người quân bộ thượng thư ban lệ đổ mồ hôi lạnh bệ hạ đại đô đốc nói diệp chân tư đổi quân chế tự mình chỉnh biên chấn hải quân đơn thuần là không rõ tình huống lúc trước khi chỉnh biên chấn hải quân thân đã báo cáo về phía quân bộ diệp chân nói báo cáo về phía quân bộ đại đô đốc cơ nguyên gửi lạnh theo quân chế ngươi là thuộc hạ dưới quản hạt của đại đô đốc phủ ta vì sao không báo cáo về phía đại đô đốc ta hồi đại đô đốc bởi vì trong đối tượng chỉnh biên có nguyên chấn nam quân đoàn chấn nam quân đoàn không thuộc đại đô đốc phủ quản hạt cho nên mà tướng chỉ có thể báo cáo về phía quân bộ. Nói xong, Diệp Trân lại hướng về phía quân bộ thượng thư ban lệ nói. Ban thượng thư, tin tưởng ngươi đã thu được văn thư báo cáo của ta đúng không, còn đồng ý. Diệp Trân nhắc đến việc này, quân bộ thượng thư ban lệ mặt đen lên nhẹ gật đầu. Lúc trước, mặc dù hắn đã đùa nghịch thủ đoạn, biến tướng định tội cho Trấn Hải quân, nhưng lúc này, Diệp Trân lại để hắn chứng minh, bác bỏ định tội này của ly thân vương cơ nguyên, quả chính là đang đánh mặt mò của hắn, mà còn là loại đánh rung động đùng đùng làm cho quân bộ thượng thư ban lệ hết sức khó xử đã như vậy đại đô đốc nói đến tội trạng này của ta sẽ không cách nào thành lập diệp chân nói như vậy từ trên pháp lý không có bất cứ vấn đề gì đại đô đốc cũng chỉ có thể lấy trước đó không biết đã báo cáo nắm lỗ mũi nhận diệp chân bác bỏ về phần đại đô đốc nói thần không phục điều lệnh chống lại quân lệnh mà tướng thật không biết chống lại quân lệnh nào của đại đô đốc phủ còn xin đại đô đốc vạch ra diệp chân hướng về phía đại đô đốc cơ nguyên nói vậy bản đốc muốn hỏi sau khi huyết hà cấm địa thất thủ vì sao không liên hệ với đại đô đốc phủ cơ nguyên đặt câu hỏi hồi đại đô đốc lúc ấy ma tộc phong tỏa toàn bộ hư không của huyết hà cấm địa không cách nào liên hệ với đại đô đốc phủ vậy sau chuyện này thì sao vì sao liên tục không liên hệ sau đó trấn hải quân ta đã xâm nhập nội địa ma tộc để tránh bại lộ tùy tiện không dám liên hệ ra bên ngoài lúc ấy liên hệ lạc ấp có thánh dụ của bệ hạ yêu cầu trấn hải quân ta tận lực giảm bớt liên lạc không cần thiết để tránh bại lộ vị trí, mang đến tai họa ngập đầu cho Trấn Hải quân. Diệp Trân vừa nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã nhẹ gật đầu. Chấm đúng là đã ra thánh dụ như vậy. Ly thân vương cơ nguyên đang rằng co, với Diệp Trân không khỏi dâng lên một loại cảm giác tất chó. Ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng đã học thuộc lòng, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể mặt đen lên nắm lỗ mũi bỏ đi một tội danh này của Trấn Hải quân. Đến tận lúc này, bốn tội hắn đưa ra cho Trấn Hải quân, đã bỏ đi hai tội nhưng đối với hai tội còn lại, ly thân vương cơ nguyên rất có lòng tin, đây chính là bằng chứng như núi. Trước mặt sự thật như sắt thép, mặc cho Diệp chân có nói như thế nào thì cũng không cách nào thay đổi. Tốt, vậy hai tội chặn đầu của Trấn Hải quân chính là bản đô đốc đã hiểu lầm. Thế nhưng tội mất thành, đào quân, ngươi còn có thể giải thích thế nào? Ly thân vương cơ nguyên cười lạnh nhìn về phía Diệp chân theo quân luật của Đại Chu, người thủ thành chưa đều trăm ngày mà dẫn đến mất thành phải chết, mất thành mà đào quân tộc chu toàn quân từ giáo ý trở lên chém tất cả toàn quân tất cả đều giáng thành tội nô vẻ mặt của diệp Trân hơi ngưng trọng thật ra thì tội danh mất thành đào quân này diệp chân cũng không khó tự biện bởi vì từ trên căn bản mà nói trấn thủ huyết quang pháo đài là trấn nam quân đoàn diệp chân chỉ là viện quân nếu truy cứu trách nhiệm thì cũng chỉ truy cứu tản quân trấn nam quân đoàn chỉ cần đẩy thì diệp chân là có thể đẩy đi đại bộ phận chịu tội nhưng bây giờ vấn đề là tàn quân trấn hải quân nam do miêu bích cầm đầu đã toàn bộ nhập vào trấn hải quân nếu diệp chân đẩy bọn hắn ra không cần hỏi quân bộ trấn nam tàn quân tất nhiên sẽ bị quân pháp tàn khốc nhất của đại chu sử trí đến lúc đó trấn hải quân lập tức sẽ phân liệt huống chi tướng sĩ trấn nam quân đoàn càng là đồng bào huynh đệ một đường từ trong núi thay biển máu giết ra dù như thế nào diệp chân cũng không thể làm như thế cho nên diệp chân muốn thoát tội chỉ có thể nghĩ phương pháp khác loại tình huống này đại đô đốc cơ nguyên chỉ trích tội mất thành đào quân muốn thoát tội cũng trở nên cực kỳ khó khăn thấy diệp chân thật lâu không mở miệng tự biện bầu không khí trong càn khôn điện càng ngày càng ngưng trọng đồng thời trong đôi mắt của đại đô đốc cơ nguyên đã lộ ra ý cười còn có rất nhiều người như điền châu công ninh châu công cũng lộ ra ý cười càng ngày càng đậm thấy diệp chân thật lâu không mở miệng tự biện bầu không khí trong càn khôn điện càng ngày càng ngưng trọng đồng thời trong đôi mắt của đại đô đốc cơ nguyên đã lộ ra ý cười còn có rất nhiều người như Điền Châu công, Tân Ninh Châu công cũng lộ ra ý cười càng ngày càng đậm. Nguyên bản, quân bộ thượng thư ban lệ xem như chủ trì triều nghị lần này, bởi vì lúc trước trường nhà công chúa hai lần nói lời chu tâm, lúc này nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng. Bởi vì thủ đoạn vô hình hắn dùng để hố chấn hải quân đã bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mơ hồ cảnh cáo, nếu lúc này hắn lại nhảy ra ngoài gây tai họa, chỉ sợ cũng sẽ thật dao động tín nhiệm của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long với hắn. Nhưng quân bộ thượng thư ban lệ không nói lời nào nhân tôn hoàng cơ long cũng nóng nảy diệp ái khanh đối với tội mất thành đào quân trấn hải quân ngươi có thể biện bạch không nếu như không ngụ ý của nhân tôn hoàng chính là nếu ngươi không tự biện được thì sẽ phải định tội diệp chân đầu tiên là thi lễ về phía nhân tôn hoàng cơ long bệ hạ việc này thần có thể tự biện chỉ là nếu thần tự biện sợ là sẽ mạo phạm đại đô đốc nhân tôn hoàng cơ long nhìn thoáng qua ly thân vương cơ nguyên đã là lấy lập trường tự biện sao có thể nói là mạo phạm đã như vậy, vậy thần xin cả gan nói. Diệp chân thi lễ về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long và ly thân Vương Cơ Nguyên. Đại Đô Đốc, mà tướng có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Đại Đô Đốc. Nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.